Liên ơi, vào xem lại chưa Liên ơi? Chào Nguyễn Công Linh nha, chào Dương Lâm Hạnh nha. Mọi người có mặt ở đây thì chấm cho em một chấm nha. Đấy, hôm nay em vẫn bán với cái áo này là 9k mọi người nhá. Hôm qua thì có một bạn mua được 9k rồi. Còn cái áo này còn sót thì bán 9k nốt nhá. Hôm qua một bạn là chia sẻ lại sai ấy. Chia sẻ bị sai nên là hôm nay là phải bán lại cái áo này tiếp tục nha mọi người nhá. Mọi người ai ưng cái này thì comment cho em nhá. 9k kèm số điện thoại mọi người nhá. 9k kèm số điện thoại nhá. 9k kèm số điện thoại nhá. Hello em nhá. Giải vàng đầu năm. Chào Dung Hồ nha. Đấy mọi người comment cho em cái áo này 9k mọi người nha. Kèm chia sẻ lên nhóm 10 nhóm nha. Kèm chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần công khai nha. Người đẹp kèm chia sẻ công khai mọi người nha. Kèm kết bạn mọi người nha. Xin chào trà đắng này. Đây mọi người ơi, cái áo này chuẩn bị mọi người. Mọi người chia sẻ lên cho em đi ạ. Mọi người đợi em chút để em vào em chia sẻ một tí nha. Đấy mọi người nha, mọi người chia sẻ hộ em đi. Hôm nay bán sale xả hàng rất là đẹp, toàn hàng thiết kế thôi. Mọi người chia sẻ hộ em đi. Dung Hồ 9k, Thu Hà Trinh còn váy 15k. Còn nha chị Hà ơi, còn chị nha, còn chị nha. Rất là nhiều luôn chị ơi. Hôm nay em hôm qua có một bạn là lấy được cái áo 9k rồi. Hôm nay là em sẽ bán cái áo này 9k tiếp bởi vì là còn sót hôm qua một bạn là làm không đủ thao tác nên là các bạn bị không nhận được cái hàng 9k, chỉ có một bạn được nhận thôi. Đây mọi người nha, Dương Lâm Hạnh này có váy voan không chị em? Có em nha, rất là nhiều váy voan, mọi người chia sẻ hộ em đi nào. Mọi người chia sẻ hộ em đi để bán với 9k nha mọi người nha. Cái áo này 9k mọi người nha, 9k kèm số điện thoại này, 9k kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha, chia sẻ lên nhóm 10 nhóm cho em nha, kèm kết bạn nha, kèm kết bạn này, chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần mọi người nha. Hôm qua con người nhiều quá mà chả được, hàng fan ơi em phải comment nhiều vào, liên tục vào, đấy thì là không bị ẩn đấy, đấy. Không bị ấn comment cho chị xem mấy cái nhé. Ok nhá chị Thu Hà Trinh. Ok chị nhá. Em quen quen nhỉ? Quen gì quen. Nhắn tin không trả lời. Nhắn tin không trả lời. Nhắn tin nào. Mọi người ơi comment cho em này 9k kèm số điện thoại mọi người này. Để cho em là ai là người lấy được cái áo 9k này này. Áo thì rất là đẹp luôn. Hàng chất cắt hàn nhá. Cắt hàn mọi người nha. Mọi người có thể chọn size nhá. Cho em váy van đi chị. Mọi người nha. Thanh Hương áo chị mặc có màu trắng không? Có màu trắng em ơi. Ba màu, có ba màu nha. Trắng này, hồng này, màu vàng nha. Mọi người chia sẻ lên cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ lên đi. Chia sẻ lên để nhận áo 9k mọi người nha. Vũ Lộc này chào em đầm chào nha. Chào chào Ngọc Nguyễn nha. Chào Dương Lâm Hạnh, mọi người ơi comment cho em đi 9k kèm số điện thoại nào. 9k kèm số điện thoại nha. Kèm chia sẻ lên nhóm 10 nhóm nha. Kèm chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần mọi người nha. Kèm kết bạn luôn mọi người nha. Kèm like mọi người nha. Để mua với áo 9k nha. Rồi bao giờ mọi người chia sẻ lên em đi ạ. Chia sẻ nhiều lên là để mua với áo 9k. Cái áo em chỉ bán 9k thôi nha. 3 chiếc, có 3 chiếc mọi người. Màu vàng, màu hồng và màu trắng nha mọi người nha. 3 chiếc thôi, mọi người chia sẻ lên cho em đi. Không tiếc gì một cái chia sẻ đâu. Cứ chia sẻ lên cho em để mua với áo 9k nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Mọi người comment cho em đi ạ. 9k kèm số điện thoại đi ạ. Thế em thế là quen cũng là nhớ được nhỉ. Nhớ gì hôm em ở con kinh doanh là chào em này, cho mình một cái lần đi bạn. Làm đủ thao tác là được ngay mà, vì con kinh doanh làm đủ thao tác là được mà. Đây này, một cái áo 9k thôi, rất là rẻ luôn. Hôm qua có một bạn không được làm đúng thao tác nên là hôm nay mình phải mặc lên để bà sale với 9k đây này. Đấy, hôm qua có một bạn làm bị sai. Cái nào đẹp có cái nào có cái nào đẹp đẹp cho em không? Có em Trần Ngọc Huyền ơi, nhiều mà Trần Ngọc Huyền. Rất là nhiều luôn. Sao mà chị không lấy à? Xong chưa em xem.
Ừ em vào đi, em cứ vào đi. Chị không thấy gì. Em cứ vào đi. Hôm nay nhiều váy đây, nhiều kiểu dáng đẹp đây. 9k mọi người nha, 9k kèm số điện thoại nha. Mọi người đẩy lên lên view cho em đi ạ. 9k kèm số điện thoại. Hôm nay chủ nhật để không làm gì cả thì cứ ở đây với em đi cho vui. Đây. Áo này có 9k thôi mọi người nhá. Chị Lâm Hồng ơi, chị nhìn thấy em nhá. 9k mọi người ơi, đây này. Cái này đính cổ đính thủ công nha. Cái này cũng thế nha, ngọc đính thủ công hết mọi người nha. Chị nhìn thấy em nha, chị Lâm Hồng nha. Để em chia sẻ lên lên trang cho mọi người một tí nhá mọi người nhá. Liên ơi, Liên. Chị bảo đây. Gửi hàng cho em chưa? Trịnh Lâm Hồng ơi, chị gửi cho em rồi sao đấy? Dương Lam Hạnh này, chị có áo khoác. Em này chia sẻ lên cho chị đây, vào cái phần chia sẻ để lên nhóm nữa nào. Đây là chia sẻ. Không chia sẻ cái đoạn này là sao chép lên nhóm này này. Đấy, sao đây chép cái đoạn này này. Đây thì bấm vào chia sẻ thôi. Xong rồi đấy, cái phần mà mình có cái nhóm ấy. Đấy, sao chép lên nhóm này này. Đây này. Đây. Rồi, sau là có cái phần ở bên hông của nó là lên nhóm ấy. Ngọc Thanh này, áo chị đang mặc còn màu gì? Ngọc Thanh ơi, nó còn màu hồng em này. Màu hồng và màu trắng nha, màu hồng và màu trắng em nha. Bán với 9k thôi em nha. 9k này kèm số điện chia thoại này. Nào. Chị em chia không chia sẻ lên nhóm mà, cứ lên nhóm. Gì? Có cái nhóm ở đây mà. Em không biết nhóm đâu. Không biết nhóm mà. Mọi người đợi em chia sẻ lên một chút nha, mọi người ngồi chia sẻ hộ em một tí nha. Áo 9k kèm số điện thoại mọi người nha. iPhone ai đây chị? Đâu? iPhone của ai đây? Em hàng của cái khách đấy. Mọi người chia sẻ lên hộ em ạ, 9k kèm số điện thoại mọi người nha. Hôm nay là sale cái hàng rất là rẻ luôn, toàn hàng công sở đẹp thôi. Em đợi em đăng lên trên nhóm một tí nhá. Đăng lên nhóm cho các chị vào xem cho đông vui, hôm nay chủ nhật mà. Hôm nay chủ nhật không làm gì cả thì vào đây cho vui đi chị em ơi. Cho mình với nhé, chia sẻ 20 lần rồi. Chia sẻ 20 lần rồi. Mọi người chia sẻ và comment cả số điện thoại cho em nha, 9k nha. Chia sẻ thật nhiều. Vừa bán vừa chơi game nha em. Chơi game à? Hôm nay là chị Thu Hà thích chơi game à. Mọi người chia sẻ nhiều vào cho em nha. Hôm nay em bán là toàn váy hàng công sở với cả váy hàng hãng thôi mọi người, toàn váy đẹp thôi. Đấy em đang phải chia sẻ lên nhóm này, các chị chia sẻ hộ em này, em đang phải chia sẻ lên đây. Cái này của em. Mọi người chia sẻ hộ em nha. Chia sẻ lên 20 lần rồi chế. Ok em nha. Mọi người vào chia sẻ hộ em đi, thêm một ít nữa đi. Để vào em bán lên view nào, lên view lên vào người xem, lên 100 người xem để em bán với áo 9k nào. Em mở tí nhạc cho vui, em chẳng biết cái máy của em. Em share 20 lần rồi. Đây mọi người nha. Áo 9k thôi mọi người nha, 9k kèm số điện thoại mọi người nha. Mọi người có thể chọn size nha, chọn size chọn số nha. Màu vàng và màu trắng và màu hồng nha. 9k thôi mọi người nha. 9k à. Cho em cái lần này em nhớ thích áo màu vàng lắm đang mà. Bật tí nhạc đi em ơi. Hồng Vân mọi người ơi, mọi người chia sẻ hộ em này, 9k nha, mọi người cứ chia sẻ nhiều lên ạ. Lên 100 người xem là em sẽ công bố là ai sẽ là người mua được cái áo 9k. Đấy, hôm qua thì có một bạn là mua được áo 9k rồi, còn một bạn là cũng mua được, em ghim được nhưng mà cuối cùng là bạn ấy làm không đúng thao tác, làm bị thiếu. Làm bị thiếu cho nên là bạn ấy không được nhận cái áo 9k này. Đấy, hôm nay em phải lên em bán tiếp cho các chị nào 9k đây này. Em bán tiếp ngày hôm nay cho các chị này, áo rất là xinh luôn, chỉ có một màu vàng thôi. Màu vàng, màu trắng, màu hồng nha, 3 chiếc 9k mọi người nha. 3 chiếc 9k thôi, hôm nay chủ nhật thì mọi người ở đây cho vui nha. Đấy, mọi người chia sẻ cho em, nay chủ nhật không làm gì cả, cứ vào chia sẻ cho em cho vui, chả làm gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Chị Táo Đỏ ơi, chị đăng inbox cho em thì chị vào comment cho em ở trên livestream này nhá. Đấy, chị đừng inbox nữa, chị Táo Đỏ nha. Phạm Thảo này, Hương Sen này, con này. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em 9k kèm số điện thoại nào. 9k, chị Đỗ Vân em nhìn thấy này, 9k kèm số điện thoại nhá. Hôm qua là hôm nay, hôm qua có một bạn có mua được một cái 9k rồi.
nhẽ ra là hai bạn nhưng mà cuối cùng là một bạn làm sai thao tác, thế là cuối cùng là chỉ được một bạn thôi. Để hôm nay em mặc tiếp, em bán tiếp để cho mọi người lấy cái áo 9k của em này, rất là đẹp, màu vàng, màu trắng và màu hồng nhá. 9k thôi mọi người ạ, mua ở đâu được cái áo mà 9k như thế này, quá rẻ luôn mọi người nhá. Chẳng mua đâu được cái áo sơ mi nào mà 9k, sơ mi công sở đây các chị này. Đây em nhìn đứng gần cho các chị xem này, hoa của nó này, đính tay này, ngọc cũng đính bằng tay thủ công luôn này. Đây nhá, đấy mọi người chia sẻ cho em nhá, 9k kèm số điện thoại nhá, 9k kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên nhóm 30, 10 lần trên nhóm nhá, 2 lần trên trang cá nhân mọi người nhá, kèm kết bạn với em và kèm like cho em mọi người nhá. Đấy 9k thôi, nhìn thấy Trịnh Thúy này, Hồ Tra này, có hồ có zoom dài em nhá, lát nữa chị sẽ sâu zoom dài cho em nhá. Đấy hôm nay chủ nhật thì chị em mình cứ ở đây này cho vui, chủ nhật không làm gì cả, cứ nghỉ trưa thoải mái vào đây em xem em sâu váy, toàn váy hãng thôi. À, với công khai luôn. Ừ đúng rồi đấy, ăn ghi la trần ạ, mọi người nhớ công khai nhá, mọi người đã chia sẻ cho em là phải công khai cho em nhá, làm đúng thao tác cho em để mua với áo 9k nhá. Chứ hôm qua một bạn là tiếc ơi là tiếc luôn đấy, hôm qua có một bạn là bạn mà làm đúng thao tác rồi nhưng vẫn còn thiếu một vài thao tác nữa đấy, thì là không nhận được một áo 9k, chỉ có được một bạn được nhận thôi. Cho nên là hôm nay em phải sâu lên lại cho các chị để mua với áo 9k này. Rất là tiếc cho bạn đấy là chỉ được một bạn hôm qua thôi này. Kết bạn bốn phương, mình thấy mình không, mình thấy bạn nhá. Mình thấy bạn, kết bạn bốn phương nhá. Đấy mọi người chia sẻ lên cho em đi ạ. Lên 100 người xem thì mọi người cứ vào đây để comment tiếp cho em nhá. Lên 100 người xem là em bán với áo 9k mọi người nha. Có 3 chiếc mọi người nha. Không mua đâu một cái áo 9k như thế này đâu các chị ạ. Không mua đâu được một cái áo 9k như thế này đâu. Đây, tất cả những cái ngọc này và cái hoa này đều làm bằng thủ công hết. Đây nhá, làm bằng thủ công hết các chị nhá. Đấy, không mua được đâu một cái áo 9k như này luôn, hàng công sở đẹp ơi là đẹp, ai cũng có thể mặc được. Ngọc Nguyễn bạn đến giờ vẫn phải hóng. Ok Ngọc Nguyễn nhá. Đấy mọi người chia sẻ hộ em đi ạ, chia sẻ lên cho em đi ạ. Rồi hôm nay nhìn thấy Trâm Ngọc này, Trâm Ngọc này, hôm nay nhìn thấy Trâm Ngọc nhá. Hôm qua là mọi người comment nhiều quá hay là bị ẩn nhá. Đấy áo mặc giá bao nhiêu? 9k thôi chị xin ngôi nhà nhá. 9k kèm chia sẻ chị nhá. 9k kèm chia sẻ lên cho em 10 nhóm nhá. Chia sẻ lên cho em 10 nhóm này và chia sẻ lên cho em 2 lần trên trang cá nhân công khai này. Một và kết bạn với em này, với cả kèm like chị nhá. Đấy để mua với áo 9k nhá. Đấy em là 50 nhóm rồi, các chị Vân Anh này, ok Vân Anh này, Nguyễn Mai này. Mọi người nhá, comment kèm số điện thoại, 9k kèm số điện thoại nữa mọi người nhá. Đấy em xin nhắc lại là mọi người phải làm đúng thao tác để mua áo với 9k nhá. Chứ không là hôm qua có một bạn là rất là phí, rất là tiếc cho bạn ấy là không mua được. Và em chỉ có một bạn là mua được thôi. Đấy, mọi người nha, mọi người phải em xe quá nhiều. Ồ, ok Vân Anh, cảm ơn Vân Anh rất là nhiều nha mọi người nhá. Đấy hôm nay chủ nhật thì không làm gì cả, mọi người cứ vào đây xem. Vào đây em sâu đồ toàn hàng, những cái hàng hãng và hàng thiết kế của công sở thôi các chị nha. Mỹ Hạnh này, Vân Anh này, An Ngân này, 9k kèm số điện thoại mọi người ơi. Đấy thao tác là rất là đơn giản, 9k một cái áo này, 9k kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên nhóm cho em là 10 lần trên nhóm, 2 lần trên trang cá nhân nhá. Và kèm cho em like cho em này, và cho em và kết bạn với em nhá. Đấy mọi người nhá. Đấy rất là đơn giản thôi. Áo này có size không chị? Thu Phương ơi có size em nhá. Em có thể chọn size nhá. Trịnh Thúy thấy mình không? Mình thấy Trịnh Thúy này. Em Vân Anh là Vân Anh, tự nhiên Vân Anh thế. Đây mọi người nhá. Đây rất là đẹp luôn, 9k thôi. Ai lấy thì comment cho em 9k kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên nhóm cho em 10 lần trên nhóm này, 3 lần này, 2 lần trên trang cá nhân này, công khai này, một cái like cho Facebook em này, với cả kết bạn với Facebook em mọi người nhá. Đấy đơn giản thế thôi. Nhìn hôm nay là nhìn thấy Trâm Ngọc này, Julie Trần nhìn thấy này, Nguyễn Mai chị nhìn thấy này. Chị Táo Đỏ ơi, chị đừng inbox của cho em nữa. Online, chị cứ vào comment cho em đi, chị lấy cái gì thì lát nữa em sẽ check cho chị nhá. Đấy chị cứ vào, em đang like ở trên này chị nhá. Nguyễn Hương này, nhìn thấy này mọi người nhá, mọi người chia sẻ hộ em đi ạ. Hôm nay đây áo 9k mọi người nhá. Ai mới vào chưa biết thì để em nói lại với cả cách chơi ở trong của nhà em nhá. 9k cái áo này là em bán với 9k kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 9k kèm số điện thoại, kèm 10 lần chia sẻ trên nhóm nhá. Kèm là kết bạn với Facebook nhà em công khai và kèm chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần công khai nhá, cả like nữa mọi người nhá. Rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Đấy em bán được cái áo 9k thì rất là đơn giản luôn mọi người nhá, rất là đơn giản thôi nhá. Ngọc Thanh này,
Hương Sen Trần này, Nguyễn Mai 9K này đấy mọi người nha, rất đơn giản đấy. Ai chưa vào, ai mới vào thì em sẽ nói lại cho mọi người biết nha. Mua với áo 9K nha mọi người nha, 9K kèm số điện thoại nha, comment cho em 9K kèm số điện thoại này. 9K kèm số điện thoại mọi người nha, cái áo sơ mi của em này 9K kèm số điện thoại này. Mình chia sẻ rất nhiều rồi các bạn trên phần mà chưa may mắn cả tình yêu. Ok bạn nha, váy bạn đang mặc bao nhiêu ạ? Cái váy em đang mặc ở đây là 150 chị nha. Còn em đang bán áo 9K chị nhá, áo cái áo 9K của em nhá, áo sơ mi nhá. Lê Tuyến ơi, 9K một cái bạn nhá, 9K thôi bạn nhá, 9K kèm số điện thoại nhá bạn nhá, kèm số điện thoại này, bạn comment cho mình 9K kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên nhóm 10 lần, kèm cho mình chia sẻ lên 2 lần công khai trên trang cá nhân mọi người nhá. Nhưng mà mọi người chia sẻ là mọi người phải công khai cho em nhá, mọi người phải ở chế độ công khai mọi người nhá. Đấy thì là đơn giản lắm, em mua được áo 9K thì quá rẻ luôn. Toàn là hàng đẹp như thế này thì mọi người mua ở đâu ra được 9K cái áo như này. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Cái áo đó giá bao nhiêu, bình thường là 250 bạn nhá. Đấy 250, cái này là bình thường là bán 250 bạn nhá. Đấy hôm nay mình là sẽ bán 9K mọi người nhá. Thao tác rất là đơn giản thôi, hôm nay là nhìn thấy tất cả mọi người này. Hôm nay mọi người không bị ấn, mọi người cứ comment nhiều vào cho em, liên tục vào cho em. Đấy mọi người ai mới vào chưa biết thì em sẽ nói lại ạ. Đây áo này là 9K mọi người nhá, em bán với 9K. Mọi người comment 9K kèm số điện thoại và kèm chia sẻ lên nhóm cho em, lên nhóm là 10 lần, lên trang cá nhân 2 lần công khai, một lần like cho em với cả mà một lần chờ kết bạn mọi người nhá. Đấy rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Đây em xem nào, ai là chuyện Văn Anh này, tính làm sao được. Văn Anh rất là tuyệt, đội Văn Anh này, Văn Anh làm sao là bị chặn chia sẻ này. Đây mọi người nhá. Đấy em nhìn thấy mọi người này, em nhìn thấy Jenny Hòa này. Mọi người ơi, mọi người comment nhiều cho em ạ, chia sẻ lên cho em, hộ em một tí đi ạ. Bởi vì là sao em bán áo 9K này quá rẻ rồi thì các chị chia sẻ công khai một tí cho em nhé. Đấy công khai để mọi người vào xem muộn váy kiểu luôn mọi người nhé. Có 9K cái áo này thôi rất là đẹp luôn. Mà hôm nay chủ nhật thì ở đây với em cho vui chứ đi đâu nữa mọi người. Váy xinh chứ phải sắm 9K hả? Em chỉ bán áo sơ mi này 9K thôi nhá bạn nhá, bạn mơ mộng nhá. Áo sơ mi 9K chị nhá. Hoa hồng xanh này có màu khác không chị? Có màu khác em này, màu trắng và màu hồng em nha, em có thể chọn nha, màu trắng và màu hồng nha, màu vàng này, màu trắng này và màu hồng này, ba màu nha. Đấy thì ai mới vào thì em có thể là chia sẻ, là cũng thể nói lại với mọi người là mọi người hãy comment cho em áo 9K kèm số điện thoại này. Áo 9K kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 9K kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần công khai và kèm chia sẻ lên nhóm 10 lần cho em nhá. Chia sẻ lên nhóm 10 lần kèm kết bạn và like Facebook cho em với nhá. Đấy về mua áo được 9K rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Mua được cái áo 9K này quá đơn giản luôn nhá. Đấy xin chào Ngọc Ngọc Nguyễn Mai này, chào Lâm Lâm Hạnh Ngọc Thanh này. Ai cũng chia sẻ thì mua được 9K. Ôi mọi người nhá, mọi người ơi, giờ có 3 chiếc cơ mọi người ạ. Mọi người hãy cố gắng lên, mọi người làm đúng thao tác thì có thể mua được áo 9K rất là đơn giản luôn. Chẳng tiếc gì một cái chia sẻ và cái like và cái kết bạn cả mọi người nhá. Rất là đơn giản thôi, không có tiếc gì cả. Hôm nay chủ nhật thì cứ ở đây cho vui, không có vấn đề gì cả. Nhà em thì bán toàn hàng váy hãng với cả hàng rất là đẹp và bán rất là đẹp luôn và rẻ mọi người nhá. Đấy không đi đâu mua được cái áo là như này đâu mọi người nhá. Chào Thảo Phương nhá. Đấy 9K mọi người nhá, 9K kèm số điện thoại nào. Cái áo này 9K kèm số điện thoại này. Lên 100 người xem nào mọi người ơi, con chia sẻ nhiều cho em đi ạ. Lên 100 người xem để em vào em xem là ba bạn nào là mua được cái áo 9K mọi người nhá. Ba người mọi người nhá, 9K thôi, rất là đơn giản thôi mọi người nhá. Đấy đơn giản thôi mọi người, chia sẻ hộ em đi. Thỏ sâu này, nhìn thấy thỏ sâu này, bây giờ mới thấy bạn thỏ sâu này, bạn Vân An này bán hàng đi chị ơi. Em ơi chị đang bán 9K cái áo này em này, 9K này. Vân An chia sẻ hộ chị đi. Bán bố mà vừa mèo con của anh là vừa em nha, rất là vừa em nha, có size em nha, size SML em nha, em có thể chọn size em nha. 9K mọi người nha, 9K kèm số điện thoại mọi người nha, 9K kèm số điện thoại cho em nào. Thế là bốc thăm hả bạn, có 3 chiếc bạn nhá. Bạn nào mà comment mà nhiều mà đủ thao tác ấy, đủ thao tác cả nhiều nhất là lên nhóm này, đủ thao tác cho mình này, với cả là kết bạn này, rồi cả chia sẻ lên công khai này, và mà nhanh nhất và nhiều nhất comment liên tục cho mình nhá. Đấy đơn giản thế thôi, thêm một liên tục bao giờ mới được 100. Ôi rất là nhanh thôi mọi người, mọi người chỉ cần một vài thao tác chia sẻ một vài lần thôi mà. Đấy rất là đơn giản thôi, cái gì cũng thế mọi người. Mua áo 9K quá rẻ thì mọi người có thể giúp em là chia sẻ lên cho em, có vấn đề gì đâu. Hôm nay chủ nhật mà cứ ở đây mà chơi, ở đây trò chơi để săn áo 9K cho vui. Đấy
không vấn đề gì đâu mà. Cứ 9k mọi người nha, 9k kèm chia sẻ đấy. Lên 52 rồi đây mọi người này, 54 rồi mọi người này. Mọi người cứ cố gắng lên, mỗi người một ít chia sẻ thêm, mỗi người một ít nữa cho em này. Rất là đơn giản thôi, giá bán bình thường cho một cái màu hồng ruốc giá thường được không? Cái giá này của em là 250, nhưng mà em đang bán với 9k chị ạ. Bán với 9k thôi chị ơi. Bán 9k có 3 chiếc và bán 9k với mọi người cho vui thôi. Vừa bán vừa tặng các chị em. Đấy, có 3 người mà rất là đơn giản, các chị cứ chỉ cần đơn làm dễ dàng thôi mọi người. Như hôm qua các chị bạn kia chơi kìa, rất là dễ trúng đơn giản thôi mà. Mình chỉ cần comment 9k kèm số điện thoại thôi. Với cả chia sẻ lên cho em, vào nhiều nhóm lên cho em để các chị vào vô cho vui. Đấy, lên 100 lần người xem thì em công bố luôn, có vấn đề gì đâu, rất là dễ, rất đơn giản mà. Em thấy rất là dễ mà, săn quà những ba cái cơ mà, dễ lắm. Dung Hồ nhìn thấy, Dung Hồ này, Ngọc Thanh nhìn thấy này, Dung Hồ nhìn thấy này. Đấy mọi người, rất là đơn giản thôi nhá mọi người nhá. Đấy comment cho em 9k kèm số điện thoại mọi người nhá. 9k kèm số điện thoại này, kèm chia sẻ lên nhóm cho em 10 lần. 10 lần lên nhóm các chị nha, 10 lần lên nhóm nha, 2 lần lên trang cá nhân nha, một kết bạn với cả Facebook của em nha, và like cả công khai mọi người nha. Nga Giang này, chào Nga Giang này, chào Dung Hồ nhá, chào Ngọc Thanh nhá. Đấy mọi người cứ comment lên cho em. Dương Lâm Hạnh này, chào Dương Lâm Hạnh nha. 9k kèm số điện thoại mọi người nha. Rất là đơn giản thôi, 9k thôi nhá. Cái áo này em bán với giá 9k thôi mọi người nhá. Angela Tiên này, Ngọc Thanh này, đấy, rất là đơn giản thôi mọi người ơi. Mọi người mỗi lần mỗi người chia sẻ cho em một ít đi. Chia và ra chia sẻ cho em xong, khi nào mà em bắt đầu là comment bảo mọi người dừng chia sẻ thì các chị cứ nhảy vào comment cho em, không vấn đề gì đâu ạ. Cứ chia sẻ thêm cho em một chút đi. Rất là đơn giản thôi các chị nhá. Đấy lên 52 rồi kìa, rất là dễ thôi mọi người ạ. Mọi người cứ ra chia sẻ cho em một chút đi. Rất là đơn giản thôi đấy, không vấn đề gì đâu. Nguyễn Mai này, em nhìn thấy Nguyễn Mai này, đấy Dung Hồ rất là nhiệt tình luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người ơi, mọi người comment thêm cho em một chút đi. Rất là đơn giản thôi mà. Hôm nay là chủ nhật mà. Chủ nhật thì mình ở nhà đây, mình ở nhà mình chơi, vào đây mình săn hàng rẻ. Đây toàn hàng chất lượng thôi mà giá rất là rẻ luôn. Cái áo này mà em bán 9k thì quá rẻ rồi các chị này. Đấy các chị nhìn là biết rồi, không phải là nói đâu. Đã chia sẻ là Lan Thái này, ok nhìn thấy Lan Thái này. Đấy nhá, ai mới vào thì để em nói lại với mọi người này. Áo này mua áo 9k, comment 9k kèm số điện thoại mọi người nha. Em bán áo 9k mọi người nha. 9k kèm số điện thoại mọi người nhá. 9k kèm số điện thoại, kèm chia sẻ lên trang cá nhân 10 lần, kèm chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần thôi, 2 lần trên trang cá nhân công khai, 10 lần lên nhóm các chị nhá. 1 lần kết bạn với em và 1 lần like các chị nhá, công khai nhá mọi người nhá. Đấy rất là đơn giản thôi. Đấy mọi người comment cho em đi. Comment vào đây cho em nhá, 9k kèm số điện thoại nhá. Đấy ai có mặt ở trên này nhá mọi người. Đấy mọi người cứ chia sẻ cho em một chút đi, không có vấn đề gì đâu. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay chủ nhật thì mọi người ở đây với mọi người ở đây với em cho vui. Rất là đơn giản thôi. 9k thôi các chị nhá. Đấy, mua ở đâu rất là rẻ luôn, có 9k thôi. 9k quá rẻ mọi người nha, comment cho em 9k. 9k kèm số điện thoại. 9k kèm số điện thoại mọi người nha. Dung Hồ nhìn thấy, Dung Hồ này, Ngọc Thanh nhìn thấy này. Dung Hồ này, mọi người chia sẻ hộ em nha. Chia sẻ hộ em mọi người nha, 9k kèm số điện thoại nha. 9k kèm số điện thoại nào. Chị Nga, chị Hạnh ơi, chia sẻ lên nhóm với comment nhiều lên. Đúng rồi, Ngọc Nguyễn là này, Ngọc Nguyễn bạn ấy đã vừa trúng thưởng một cái váy lần trước của nhà em này. Hôm nay bạn vào đây săn tiếp đây này. Đây nhá, Ngọc Nguyễn chia sẻ hộ chị nhá. Hôm nay là vào săn áo 9k tiếp nhá Ngọc Nguyễn nha. Nga Nguyên, Nga Giang này. Đây rất là đơn giản thôi, nhà em săn váy, săn đồ là rất là dễ mọi người nhá. Săn quà rất là dễ luôn mọi người ạ. Rất là dễ luôn. Liên ơi, em bật chân đàn tín nhạc Liên. Mọi người ơi chia sẻ thêm cho em đi nhá, chia sẻ lên cho em đi. Đấy, cái áo 9k mọi người này, em mua với áo 9k mọi người nhá, rất là đẹp luôn nhá. 9k thôi mọi người nha. Đấy lên 55 rồi, lên 55 rồi, chia sẻ ra 70 nhóm rồi. Ok Lan Thái này, Lan Thái là rất là nhiệt tình này, Lan Thái này mình rất là, mình thấy Lan Thái rất là nhiệt tình nhá. Bạn Lan Thái là công khai cho mình nha, chia sẻ lên công khai mọi người nha. Mọi người đừng ấn công khai, mọi người đừng ấn nha. Tất cả chia sẻ là lên công khai mọi người nha. Mọi người ơi, đấy lên năm mấy rồi mọi người ạ. Đấy mọi người đừng có tụt đi, mọi người cứ chia sẻ lên cho em. Nga Giang, Ngọc Nguyễn, hôm nay là chủ nhật mà, hôm nay chủ nhật thì không làm gì thì ở đây đi, ở đây cho vui. Đấy, hôm nay là toàn váy đẹp thôi. Đấy cái áo này của em bán 9k thôi mọi người này. Có 9k thôi, quá là rẻ luôn các chị nhá. Đấy, em chưa bán nhóm rồi, hai lần công khai rồi đấy nhá. Chị thấy là chị thấy Angela Tiên này. Đấy cảm ơn nhá, là Lan Thái là nhìn thấy này. Đấy mọi người chia sẻ lên cho em đi ạ.
Đấy, lên 56 rồi mọi người nha, lên 56 rồi, lên nhanh lắm mọi người nha. 9K mọi người nha, 9K kèm số điện thoại mọi người nha. Kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha mọi người nha. Đấy, Kim Biến hôm nay lại vào săn tiếp này. Kim Biến lần trước cũng trúng một cái váy, hôm nay lại vào săn hàng quà tặng tiếp đây này. Đấy, bạn Kim Biến chia sẻ cho chị nha, hôm nay vào săn tiếp nha Kim Biến nha. Đây mọi người nha, thỏ sâu này nhìn thấy này, Ngọc Thanh nhìn thấy, Ngọc Thanh này, Nguyễn Mai nhìn thấy này. Đấy đúng rồi, comment cho em 9K kèm số điện thoại các chị nha. 9K kèm số điện thoại mọi người nha, rất là rẻ cái áo sơ mi này, 9K mọi người nha. 9K kèm số điện. Kim Biến chị nhìn thấy em. Rồi Kim Biến hôm nay lại vào săn quà tiếp à, hôm trước là tặng một cái váy rồi, hôm nay săn quà tiếp ở Kim Biến à. Thì Kim Biến chia sẻ cho chị để săn quà tiếp này. Sờ 9K thôi mọi người nha. Đấy, cảm ơn mọi người nha. Lan Thái này, đấy lên 60 mấy rồi mọi người ơi, mọi người lên tiếp tục cho em đi ạ. À. Lên 100 view là em sẽ tặng một, em sẽ bán 9K này, 9K một cái áo này có 3 chiếc mọi người nha, 3 chiếc mọi người nha. Đây 3 chiếc này, màu đỏ à, màu hồng và màu trắng. Màu hồng, màu trắng, màu vàng em đang mặc các chị nha. Kim Yến này, nhìn thấy Kim Yến này, Dung Hồ này, Lan Thái, đúng rồi mọi người cứ comment nhờ vào cho em nha. Comment nhờ vào em cho em và chia sẻ lên cho em với nha. Để các chị vào các chị săn quà luôn cho nó vui mọi người nha. Ai cũng có thể có quà mọi người ơi. Ai chia sẻ nhiều là em sẽ tặng quà nhiều các chị ạ. Ai có chia sẻ và comment nhiều là sẽ được tặng mọi người nhá. Đấy, mua với áo 9K thì rất là đẹp luôn. Đấy, em nói thật là không mua đâu được cái áo 9K như này mà rẻ như thế này đâu này. Đây cái áo này nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn mọi người này. Rồi cái áo 9K này, hoa thì theo bông này, ngổ ngọc thì làm bằng tay, bằng đính bằng tay hết này. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nga Giang em chào chị nhá. Đấy em chào Lan Thái nha, Trịnh Thúy là nhìn thấy này. Đấy đúng rồi mọi người, 9K kèm số điện thoại mọi người nha. Đấy, làm thao tác mọi người nhớ kết bạn với em nha. Ai chưa kết bạn với em thì mọi người kết bạn đi nha. Kết bạn này mọi người nha, kết bạn với em nha. Kèm số, kèm like luôn mọi người nha. Kèm kết bạn và like này. Hân Ori nha, chào Hân Ori này. Chào Lan Thái, là Lan Thái rất là nhiệt tình luôn này. Nga Giang này, chào chị Nga Giang nha, rất là nhiệt tình luôn. Đây 9K mọi người nha, mọi người cứ comment nhiều cho em ạ. 9K này, hôm nay Trần Lan Anh lại vào săn tiếp à, Trần Lan Anh vào săn váy tiếp à. Đây mọi người nha, 9K mọi người nha. Hôm qua ai săn được nhiều váy đẹp thì nhớ cho em địa chỉ luôn nha. Vào inbox cho em địa chỉ luôn các chị nha. Nhiều các chị gọi điện còn gọi điện mà mãi mà không thấy nghe máy ấy, nhân viên nhà em gọi điện mà không nghe máy. Đấy các chị nha, các chị nhớ và cho em địa chỉ luôn nha. À, đặt hàng rồi mà các chị phải nhớ cho địa chỉ không mà em lại để cho khách khác hết đấy. Đây Nga Giang này nhìn thấy này. Đây mọi người nha, cái áo của em này 9K thôi mọi người này. 9K mọi người nha, 9K kèm số điện thoại nha, tụt view rồi. Mọi người comment và chia sẻ lên cho em đi ạ, 9K mọi người này. Rất là đẹp luôn này, hôm nay chủ nhật thì không làm gì cả thì ở trên này cho vui nhá mọi người nhá. Đây 9K mọi người nhá, rất là đẹp luôn nhá. Cổ ngọc của nó nha, đính ngọc nhà, đính hoa này, 3 chiếc thôi mọi người này. Đây là màu hồng của nó, các bạn có thể chọn nha. Các bạn có thể chọn màu nha, 9K nha. Đây, các bạn có thể chọn cái áo màu trắng mọi người nha. Đấy, có thể chọn màu như mình thích nha. Đấy, ai có thể chọn màu như mình thích và chọn size các chị nha. Có thể chọn size và chọn màu nha. Đây là màu vàng nha, 9K mọi người nha. 9K mọi người nha, đây là màu hồng này. Màu hồng cũng 9K này, màu trắng cũng 9K luôn mọi người nha. Đấy mọi người cứ comment lên cho em đi, chia sẻ lên nhóm cho em đi. Đấy rất là nhiều đồ đẹp luôn. Lên 100 người xem là em công bố xem 3 bạn nào là người trúng thưởng. Ngọc Thanh là vàng M này, Ngọc Thanh vàng M 9K này. Rồi bạn Ngọc Thanh này. Mọi người nha, mọi người chia sẻ lên cho em, kèm kết bạn nha. Đấy nhưng mà bạn nào chưa vào, mới vào chưa biết thì em có thể nói lại này. Mua mọi người comment với em là 9K kèm số điện thoại nha. Mua áo 9K kèm số điện thoại mọi người nha. Kèm chia sẻ lên nhóm 10 lần mọi người nha. Kèm chia sẻ lên nhóm 10 lần mọi người nha. Đấy kèm chia sẻ công khai 2 lần trên trang cá nhân này, kết bạn này, Facebook và like Facebook em nha. Rất là đơn giản thôi. Em lấy cái này nhé. Lưu Diệp Khả Linh em lấy cái này nhé. Xem nào. Lan Hồng Angela này. Em lấy cái nào thì comment cho chị 9K kèm số điện thoại và màu luôn nha. Màu của nó cũng rất là đẹp luôn này. Mọi người có thể chọn màu nha. Có thể chọn màu mọi người nha. Đây là màu em là màu vàng mọi người nha. 9K thôi mọi người nha. Trịnh Thúy là hồng size M này. Đây mọi người nha, có thể chọn màu nha, 9K mọi người nha. Đây áo cổ sơ mi của nó đính thủ công rất là đẹp luôn. Còn đây là màu hồng này, đây là màu trắng này. Mọi người có thể chọn màu nha, mọi người có thể chọn màu áo nha. Đấy ai thích màu nào thì chọn cho em và ghim cho em luôn nha. Màu áo của nó 9K nha. Lưu Diệp Khả Linh này, rất là nhiều bạn thích màu vàng này. Rất nhiều bạn này, các bạn nhanh tay lên là không hết nha, 9K thôi nha. Nhanh tay lên hộ em nha. Rồi ok Ngọc Thanh này, đấy mọi người nha, nhanh tay hộ em nha.
mọi người phải lên chia sẻ nhiều cho em đi ạ, để em xem biết là bạn nào là người công khai và nhiệt tình nhất để em bán với giá 9k. Rất là đơn giản thôi, cho tí nhạc đi em, rất là đơn giản thôi đấy mọi người nhá. 9 đấy mọi người ơi, có 9k thôi mọi người nhá, chia sẻ hộ em 9k thôi, 9k kèm số điện thoại mọi người nhá, 9k kèm số điện thoại nhá. Lan Thái rất là nhiệt tình luôn này, An Ưa Tiên cũng liền nhiệt tình, rất là nhiệt tình mọi người này. Đấy 9k thôi mọi người nhá, mọi người chia sẻ cho em cùng 9k comment đi em nào, 9k kèm số điện thoại nào, 9k kèm số điện thoại nào, Dương Lâm Hạnh 9k nhá. Đấy mọi người nhá, 9k thôi, ai muốn lấy màu vàng thì comment là comment cho em luôn, màu luôn nhá. Comment cho em màu luôn này, màu này, màu vàng, màu hồng và màu trắng nhá, có 3 màu nhá. Màu vàng, màu trắng này. Hà Huyền My này, này, Hà Huyền My 9k, Hà Huyền My trắng này, Linh Lan Nguyễn màu vàng, màu hồng này, Linh Nguyễn lấy 2 màu cơ, Linh Lan Nguyễn này, mọi người nhá, đấy, những cái màu này mọi người có thể chọn nhá, 9k thôi mọi người nhá, 9k thôi mọi người nhá, đấy, bán hàng với 9k thôi, màu vàng, màu trắng và màu hồng, màu vàng, mèo con lấy màu vàng mờ, Ngọc Thanh mà mờ, em tặng em chị đi, em chỉ dám 10 ngón rồi Lan Thái, ok bạn nhá, 9k mọi người nhá. Ok, mình sẽ lưu ý cho những bạn nào chia sẻ rất là nhiều, có công chia sẻ rất là nhiều, mình sẽ bán 9k cho các bạn nhé. Rất là nhiều luôn, bạn nào lấy màu nào thì comment cho mình màu đấy luôn. 9k thôi mọi người nhá. 9k còn kèm chia sẻ mọi người nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Nguyễn Mai này, Nga Giang này, Ngọc Thanh màu vàng này, và Hồng L của Nga Giang này, Hồng L Nga Giang này, Dương Lâm Hạnh này, Lan Thái này, Ngọc Thanh màu vàng này, màu hồng của Tuệ Hoàng Kim này. Đây mọi người nhá, đấy mọi người comment cho em đi 9k đi ạ. 9k kèm số điện thoại. Mà mọi người em chỉ bán cho những ai mà chia sẻ livestream của em ngày hôm nay thôi nhá. Ai mà bán cho em, ai chia sẻ cho em thì em mới bán với giá 9k đấy nhá. Em lấy 3 màu luôn nhá, size M Lưu Diệp Khả Linh. Đây mọi người nhá, mặc thử màu hồng đi chị. Chị đang bán rất là dễ em ơi, cái màu hồng của nó rất là xinh mà. Màu hồng của nó này, hồng của nó rất là xinh luôn này. 9k đây, màu hồng này có thật này. Đây mọi người nhá. À Giang Lê Thị Tra ơi, 9k có thật em nhá. 9k em này, kèm chia sẻ cho chị là 10 lần trên nhóm em nhá, Giang Lê Thị Hà nhá. 10 lần trên Thị Tra nhá. Giang Lê Thị Tra nhá, chị Trà nhá. Rồi 10 lần trên nhóm thôi em nhá. 2 lần lên trang cá nhân này. Với cái độ công khai này, 1 lần kết bạn với Facebook là chị này, 1 lần like này, rất là đơn giản thế thôi. Đấy, chỉ còn thao tác đơn giản như thế thôi mà. Rất là dễ luôn, không có vấn đề mà gì mà phải khó khăn cả. Đây nhá mọi người nhá, 9k thôi. Ai lấy màu gì thì chọn màu cho em nhá. 9k mọi người nhá, đã chia sẻ rồi. Horizon, ok, Horizon này 10 nhóm rồi này. Horizon này rất là nhiệt tình luôn này. Nga Giang cũng vậy này, Hồng L này, Nga Giang lấy Hồng L này. An Ngư Tiên là màu trắng mờ này. Như Khả Linh này, rồi tình yêu nhá, Thùy Dương này, cái váy sọc đen phía sau như vậy. Váy sọc đen phía sau là 150 nhá chị nhá, hàng của hãng nhá. Em sale xuống 150 chị nhá. Chị Thùy Dương nhá, đang sale xuống nhá, mặc nó tôn dáng mà không ai bị béo mà mặc lên thì nó nhỏ người lắm. Lan Thái nhìn thấy này mọi người này. Đây nha mọi người nha, 9k nhá. Ai lấy màu gì thì comment cho em màu đấy nhá. Comment cho em màu đấy nhá. Comment cho em luôn cả màu đấy luôn nhá. Đây mọi người nha, mọi người ơi, mọi người ngưng chia sẻ hộ cho em, mọi người ngưng chia sẻ hộ em. Mọi người vào comment cho em đi ạ. Comment vào cho em đi ạ, ngưng chia sẻ đi ạ. Tất cả các bạn hàng đều 9k. Không phải em nha, chỉ có áo hôm nay bán cái áo là 9k thôi em nha. Thảo Điêu Lò, thiếu rượu lò nha. Đấy mọi người nha, mọi người ngưng chia sẻ đi, mọi người vào đây. Mọi người vào đây để comment cho em đi ạ. Comment 9k kèm số điện thoại kèm màu cho em đi ạ. Mọi người nha, mọi người ngưng chia sẻ hộ em, ngưng chia sẻ hộ em nha. Vào đây comment cho em đi ạ. Vào đây comment cho em đi. Vào đây comment cho em đi, ngưng chia sẻ nha. Ngưng chia sẻ mọi người nha. Đấy, ngưng chia sẻ đi mọi người. Mọi người vào đây comment cho em 9k kèm số điện thoại kèm màu luôn nào. Đấy, ngưng chia sẻ mọi người nha. Mọi người liên tục cho em đi ạ. Comment liên tục cho em mà. Kèm màu liên tục cho em đi ạ. Vàng là Lan Thái này. Mọi người comment liên tục cho em đi. Comment liên tục cho em đi để em vào rồi mọi người đừng chia sẻ nữa nha. Đừng ngưng chia sẻ mọi người nha, ngưng chia sẻ nha. Vào đây comment cho em đi ạ. Đấy, em thông báo cho các chị này. Ngưng chia sẻ đi các chị, ngưng chia sẻ đi ạ. Vào đây đi ạ. Vào đây comment cho em 9k kèm số điện thoại kèm màu đi ạ. Các chị nha, các chị ngưng chia sẻ nha. Các chị ngưng chia sẻ hộ em nha. Đừng chia sẻ nữa nha, ngưng chia sẻ hộ em nha. Vào đây comment cho em nào. Vào đây comment cho em là 9k kèm số điện thoại nào. 9k kèm số điện thoại nè. Đấy mọi người nha, để em xem là ai là người, là những ai là người mua được áo 9k nào. Đấy, sau khi em mặc em xem em ghim ai. Các chị ơi, các chị ngưng chia sẻ đi ạ. Các chị ngưng chia sẻ, các chị vào đây comment cho em nha. Vào đây comment cho em 9k kèm số điện thoại kèm màu luôn nào. 9k kèm số điện thoại kèm màu luôn mọi người ơi. Đấy, như thế là rất là công bằng nhá. Mọi người, những ai đang đi chia sẻ cho em thì mọi người ngưng chia sẻ đi ạ.
Ngưng chia sẻ mà mọi người vào đây để comment cho em đi ạ. Vào đây comment cho em nha mọi người nha. Vào đây comment cho em để em xem là ai là người mua áo 9K. Mọi người comment lên đi ạ. Mọi người comment lên đây đi ạ mọi người nha. Mọi người comment lên đây để em xem biết nào. Các chị nào nhanh tay nào, nhanh tay nào để em xem ai là người mua áo 9K nào. Nhanh tay hộ em là ai là người mua áo 9K đây. Mọi người ngưng chia sẻ nha, mọi người ngưng chia sẻ nha. Ngưng chia sẻ hộ em nha, ngưng chia sẻ hộ em nha. Đấy mọi người vào đây mọi người comment cho em đi để em xem biết là ai nào. Xem là ai là người mua áo 9K nào, xem nào. Đấy, em đã bảo mọi người là ngưng chia sẻ thôi, ngưng chia sẻ rồi em xem bạn nào. Mọi người ơi, mọi người comment liên tục đi ạ, comment liên tục hộ em đi. Kem buồn hộ dùng liên tục hộ em nào, liên tục hộ em nào. Em nhìn thấy bạn Lan Thái này, bạn Lan Thái này. Ok, bạn Lan Thái đã làm rất nhiều. Đấy mọi người nha, em đã thông báo cho bạn Lan Thái mua áo vàng 9K mọi người nha. Đấy mọi người nha. Mọi người, ok, em sẽ mặc sang một cái áo màu trắng tiếp tục, một cái áo màu trắng để mọi người vào comment tiếp nha. 9K mọi người nha. Để em vào em mặc một cái áo màu trắng để cho mọi người xem nha, một áo màu trắng tiếp tục nha. 9K mọi người nhớ này, comment nhiều vào cho em là tiếp tục em mặc một áo màu trắng bán với 9K mọi người nha. Rất là đơn giản thôi. Mọi người đợi em mặc đồ một chút nha. Đấy mọi người chia sẻ hộ em nha. Đấy 9K màu vàng, 9K màu vàng em đã cho Thái Lan nha. Lan Thái mới bán 9K bởi vì bạn Lan Thái là comment là chuẩn nhất à. Mọi người đợi em để em mặc cái áo màu trắng tiếp tục bán với 9K mọi người nha. Rất là đơn giản thôi mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ cho em lên nhiều một nhóm cho em nha. Rất là đơn giản thôi. Mọi người đợi em mặc thêm một cái áo 9K, một cái áo trắng nữa là xong rồi mọi người nha. Bán với 9K thôi, rất là đơn giản thôi mọi người nhá. Đấy. 9K thôi, rẻ ơi là rẻ luôn mọi người nha. Nhớ chia sẻ lên cho em nha, đủ lên trang lên nhóm hộ em nha. Mọi người phải chia sẻ thì mới bán giá 9K mọi người nha. Đây rất là đẹp luôn các chị nhá. Màu trắng của nó này. Màu trắng của nó thì rất là đẹp luôn này. 9K thôi mọi người nhá. Đây. Rất là đẹp luôn nhá. 9K các chị nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn nè mọi người, comment nhiều vào cho em ạ. 9K thôi mọi người nhá. Đấy, comment cho em 9K nhá. Rất là đẹp luôn, màu trắng này. Ai lấy thì comment cho em này, màu trắng này. 9K và kèm số điện thoại luôn nhá. Kèm số điện thoại mọi người nhá. Rất là đơn giản thôi. Hôm nay chủ nhật ở đây mua hàng cho nó dễ, mua cho rẻ mọi người nhá. 9K thôi mọi người nhá. Đây. Màu trắng của nó rất là xinh mọi người nhá. 9K thôi mọi người nhá. Đẹp quá đi thôi. Đây. Màu trắng của nó rất là xinh mọi người này. Đây 9K, cái cổ nơ của nó rất là đẹp luôn này. Đây đính ngọc nhá, 9K nhá mọi người. Comment cho em nào 9K mọi người nào. 9K kèm số điện thoại luôn này, rất là xinh không? Màu trắng cũng rất là đẹp luôn nhá. 9K mọi người nhá. 9K kèm số điện thoại mọi người nhá, mọi người lên nhá. 9K kèm số điện thoại này. Màu hồng này, Nga Giang lấy màu hồng này, Ngọc Thanh cũng màu hồng này. An Lân Tiên là màu trắng này. Ok chị nhá, chị Vân An váy lát nữa em sẽ lên váy chị nhá. 9K thôi mọi người ơi, mọi người chia sẻ hộ em 9K. Ai làm đúng thao tác thì em mới bán 9K nhá. Bạn Lan Thái là lát nữa mình sẽ kiểm tra bạn Lan Thái xem là mua với hàng 9K hay không nhá bạn Lan Thái nhá. Đấy Ngọc Thanh lấy mờ này mọi người này, rất là xinh luôn mọi người nhá. 9K thôi, rất là đẹp luôn mọi người nhá. Xinh ơi là xinh mọi người nhá. Đấy hôm nay chủ nhật thì cứ vào đây chơi. Trịnh Thái này, em nhìn thấy Trịnh Cái này, hồng mờ này, 9K mọi người nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ thêm cho em mỗi người thêm một ít nữa đi ạ. Chia sẻ thêm cho em mỗi người một ít nữa đi nha. Đấy chia sẻ thêm cho em đi. Bây giờ bán với áo 9K màu trắng này thì mọi người chia sẻ thêm cho em mỗi người một ít đi ạ. Mỗi người một ít chia sẻ nữa mọi người nha. Mỗi người một vài lần thao tác chia sẻ nữa thôi. Không tiếc gì một cái chia sẻ đâu mọi người nha. Mọi người phải ở chế độ công khai nha. Bạn Lan Thái mà để ở chế độ công khai thì em sẽ tặng, em sẽ bán với 9K cho bạn Lan Thái nha. Em đã kim cho bạn Lan Thái rồi. Đây màu trắng này rất là đẹp luôn các chị nha. Đấy các chị ra chia sẻ hộ em. Chia sẻ hộ em thêm một vài lần nữa các chị nha. Đấy em nhìn thấy Ngọc Thanh này, chia sẻ thêm em một vài lần nữa. Bán áo 9K mọi người nha, 9K kèm số điện thoại nha. Mọi người cũng nhanh tay lên cho em 9K kèm số điện thoại thôi. Nhanh tay hộ em nha, 9K kèm số điện thoại mọi người nha. Đấy hồng bờ Ngọc Thanh, hồng bờ Nga Giang này, nhìn thấy Nga Giang này, nhìn thấy Angela Trần này, Tiên này, nhìn thấy nha mọi người nha, Lưu Diệp Khả Linh nhìn thấy nha. Màu trắng mọi người nha, 9K thôi mọi người nha. 9K thôi, rất là đẹp, rất là rẻ luôn, 9K thôi nhá. Đấy mọi người mỗi người một chia sẻ cho em thêm một ít nữa đi. Mỗi người chia sẻ vào thêm cho em một ít nữa đi để em bán với giá 9K. 9K thì quá là rẻ luôn, một cái hàng công sở như thế này 9K thì rất là rẻ luôn. Không mua đâu được cái rẻ hơn như thế. Nhìn thấy giờ Su Tắc này, Ngọc Thanh cũng rất là nhiệt tình luôn này, Angela Tiên cũng rất là nhiệt tình luôn này. Đấy mọi người nhá. Đấy mọi người chia sẻ lên cho em đi. Chia sẻ nhiều lên cho em đi, 9K thôi, rất là đẹp luôn. Mua đâu cái áo giá sơ mi 9K như thế này. Không mua
mua ở đâu được cái 9k, mà các chị chỉ cái đơn mức là rất là đơn giản thôi, chỉ có chia sẻ lên nhóm cho em mà có 10 lần thôi, rất là đơn giản đấy, là còn kết bạn Facebook với em này, like Facebook cho em này, comment 9k và kèm màu này, rất là đơn giản, mà thao tác rất là đơn giản nhưng không có vấn đề gì mà khó khăn cả. Mọi người nhớ chia sẻ công khai cho em nhé, đấy chia sẻ công khai lên hộ em nhé, rất là đẹp luôn, 9k mọi người nhá, đấy bán 9k thôi, rẻ lắm mọi người ơi. Màu trắng mờ này, Dương Lâm Hạnh màu trắng mờ, Lâm Hạnh màu trắng mờ này, ok Dương Lâm Hạnh này, Dương Lâm Hạnh này. Mọi người nhá, ai mới vào thì để em bảo 9k em tha làm hỏi lại thao tác 9k kèm số điện thoại mọi người nhá, rất là đẹp luôn, cái màu trắng này là 9k kèm số điện thoại luôn mọi người nhá, đấy rất là xinh luôn. Dương Lâm Hạnh này cũng rất là nhiệt tình luôn này, đấy mọi người nhá, mọi người chia sẻ thêm cho em một ít đi, chia sẻ thêm cho em một ít đi mọi người nhá, đấy chia sẻ thêm cho em một ít đi mọi người nhá. Mọi người nha, chế độ công khai mọi người nha. Đấy, lên như mọi người nha. Chia sẻ cho em thêm một ít nữa đi, mỗi người một ít nữa thêm mọi người nhá. Đấy, để bán với áo chí 9k. 9k mọi người nhá, mọi người nhá. Đấy, mọi người chia sẻ thêm đi ạ, chia sẻ lên đi ạ. Em xem là ai là người chia sẻ nhiều nhất nha. Xem ai là người chia sẻ hộ em nhiều nhất về bán để mua với áo 9k, cái áo rất là đẹp luôn. Áo mà sơ mi công sở như thế này mà hàng của nó hàng hãng như này mà 9k thì quá rẻ luôn các chị ạ. Đây các chị nhìn em mặc là biết rồi, 9k không mua được một cái áo sơ mi mà 9k đẹp như thế này đâu nhá. Chỉ có 9k thôi, chẳng mua đâu được cái áo sơ mi 9k mà đẹp như thế này các chị nhá. Đấy các chị cứ nhớ là như thế. Đây em nói thật này, em đứng gần cho các chị xem này, đứng gần cho các chị xem luôn cái màu cái áo của nó này. Áo này, cổ này này, cổ này, cái cổ này nữa này là ngọc thì toàn là ngọc đẹp thôi này nhá. Rất là nhiều ngọc đẹp, cái nơ này cũng làm bằng tay luôn nhá, thêu bằng tay các chị nhá. Đây luôn các chị nhá. Đây, rất là đẹp luôn các chị nhá. Đấy, mọi người nhá, 9k thôi mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Trời ơi đẹp ơi là đẹp luôn, nhìn thấy như này đẹp chưa? Rất là xinh luôn này, đẹp dã man luôn, cái áo 9k này mà không mua thì hơi phí luôn. Rất là phí luôn các chị nhá. Áo 9k rất là phí luôn các chị này. Đây, em đứng gần cho các chị xem cái bông của nó này, cái bông của nó rất là xinh luôn này. Đấy, các chị nhìn gần là các chị nhìn thấy rồi này, cái ngọc của nó cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, cái ngọc của nó làm bằng tay này, rất là xinh luôn. Trần Hoa là nhìn thấy Trần Hoa nhá, nhìn thấy Trần Hoa, nhìn thấy Dương Diệp Khả Linh nhá mọi người nhá. Đấy, nhìn thấy anh Đặng mới vào này, anh Đặng mới vào thì chia sẻ hộ chị nhá, mới 9k mọi người nhá, 9k kèm số điện thoại mọi người nhá, 9k kèm số điện thoại mọi người nhá. Váy hay quần 9k là áo nhá, áo nhá là Khánh Kiên, áo Khánh Kiên nhá, 9k thôi nhá, Khánh Kiên nhá. Đấy mọi người nhá, đây mọi người nha, 9k thôi mọi người nha. Đấy rồi rồi, ok mọi người ơi, mọi người ngưng chia sẻ đi để vào đây em xem ai là người mua áo 9k nào. Mọi người ơi, mọi người vào đây đi, mọi người ngưng chia sẻ đi ạ, ngưng chia sẻ đi cho em nha, ngưng chia sẻ đi mọi người, vào đây đi ạ, ngưng chia sẻ đi nha, ngưng chia sẻ và kèm đi 9k kèm số điện thoại nào. Mọi người ngưng chia sẻ đi, ngưng chia sẻ đi, 9k kèm số điện thoại luôn mọi người ơi, 9k kèm số điện thoại nhá. Đây mọi người ngưng chia sẻ hộ em, vào đây comment hộ em nào. Vào đây comment 9k kèm số điện thoại hộ em nào, ngưng chia sẻ đi các chị ơi. Các chị ngưng chia sẻ đi ạ. Các chị ngưng chia sẻ đi ạ. Linh con, chị nhìn thấy em nha Linh con. Đây mọi người nhá, các chị ngưng chia sẻ hộ em nào. Ngưng chia sẻ hộ em đi ạ. Ngưng chia sẻ vào đây, chia sẻ vào đây ạ. Ngưng chia sẻ hộ em nhá, ngưng chia sẻ đi ạ. Vào đây comment 9k hộ em nhá, đừng chia sẻ nữa các chị nhá. Các chị đừng chia sẻ nữa, ngưng chia sẻ ạ. Vào đây để comment với em giá 9k mọi người nhá. 9k mọi người ơi, mọi người ngưng chia sẻ hộ em. Các chị vào đây đi ạ, các chị vào đây comment 9k kèm số điện thoại đi ạ. 9k kèm số điện thoại để em xem là ai là người chờ mua cái áo 9k nào. Các chị nào, các chị ngưng chia sẻ đi nào. Ngưng chia sẻ hộ em, vào đây comment đi ạ, comment nhanh lên ạ. Cho mình một cái áo 9k. Thu Hà Trinh này, nhìn thấy Úc Hà Trinh này. Mọi người ơi, các chị ngưng chia sẻ hộ em nào, ngưng chia sẻ nào. Ngưng chia sẻ hộ em, vào đây comment áo 9k và số điện thoại hộ em nào. Nhanh tay lên hộ em để em xem là ai là người mua với ba cái áo 9k nào. Các chị ơi, ngưng chia sẻ đi ạ. Ngưng chia sẻ hộ em đi ạ, ngưng chia sẻ đi. Các chị vào đây để comment đi ạ. Vào đây comment nhanh cho em đi ạ. Comment nhanh cho em màu và số điện thoại kèm 9k đi ạ. 9k mọi người nha, 9k kèm số điện thoại kèm màu luôn nào. Các chị ngưng chia sẻ hộ em nào, ngưng chia sẻ hộ em. Ngưng chia sẻ hộ em nhá, ngưng chia sẻ hộ em, vào đây comment đi ạ. Vào đây comment em xem ạ. Bạn Vân An em nhìn thấy này, em xem nào, Vân An chia sẻ rất nhiều đây, ok này. Vân An này. Rồi, em ghim cho bạn Vân An mọi người nha. Em ghim cho bạn Vân An đã chia sẻ rất nhiều. Ok này, em đã nhìn thấy chị Vân An này. Chị Vân An nếu mà làm đúng thao tác thì mới mua được cái áo giá 9k nha, chị Vân An nha. Làm đúng thao tác là mua áo 9k, chị Vân An đã mua được cái áo 9k này nha. 9k thôi chị, các chị em nha. Các chị nha. Đây.
Bây giờ em sẽ show cái hàng áo của nhà em rất là đẹp luôn, cái váy này 150.000 thôi các chị nha, 150.000 thôi, em mặc rất là đẹp luôn. Đây hàng của Mango các chị nha, 150.000 nha, mã số 1 nha, ai lấy chốt cho em nha, size L mọi người nha, rất là đẹp luôn nha. Đây mình chờ mua váy, ok chị Thu Hà đây nha mọi người nha, mã 1 nha. Đợi em mặc lên cho các chị xem nha, mã 1 nha, rất là đẹp luôn. Đợi em cởi đồ cho các chị xem nha. Cái váy mã 1 nha mọi người nha, em có dơ lên rồi nha. Ai mà kết và ai mà đấy thì lấy mã 1 kèm số điện thoại các chị nha. Mã 1 kèm số điện thoại nha. Mã 1 kèm số điện thoại các chị nha. Để em này, ai lấy cái váy của em nha, đợi em mặc đồ cho các chị xem. Cái váy của Mango rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Mango các chị nhá. Đẹp đôi là đẹp luôn, nó chỉ có một cái duy nhất thôi, size L. Size L này nè. Để em bảo các chị mặc rất là xinh luôn nha. Đây mọi người ơi, size L này, mã 1 mọi người ơi, size L mã 1 nha, kèm số điện thoại này, ai lấy kèm số điện thoại 150.000 này, từ 45 cân đến 60 cân mọi người nha, 61, 62 cân vẫn vừa mọi người nha, rất là đẹp luôn, em mặc thì rất là rộng này. Đấy chị nào mà béo béo một chút thì mặc được nha, mã 1 nha mọi người nha, mã 1 mọi người nha, 9k nữa không, ok em nha, mã 1 mọi người nha, đây. Chị ơi like cái váy trắng body đi chị. Ok Johnny Hòa nha mọi người nha. Mã 1 mọi người nha, 150.000 thôi mọi người nha. Cái này là khoảng từ 48 cân đi, chứ là 45 cân không mặc được, phải bóp vào 48 cân nha, 48 cân đến khoảng 62 cân mọi người nha, 48 cân đến 62 cân. Mã 1 Hồng Lưu. Ok cho Hồng Lưu lấy mã 1 này. Chốt cho Hồng Lưu nha, có một chiếc duy nhất thôi nha. Để em lấy chất hai. Đợi em mặc cho các chị xem, chốt cho bạn Hồng Liêu mã 1 rồi, rất là đẹp luôn. Đây cái mã số 2 đây, mã số 2 đây mọi người nha. Mã số 2 đây này rất là đẹp luôn. Em mặc cho các chị xem luôn này, mã số 2, ai chốt nhanh thì còn, không thì hết này, chỉ còn một chiếc size thôi. Hàng của Zara mọi người nha. Đây hàng của Zara các chị nha. Mã số 2 này, ai lấy thì chốt luôn cho em này, mã số 2 nha. Chất lanh và chất van của nó rất là đẹp luôn. Đợi em mặc cho các chị xem. Mã số 2 rất là đẹp luôn. Chốt mã số 1 rồi mọi người nha. Mã số 1 chỉ còn một chiếc thôi nhưng mặc rất là xinh luôn. Hàng của Mango đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Các chị mà không lấy thì hơi phí luôn nhé. Nhà em hôm nay sale toàn hàng hãng thôi nha. Toàn là hàng hãng thôi các chị nha. Mà chất vải của nó thì cực mát và siêu mát luôn. Toàn hàng hãng mà bán 600-700, bây giờ sale xuống chỉ có 150 thôi các chị nhá. Ờ đấy, mã số 2 ai lấy nhanh cho em là không hết này. Mã số 2 rất là đẹp luôn, hàng van của nó thì quá đẹp luôn các chị này. Đấy, mã số 2 này thì khoảng 45 cân đến 53 cân thôi các chị nhá. Đấy, em kẹo hết khóa chưa, hết khóa. Đấy, mã số 2. Mã số 2 này. Chất này chất van chị nhá. Chất này chất van. Đây là Thùy Trang Nguyễn lấy này. Mã số 2 ok này. Chỉ có 150.000 thôi các bạn nhá. Hàng của nó hàng thiết kế mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Ok bạn này. Ok bạn đấy lấy. Hôm qua còn sót lại một cái mã số 3 mọi người này. Sót lại một cái mã số 3 mọi người nhá. Đây, mã số 3 ai lấy kèm số điện thoại 150.000. Size M mọi người nhá. Size M này thì khoảng là khoảng 45 cân đến 56 cân, trong 57 cân mọi người nhá. Mã số 3 nhá, để mình mặc cho các bạn xem, chỉ có một chiếc thôi. Một chiếc size M thôi mọi người nhá. Hôm qua bị sót mọi người nhá. Hôm qua thì tranh nhau lấy nhá, mã số 3 nhá. Mã số 3 ai lấy rồi là chốt cho em luôn là không hết này, chỉ có một chiếc thôi nhá. Để em mặc cho các chị xem mã số 3. Mặc rất là đẹp luôn. Hàng này hàng của bọn nào đây? Hàng của bọn Batson nha mọi người nhá. Hàng của Batson mọi người nhá, rất là đẹp luôn nhá. Rồi em mặc mã số 3 cho các chị xem này, rất là đẹp luôn. Mã số 3 các chị nhá. Đây, mã số 3 này. Mã số 3 bạn Hương Mai đã chốt à? Rồi ok bạn Hương Mai này, mặc đẹp lắm mọi người nhá. Đấy em kéo khóa cho các chị xem. Đấy đẹp cực luôn, chỉ có một chiếc thôi, Hương Mai đã lấy rồi. Đấy nha Hương Mai nhá, chốt cho Hương Mai nhá. Mã số này đã chốt cho Hương Mai này. Đây, chốt cho Hương Mai mọi người nhá. Em chốt cái này cho Hương Mai rồi nhá. Đây, cái này là tiếp tục, cái này cũng sót lại mọi người nhá. Lấy váy body trắng xem. Sam Đào ơi, mình chốt cho Hương Mai rồi. Hương Mai lấy trước nha, hơi Sam Đào. Đấy, còn một cái này cũng size L mọi người nhá. Size L mọi người này, còn sót hôm qua. Hình như còn hai chiếc. Còn hai chiếc. Mọi người nha, 1M, 1L mọi người nha. Em mặc cho các chị xem luôn nha. Mã số 4 nha, 150.000 thôi mọi người nha. Size L này thì khoảng 55 cân đến 62 cân vẫn vừa nha. Size M thì khoảng 45 đến 50, 53 thôi mọi người nha. Có hai chiếc mọi người nha. Em sẽ mặc cho các chị xem mã số 4 nha. Ok các chị nha. Mã số 4 để em mặc cho các chị xem rất là đẹp luôn.
rất là đẹp luôn các chị nha, hàng của nó hàng mango nha. Mã số 4 chị hàng Lê Hằng lấy thì kèm số điện thoại luôn nha, nghe hàng chỉ chốt cho những ai mà kèm số điện thoại thôi nha, kèm chia sẻ và kèm số điện thoại mọi người nha. Đấy mọi người nhớ kèm số điện thoại và kèm chia sẻ và kèm kết bạn mọi người nha, rất là đẹp luôn. Mã số 4 em đang mặc lên đây này, rất là đẹp luôn này, chất của nó chất u mì đẹp quá, bị sót lại thôi các chị nhá. Đây rất là đẹp luôn nhá, em mặc cho các chị xem này. Xinh chưa, em đang mặc size L nên là hơi rộng nhá. Đấy chị nào mặc khoảng 40, 52 cân đến 63 cân vẫn vừa thoải mái, có cả M nhá. Ai lấy thì comment em mã số và kèm size luôn nhá. Em mặc thì hơi bị rộng, em đang mặc size M đây các chị nhá, rất là xinh luôn này. Ok, rất là xinh luôn nhá. Đấy em xem nào. Shop ở 21 Phan Văn Trường bạn nha, mã số 4 mọi người nha. Mã số 4 nào. Lê Hằng ok, Lê Hằng này, Lê Hằng báo size là kèm mã luôn này. Liêu này, size L ok mọi người nha, kèm số điện thoại luôn cho em nào. Chị nào em chốt cho chị nào đây? Có hai chiếc thôi, em chốt cho chị nào nào. Chị nào nào? Sam Đào, Sam Đào là mã số 3. Đầm 65S70. Trương Nguyễn là vừa thoải mái luôn nha. Lê Hằng này, Lê Hằng chốt cho Lê Hằng size gì là Lê Hằng báo size luôn nha. Lê Hằng báo size luôn đi. Mã số 5 đây. Rồi hôm nay này, hôm nay này mã số 5 mọi người ơi. Lê Hằng ơi, Lê Hằng ơi, chốt mã cho số điện thoại này. Lê Hằng chốt mã luôn đi. Đây, mã số 5 mọi người nhá. Mã số 5 đây. Mã số 5 là XXL mọi người ơi. Size XXL này, size XXL cái này, thế này phải cho chị nào mà khoảng từ khoảng 58 cân, 55 cân phải đến 55 cân đến khoảng 65 cân là vừa đấy nhá. Đấy mọi người nhá. Đấy, ai lấy nào? Ai lấy có chốt cho em này mã số 5 nhá, để em mặc cho các chị xem nha, mã số 5 nhá. Ai lấy thì chốt luôn cho em mã số 5, mặc rất là đẹp luôn. Em cởi cái này cho các chị xem. Mã số 5 chuẩn bị em mặc lên cho các chị xem này. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng của nó toàn hàng hãng thôi các chị nhá. Mã số 5 của em chuẩn bị là em mặc chuẩn bị lên mã số 6 các chị nhá, lên mã số 6 nhá. Đấy, mặc size XL này thì chị nào khoảng 63 cân quay đầu, 65 cân quay đầu là mặc được nhá. Thoải mái luôn đấy. Đây mọi người ơi, cái form này của nó rất là đẹp luôn, em mặc thì nó hơi bị rộng. Em mặc thì nó hơi bị rộng luôn, hàng của Quảng Châu cao cấp nha. Mã số 5 nha. Đây mọi người ơi, em mặc này, mã số 5 mọi người nha, rất là đẹp luôn. Các chị thấy cho em mặc thì hơi rộng bởi vì đây là size XL. Nên là các chị nào mà khoảng 60 cân, 65 cân, 58 cân là mặc vừa nhá. Mã số 5 nhá. Đấy, ai lấy thì chốt cho em kèm số điện thoại này, kèm chia sẻ luôn cho em nha. Đấy ok nha. Mã số 5 mọi người nha. Lê Hằng lấy L, Lê Hằng kèm mã số điện thoại luôn Lê Hằng nhá. Đây mã số 6 đây mọi người ơi. Mã số 6 đây mọi người ơi, cho em bộn chị đang mặc. Trương Nguyễn ok em này, Trương Nguyễn cho chị kèm số điện thoại này, kèm mã số 5 kèm số điện thoại này Trương Nguyễn này. Đây mọi người ơi, mã số 6 đây mọi người. Size L mọi người nhá. Mã số 6 size L nhá. Đấy nha, 150.000 thôi chị nhá. Rất là rẻ luôn, toàn là hàng Quảng Châu cao cấp với cả hàng hãng với cả hàng thiết kế thôi chị nhá. Đây size L mọi người nha, bắt đầu em mặc cho chị này. Mã số 6 đây này, size L này thì khoảng 52 cân đến 62 cân là vừa các chị nhá. Đấy, mã số 6 nha, mọi người kèm số điện thoại nào, Hạnh Vi kèm số điện thoại cho em nào. Tiếp tục em mặc mã số 6 cho các chị xem nào. Ai comment cho em trước nào, ai comment trước cho em mã số 6 này để em mặc cho các chị xem này. Mã số 6 nha. Mã số 6 để em mặc cho các chị xem luôn nha. Rất là đẹp luôn. Mã số 6 luôn này. Số 5 ok, số 5 chốt cho bạn là Sammy Hồ Điệp vì là bạn ấy có số điện thoại đầy đủ luôn. Đây mọi người nha, size L này. Mã số này, mã số 6 này em mặc này. Đấy, rất là đẹp luôn các chị nha, xòe ở dưới. Chân xòe ở dưới các chị nhá. Đây chân xòe co giãn thoải mái luôn này. Chân xòe hàng công sở, hàng của Mango mọi người này. Đấy, cái này là khoảng tầm khoảng phải 48 cân, 48 đến khoảng 50 59 60 ấy, mặc vừa thoải mái nha, mã 6 nhá. Mã 6 nào. Chị cho em xem cái thọc sau lưng em. Ok Hương Đào nhá, Hương Đào nhá. Ok Hương Đào nhá. Đây mọi người nhá. Đây mọi người ơi, mọi người ơi, đây nha. Mã số 6 nha, ai lấy chốt cho em luôn nha, mã số 6 nha. Đấy, cái này là khoảng đây mã số 6. Hồ Sam Điệp chốt mã số 5 rồi. Mã số 6 đây ai chốt luôn cho em thì lấy mọi người nha. Đây nha, 150.000 đó mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Dung Hồ, có mẫu nào size lớn không? Mẫu size lớn khoảng bao nhiêu cân à chị Thảo Ngô? Bao nhiêu cân chị? Cho em xem body trắng 2 giây. Trên đi mà hết pin rồi. Body trắng 2 giây.
Body là trễ vai em nha, body đấy trễ vai em nha. Đây mọi người nha, mã số 6 em lấy thì chốt cho em luôn nha. Đấy em thay cô váy nha. Đây nhà em còn sót cái bi, còn sót 2 cái bi mọi người nha. Sót 2 cái bi này, sót 2 cái bi mọi người nha. Đây sót 2 cái bi mọi người nha, rất là đẹp luôn. Sót 2 bi, một bi này size L và một bi size M mọi người nha. Đấy, màu size mã 7 này. Mã 7 thì ai chốt cho em thì chốt này, mã 7 này. Bi rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Em sẽ mặc cho các chị xem cái mã bi này rất là đẹp luôn. Đấy, ai chốt cho em mã số 7 trước đi, mã bi đây này. Còn đầm body không? Đầm body thì còn rất là nhiều em nhá. Đầm body thì còn rất là nhiều nha mọi người nha. Váy công sở thì có rất là nhiều luôn chị ơi. Chị luyện Luyên Lục ơi, váy công sở nhà em thì rất là nhiều chị nha. Đấy, đợi em mặc lên cho các chị xem. Rất là đẹp luôn. Đây, chuẩn bị là mã số 7 mọi người nha. BL, Trầm Hương cho số điện thoại luôn Trầm Hương ơi. Trầm Hương cho số điện thoại đi. Trầm Hương mà lấy mã 7 thì cho số điện thoại đi nào. Đây em sẽ gửi cho chị xem cái hàng Burberry này. Mã size này size L. Có size L và size M có chị nha. Đấy 150.000 thôi, hôm nay chủ nhật em sale rất là rẻ luôn. Đây rất là đẹp luôn, em đang mặc size M thì nó sẽ hơi rộng. Đây mọi người nhá. Đấy rất là đẹp luôn, các chị thấy chưa. Mặc rất là xinh luôn. Bi chờ. Mọi người là chị Trầm Huynh lấy bi thì phải cho comment cho em đầy đủ cái số điện thoại và cả size luôn nha. Kèm cho em đầy đủ số điện thoại và size nha. Mã L số 7 này. Ok này, chốt cho bạn Thu Hiền này. Có 2 chiếc thôi nha, Thu Hiền này, Trâm Huỳnh này. Mã 7 luôn nha chị Trâm Huỳnh, chị comment cho em mã 7 luôn nha. Đẹp đó, hôm nay em bị sót thôi nha. Chỉ bị sót thôi các chị nha. Không có nhiều đâu, hàng của nó là hàng Burberry này. Đây em sẽ lấy mẫu lấy tên cho các chị xem. Đây các chị nha. Đây nha, hàng Burberry mọi người nha, chỉ có 150 thôi các chị nha, rẻ ơi là rẻ luôn này, các chị nhìn thấy chưa? Các chị thấy nhìn thấy cái mã của Burberry của nó chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Ok nhá. Rồi ok, ra chốt cho hai chị thôi, chỉ có 2 chiếc thôi. Đây, mã số 8 này các chị ơi, hàng công sở đây. Mã số 8 này hàng của Batson nha các chị này. Hàng Batson size S này, size S này tầm khoảng 45 cân đến là 53 cân thôi nhá. Em mặc cho các chị xem này, mã số 8 này này. Tiếp tục mã số 8 các chị nha. Ai lấy thì comment nhanh cho em mã số 8 nha. Mã số 8 nha các chị nha. À chị ơi, chị mới về đây à. Mã số 8 mọi người nha, comment cho em nha. Mã số 8 nha. Đấy, cái đóng mặt của em nha. Mã số 8 mọi người nha, tiếp tục em mặc mã số 8 cho các chị xem, rất là đẹp luôn. Xinh lắm, hàng của nó hàng của Batson các chị nhá. Mã số 8 nhá. Em 45 cân cho size M vừa không? 45 cân vừa thoải mái luôn em nhá. Quá vừa luôn đấy. Đây, mã số 8 em sẽ mặc cho các chị xem mã số 8 này. Hôm qua là bị sót lại một cái thôi, chỉ còn một chiếc này thôi nhá, không còn nhiều đâu nhá. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha, hàng của Batson nhá. Shop ở đâu vậy? Em ở 21 Phan Văn Trường chị nhá, khu Cầu Giấy chị nhá. Đây. Đây mọi người ơi, rất là đẹp luôn nhá. Màu của nó rất là xinh và tôn da nhá. Màu của nó rất là xinh và tôn da các chị nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, các chị thấy không? Em chưa kéo hết khóa luôn nhá. Rất là xinh luôn, các chị nhìn thấy chưa? Chứa đầm sau body. Em chia sẻ nhiều rồi, ok em nhá. Ok nhá mọi người nhá. Ok em nhá, mã số 8 mọi người nhá. Ai lấy chốt cho em mã số 8 này. Cái này thì tầm khoảng 45 cân này đến 55 cân thôi nhá. Đấy, nó chỉ mặc đến tầm đấy thôi, mã số 8. Mã 7 này, Trần Huynh này. Mã 8 mọi người nhá, em đang mặc là mã 8 nhá. Hương Đà lượng đảo cho các em. Đây em ơi, mã sập của nó đây. Của cô gái đây, chất của nó thì quá đẹp nha. Hai lớp đây nhá. Hàng hai lớp nhá, 150 thôi nhá. Đấy, cái sọc của nó rất là xinh luôn nhá. Chất van đẹp lắm, rất là xinh xắn luôn nhá. Đây mọi người ơi, đây em mua cho em một size sọc lưng thôi mọi người nha. Đây cái này của em này, mã 9 này mọi người này. Mã 9 này em sẽ mặc cho các chị xem này. Ai chốt cho em luôn này, mã 9 này. Mã 9 kèm số điện thoại. Cái này là vừa thoải mái luôn. Mã 9 này là size gì đây? Size M nha, mã 9 này size M nha. Từ khoảng 45 cân đến 54 cân, 55 cân thôi các chị nha. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 9 này này. Ai lấy kèm số điện thoại cho em mã 9 này. Toàn hàng công sở đẹp thôi các chị nha. Rất là xinh luôn, còn sót lại một cái thôi nhá. Đấy, mã 9 nha. Em tiếp tục mặc mã 9 lên cho các chị xem nha. Toàn hàng đẹp và hàng công sở thôi các chị nha. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Em mặc cho các chị xem luôn nhá. Mã 9 này thì rất là đẹp luôn. Nó có cái viền pyjama của nó rất là đẹp luôn. Em sẽ mặc cho các chị xem luôn. Cho ông phụ giúp ạ.
Đây các chị ơi, rất là đẹp luôn các chị nha. Đây các chị nha, mã số 9 này. Ai lấy comment cho em này, nó cũng hơi rộng này, thắt đai của nó vào một chút là rất là đẹp luôn này. Mã số 9 này, 45 cân đến khoảng 55-56 cân là vừa thoải mái luôn nha. Đấy, rất là xinh đúng không? Em cắt lên là rất là đẹp luôn nhá. Ok. Mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Đi nhiều như hôm qua đang này. Body trắng, mã 9 Hồng Vân. Chị Hồng Vân ơi, chị chốt 3 cái rồi chị Hồng Vân. Chị chốt 3 cái đây mọi người nha, mã 9 mọi người nha. Đấy, chị Hồng Vân chốt cho em hôm qua rồi. Chị Hồng Vân lấy thêm thì chị Hồng Vân lấy nha. Chị Hồng Vân đã chốt đơn hôm qua rồi nha. Hôm nay là đơn mới chị Hồng Vân nha. Đây mọi người nha, mã 9 nha thôi. Mọi người nha. Xe lõm đi chị, mã 9 chị Hồng Vân cho em xem bộ phía sau. Bộ nào hả Vi Nguyễn ơi? Vi Nguyễn muốn xem bộ nào phía sau nhỉ? Đấy mọi người nha. Đấy, mã số 9 nha mọi người nha. Mã số 9 này, chị Hồng Vân lấy thì chốt cho chị Hồng Vân này. À Nguyễn Khánh Ly lấy à? Ờ Nguyễn Khánh Ly lấy để mà kèm mã luôn nhá Nguyễn Khánh Ly. Kèm mã luôn nha Nguyễn Khánh Ly ơi. Đây áo thun quần đùi, áo thun quần đùi. Áo phông chân neo đúng không? Phông chân neo đúng không? Đây nha mọi người, Phong Thái nha, làng ơi Phong Thái nha. Đây này này, Phong Thái này, quần sóc của sóc Thái luôn nha. Mặc rất đẹp, rồi mát, nó thoáng, nó thấm mồ hôi nha. Nó rất là thoáng luôn nha. Đấy, thoáng mát lắm nha. Đấy, cái áo của nó là 120, cái quần cũng 120 thôi nha. Hàng của Thái mọi người nha. Tớ bán nên là tớ sell xuống rồi nha. Hàng của nó thì rất là đẹp luôn. Đây mọi người này, tem mác của nó rất là đầy đủ luôn mọi người nha. Hàng của Chanel mọi người nha. Ok này, ok, mã 9 em chốt cho chị khác rồi này. Đây em cứ vơ được cái nào thì em lấy cái đấy nha. Ok này, mã 9 em chốt cho ai trước này? Em chốt cho ai trước đây? Sang mã 10 đây. Mã 10 tiếp tục các chị ơi, mã 10 đây. Mã 10 nha, tiếp tục em sẽ mặc cho các chị xem. Mã 10 này là size M, hàng của Zara nha mọi người nha. Hàng của Zara nha, 150.000 thôi. Em đang sell xuống là toàn bộ rất là rẻ luôn. 4-500 một cái mà sell xuống 150 thôi các chị nha. Đây hàng của Zara nha. Mã 11 nha, à mã 10 nha. Để em mặc cho các chị xem nha, mã 10 nha. Đây tiếp tục em mặc cái mã 10 cho các chị xem, rất là đẹp luôn. Đấy cái và mã 9 thì em đã chốt cho một chị chốt trước rồi nha. Tiếp tục sang nha. Em sẽ tiếp tục sang cho các chị là sang mã 10 này, màu vàng của nó rất là đẹp luôn. Hàng của Zara các chị nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Xinh lắm luôn đấy. Em sẽ mặc cho các chị xem luôn. Đấy. Các chị mà mua được hàng nhà em thì quá đẹp luôn, bởi vì nhà em toàn sell hàng hãng thôi các chị nhá. Cứ yên tâm về chất lượng nhá. Bởi vì sao? Em sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người luôn nhá. Có vấn đề gì thì cứ gọi em nhá. Em sẽ chịu trách nhiệm luôn nhá. Bởi cái hàng toàn là hàng đẹp thôi. Form của nó đẹp lắm mọi người nhá. Hàng của nó chất lượng lắm đây. Mày, mã số này em đặt em kéo lên cho các chị xem này. Ai lấy chốt cho em mã 10 luôn này. Này size M nhá. Size M là từ khoảng 40 cân, 45 cân đến khoảng 52 53 cân thôi các chị nhá. Đấy nó cũng không có giãn lắm đâu, rồi ren nó ít có giãn lắm. Đấy, các chị nhá. Đây, mặc xinh đâu, rất là xinh này. Đấy mà nó tôn da nhá. Mặc nó rất là tôn da nha, mã 10 nha. Đây này cái chân gen bi của nó này, gen bi của nó rất là đẹp luôn này. Ăn dưới bao nhiêu? Body là 150 em nha, body cũng 150 thôi nha. Mã 10 là chị Sam Đào lấy rồi này. Ok, chốt mã 10 cho chị Sam Đào nha. Có một chiếc thôi các chị nha. Này rất là đẹp luôn, tôn da lắm, xinh chưa? Em mặc lên em thấy rất là đẹp luôn. Ok, chốt cho chị. Sang tiếp tục sang mã khác này. Cái này hôm qua em còn sót đây. Mã 11 này, tiếp tục em bán mã 11 này. Bị sót lại hàng của Quảng Châu. Hàng Quảng Châu cao cấp các chị nha. Cái này hàng của Quảng Châu cao cấp nha. Em sót lại một cái nha. Một cái thôi, sót lại hàng của Quảng Châu rồi. Size M thôi mọi người nha. Em sẽ mặc cho các chị xem này, hôm qua bị sót lại này. Hàng của Quảng Châu cao cấp này, mã 11 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã 11 này. Mã 11 các chị nha, rất là đẹp luôn nha. Body treo trên đi em mọi người. Thôi rồi, ok nha, ok bạn nha. Mình đang bán hàng công sở. Bạn hỏi màu body màu thì các bạn comment cho mình để mình biết, mình lấy cho các bạn xem nha. Đây tiếp tục mã 11 mọi người nha. Tiếp tục sang mã 11 mọi người. Mua hàng nhà em thì mọi người phải chia sẻ nha. Mọi người phải chia sẻ lên cho em này. Mã 11 này rất là đẹp, hôm qua còn sót nha. Còn sót thì hôm nay em xả nốt cho các chị nha. Váy này toàn bán với cả hàng đây mọi người nha, 150k thôi mọi người nha. Em mặc thì hơi rộng. Đấy, mặc nó sẽ ôm vào như thế này mọi người nha. Đấy, chỉ có 150 thôi, mã 11 nha. Mã 11 mọi người nha, em xem là 150 thôi chị nha, mã 11 nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này là size M. Này, cái này đường tạo đường cong của chị này. Cái này là nó tạo đường cong nha. Điểm nhấn của nó này, Converse này.
Đây cái này này, tạo đường cong cho các chị luôn này. Tạo đường cong là sẽ làm nhìn thấy eo của mình rất là đẹp luôn này. Mã 11. Ok này. Ok em chốt cho ai trước này, hàng Trần Thu này. Hàng Trần Thu này, hàng Trần Thu về cho chị cả số điện thoại luôn nha. Mã và kèm số điện thoại luôn, hàng Trần Thu nha. Em chỉ chốt cho bạn nào mà kèm mã và số điện thoại thôi nha. Rất là đẹp luôn, hàng của Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Cái này là đường viền này, nó làm cho mình là nhỏ cái eo của mình này. Đây nhá, rất là nhỏ eo luôn nhá. Mã 11 nha mọi người nhá. Đây. Cũng sót lại một cái kẻ này đây. Mã 12 đây. Mã 11 là hàng Thu Trần cho số điện thoại luôn đi nha. Mã 12 các chị này. Size là xe gì đây? Size M các chị nhá. Size M nha, hàng thiết kế các chị nhá. 62 cân vừa thoải mái luôn bạn nhá, bởi vì nó rất là co giãn. Cái mã 10 10 10 11 đấy, mã 12 tiếp tục của em này, mã 12 này. Mã 12 là size M. Size M này thì tầm khoảng 42 cân đến khoảng 56 cân là vẫn vừa thoải mái luôn nhá. Mã 12 nhá mọi người nhá. Mã 12 ai chốt cho em để em mặc cho các chị xem này. 45 cân thì 45 cân mặc size này thì nó hơi bé, thì nó mới hơi rộng mọi người nhá. Nếu mà thích thì có thể bóp vào nha chị nhá. Chị hàng Trần Thu nhá. Đấy, mặc 45 cân thì nó hơi rộng một chút chút thôi, nó cũng không đáng kể đâu. Nhưng mà cái chất của nó đẹp ấy. Đây mã 12 em tiếp tục em mặc mã 12 cho các chị xem này. Mã 12 các chị nhá, cũng còn sót lại hôm qua nhá. Hôm bị sót lại này, em chốt này hôm qua bị sót này. Size M các chị này. Đấy, mã 12 nha, em kéo khóa cho các chị xem này, rất là đẹp luôn. Hàng công sở của nó rất là đẹp nhé các chị nhá. Đấy, túi hai bên đây các chị này, mặc xinh không? Đây nhá, mã 12 nhá. Chị nào chốt cho em thì chốt cho em mã 12 kèm số điện thoại nào. 150.000 thôi các chị nhá. Em chốt 150.000 thôi các chị nhá. Mã 12 nhá, rất là đẹp luôn này các chị này, em mặc thì hơi rộng. Đấy, hơi rộng này, cái này tầm khoảng 48 cân đến khoảng 56 cân. 56 cân quay đầu thì rất là đẹp luôn. Đấy, mã 12 46 đến 470 có em nhé, có size lấy 46 đến 7 có thoải mái luôn nhá. Mã 12 mọi người nhá. Đây, mã 12 ai lấy chốt cho em luôn. Mã 12 này kèm số điện thoại luôn này. Rất là đẹp luôn mọi người nhá, mã 12 nhá. Có một chiếc thôi mọi người nhá. Ai chốt thì lấy luôn là không là hết đấy nha, mã 12 nhá. Ai chốt lấy luôn đi không phải hết đấy mọi người ạ. Đấy mọi người nhá. Đây, tiếp tục sang mã 13 của em đây. Mã 13 này có size M và size L nha. À, hậu hoàng, ok, hậu hoàng đã chốt mã 12 rồi. Có một chiếc thôi thì đã chốt cho hậu hoàng rồi nha. Đấy mọi người nha, cái này em chỉ có một chiếc thôi nên chốt cho hậu hoàng rồi. Ờ, xăm đào nha, mình chốt cho bạn hậu hoàng rồi nha. Xăm đào nha, mã 13 mọi người ơi. Có size M và size L, hàng của Batson này. Hàng Batson mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đây mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 12, à 13. Mã 13 của nó có size M và L. Ai lấy thì chốt luôn cho em, không thì hết nha. Chỉ có 2 chiếc thôi nha. À, bạn Sung Rory ơi, mình đã sell cái hàng này, sell lỗ rồi bạn ơi. Miễn phí ship thì chắc là bên mình là không thấu được bạn ạ. Đây nhá. Đỗ Vân mà hôm qua em chốt mà. Ok Đỗ Vân ơi, nó còn sót thôi Đỗ Vân ơi. Đỗ Vân có mà vẫn còn nhá. Đỗ Vân lấy size L vẫn có nhá. Đơn hôm qua của Đỗ Vân vẫn có mà Đỗ Vân. Bây giờ nó sót lại thôi Đỗ Vân ạ. Ok mọi người, mã 13 mọi người này. Mã 13 hàng công sở rất là đẹp luôn, hàng của Batson mọi người nhá. Em đang mặc của nó là size M, nó có size L và size M nhá mọi người nhá. Đây em đang mặc là size M mọi người nhá. Cái này thì tầm khoảng em mặc của nó rộng này, chất của nó mát lắm mọi người nhá. Cái này tầm khoảng 45 cân này đến 55 cân là vừa nhá, là vừa size M nhá. Còn một chiếc size L thì các chị trên 60 cân vẫn vừa nhá các chị nhá, có 2 chiếc thôi. Mã 13. Mã 13 L L mét 55 62 kg, size L. Ok chị Bảo Ghi là Hồng Ngọc này. Size L cho chị Bảo Ghi này, cho chị Bảo Nghi Hồng Ngọc nhá. Ok thôi chị nhá, còn size M ai chốt luôn cho em thì chốt nhá. Đấy, sang mã 14, em sang mã 14 cho các chị xem. Đây các chị ơi, sang mã 14 này. Ok L L Hồng Hạnh Nguyễn, là Hồng Hạnh Nguyễn bao nhiêu cân nhỉ? Nếu mà Hồng Hạnh Nguyễn mà khoảng 58 cân thì có thể mặc cái size M của em đây nhá. No, ok và là chị lấy nhé, Linda 13. Đây mọi người ơi, chỉ có 2 chiếc thôi. Mã 13 chỉ có 2 chiếc thôi, hàng của Batson nhá. Hàng của Batson mọi người nhá, rất là đẹp, hàng thiết kế nhá. Đây là size M em đang mặc, có một chiếc size L nữa. Đấy các chị ai chốt trước thì em chốt rồi. Các chị nào chốt thì em chốt rồi nhá. Đấy là có 2 chiếc thì các chị chốt trước rồi. Đây tiếp tục này, cái này là size L. À size XL. Mọi người ơi, cái này là size XL mọi người nhá. Em sẽ mặc cho các chị xem 150.000 thôi. Rất là đẹp luôn, cái này thì tầm khoảng 56 cân, từ 55 đổ lên, 55 đến khoảng 65 cân thì vừa thoải mái nhá. 150.000 nhá, mã 14 nhá.
mã 14 nha. Em xem mã này là mã bao nhiêu. 150.000 thôi bạn nhá, rất là rẻ luôn. Mã 14 em sẽ mặc cho các chị xem. Chị Sam Đào ơi, mã 13 của em hết rồi. 13 em chỉ có 2 chiếc thôi nên em chốt cho các bạn trước rồi chị nhá. Chị Sam Đào lấy sang thêm một mẫu khác cho chị Sam Đào nhá. Tiếp tục là sang mã 13 em sẽ mặc cho các chị xem này. Mã 13 chị Hồng Vân ơi, đây là mã 13 chị Hồng Vân nhá. Chị Hồng Vân ơi, mã 13 chứ không phải 14 đâu chị Hồng Vân nhá. À đây em xem là mã 13 hay là 14 nào. Chị Hồng Vân à, mã 14 đúng rồi. Chị Hồng Vân lấy mã 14 hay ai lấy mã 14 cho em nào. Rất là đẹp luôn. Để em kéo hết nốt khóa lên cho các chị xem. Kéo hết khóa về cái này là mà form của nó rộng. Form này rộng lắm các chị nhá. Form này rộng các chị này, mặc rất là đẹp luôn này. Form rộng, cái hoa hồng của nó là gấm các chị nhá. Mà gấm thì nó rất là mát luôn các chị nhá. Gấm thì rất là mát. Đấy khoảng 40 à khoảng 50 55 cân đến khoảng 63 cân 65 cân thì vừa thoải mái luôn nhá. Đấy, em mặc nó rộng thênh thang luôn. Có một chiếc thôi. Hàng này là hàng hãng của nó các chị nhá. Đây hàng hãng của nó các chị nhá. Em xem nào. Ai lấy nào, mã 14 ai lấy cho em nào. À, màu đỏ Hồng Vân à. Ờ 14 là Phi Phạm này. Ok nhá, chốt cho một bạn nhá, chốt cho Phi Phạm mọi người nhá. Phi Phạm chưa có này. Phi Phạm chưa có nhá. Ok, em chốt cho Phi Phạm nhá, một chiếc này thôi nhá. Một chiếc duy nhất này thôi. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi chị ơi. Chị Hồng Vân ơi, à mã 14 em chốt cho bạn về Phi Phạm rồi. Chị Hồng Vân ạ. Đấy mà chị Hồng Vân nhá. Đây mọi người ơi, tiếp tục mã 15 này. Em sẽ mặc cái mã 15 maxi cho các chị xem, rất là đẹp và sang trọng. Mã 15 nhá. Mã 15. Size này em xem là size gì đây? Size này là size S thôi, để em mặc cho các chị xem. Size S này thì tầm khoảng 40 cân đến khoảng 52 cân thôi các chị nhá. Mã 15 em sẽ mặc sang mã 15 cho các chị xem. Em đã giơ hàng cho các chị xem rồi, mã 15 rẻ quá, em bán toàn hàng hãng thôi, chỉ có 150 thôi thì quá rẻ luôn nhá. Các chị nhá, rất là rẻ luôn, em sẽ mặc sang mã 15 cho các chị xem luôn. Form của nó rất là đẹp luôn nhá. Mã 15 của nó đẹp lắm các chị ơi, toàn hàng hãng thôi nhá. Đây, em sẽ mặc các chị xem. Đây, rất là đẹp luôn các chị nhá. Bạn nào mà tầm khoảng 40 mấy cân thôi, mặc với vừa thôi các chị ạ. Đấy cái form này nó hơi kích, em mặc nó hơi bị kích thôi. Bạn nào khoảng 47 cân quay đầu thì mới mặc được mã 15 nhá. Mã 15 mà 47 cân quay đầu thì mặc được thoải mái em nhá. 47, 48 cân em nhá. Đến 49 cân thôi nhá. Dung Ngọc cho số điện thoại nào. Dung Ngọc lấy là mã này cho số điện thoại luôn nhá. Dung Ngọc nhá. Dung Ngọc cho số điện thoại luôn đi. Dung Ngọc lấy cái mã 15 thì cho số điện thoại luôn nhá. Đấy mọi người nhá, tiếp tục em sang em mặc sang mã 16 nhá. Tiếp tục em mặc sang mã 16 đây các chị này. Mã 16 này là size gì đây? Em xem mã 16 này là size gì đây nào. Size L. Hôm qua còn sót mã 16 size L đến cườm đây mọi người nhá. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 16 nhá. Mã 16 ai chốt thì lấy luôn mã 16 này, rất là đẹp luôn nhá. Mã 16 thì quá đẹp luôn, 150.000 thôi, hàng đến cườm. Em còn sót lại thôi nha, hôm qua thì các bạn chốt rồi, hôm nay lại bị sót lại nha. Đấy, sót còn bao nhiêu là em chốt cho các chị hết luôn. Quá rẻ luôn nhá các chị nhá. Hàng đính cườm cao cấp các chị thấy chưa? Đây này, cái hạt cườm của nó này. Cườm của nó là đắt rồi, các chị sành mua là biết rồi nhá. Đấy, mã 16 mọi người nhá. À đây là xem là mã 16 à. Mã 16 mọi người nhá. Chốt cho em mã 16 các chị nhá. Đây, chốt cho em mã 16 nha. Đấy, cái này là size L rất là rộng luôn. Chị nào khoảng 48 cân đến khoảng 63 cân thì vừa thoải mái luôn nhá. Đấy, mã 16 nhá mọi người nhá. Ok này, khoai tây, chị khoai tây hít là lấy rồi này. Đẹp lắm nhá chị khoai tây hít ơi. Cái này đẹp ơi là đẹp luôn. Chị này sang ơi là sang này, em thấy này. Tính cườm của nó hàng toàn là hàng cao cấp thôi chị nhá. Đẹp lắm. Form này nó còn che bụng nữa chứ. Sang lắm nhá chị nhá. Ok, em chốt cho chị rồi. Em chốt cho chị khoai tây hít rồi nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Luôn đấy. Đây cái này cũng là đính cườm của hàng Quảng Châu cao cấp đây. Cũng còn sót lại từ hôm qua đây các chị nhá. Em sẽ chốt cho các chị xem nào cái này. Chị Sam Đào ơi, em chốt cho chị ấy trước rồi chị Sam Đào ơi. Có một chiếc thôi nên là em chốt cho chị khoai tây hít trước rồi. Có một chiếc thôi chị ạ. Đây cái này tiếp tục, cái này cũng đẹp lắm chị này. Chị ơi cái này XXL đây này. Đấy chị vừa thoải mái đấy nhá, em mặc cho các chị xem nhá. Đây này, XL này thì thoải mái luôn. Tầm khoảng chắc các chị từ khoảng 55 cân đến khoảng 65 cân vẫn vừa thoải mái luôn nhá. XL thì khoảng 70 cân cũng vừa luôn ấy. Em mặc cho các chị xem nhá. Mã này là em là mã 17 à, mã 10 mấy nào. Em xem nào, mã 17 nhá. Tiếp tục em sang mặc mã 17 cho các chị xem nhá. Mã 17 hàng của Quảng Châu cao cấp chị nhá, đính cườm luôn nhá. Bà chủ like váy body trên để mọi người chờ ạ. Ok Lily Hoàng nhá.
cảm ơn Lê Duy Hoàng nhá. Đây, mã 17 em mặc cho các chị xem này. Mã 17 size XXL này, 17XL này. Các chị nào mà tầm khoảng 55 cân đến khoảng 67 cân, 80 cân, 70 cân, ôi rộng thoải mái luôn các chị nhá. Nhưng mà nó tạo cái đường cong, cái này nó có tạo đường cong để cho các chị là nhìn sẽ ốm người hơn này, nhìn sẽ gầy hơn người hơn nha. Mã 17XXL nha. Ai lấy thì chốt cho em luôn nha, mã 17 ha. Đây tiếp tục em sang này. Em đã mặc sang sang mã 18 nào. Mã 18 nó cũng tương đương với mã 17 nhưng là nó màu khác thôi. Tính cườm này này rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu cao cấp nha. 70 cân là vừa nha em nha, Đỗ Hoa, chị Đỗ Hoa nha. 70 cân vừa thoải mái nha, bởi vì nó là size XXL chị nhá. Vừa thoải mái chị nhá, rất là đẹp luôn. Tiếp tục về mã của nó, cái mã tiếp theo của nó đây. Size cũng là XL này, XXL luôn chị này, hàng 3 tem này, hàng 3 tem luôn các chị nha. Chị Đỗ Hoa, ok chị Đỗ Hoa mã 17 này, kèm số điện thoại luôn chị Đỗ Hoa nha. Cho em số điện thoại luôn chị Đỗ Hoa nha. Sang mã 18 chị ơi, sang mã 18 XXL đây các chị nha. XXL này cái màu của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, XXL của nó màu của nó rất là đẹp, 150.000 thôi, quá rẻ luôn. Hàng của nó đính cườm các chị nhìn thấy chưa? Đính cườm cao cấp luôn. Đấy, cái hàng đính cườm các chị là sành mua này, em cũng nghĩ là các chị là biết hết rồi nên cũng không cần quảng cáo nhiều. Đấy, mọi người nha, chị San Lê ơi, chị San Lê ơi, bạn Đỗ Hoa đã lấy rồi, San Lê lấy sang cái mẫu này nha. Bạn San Lê mà lấy sang mẫu này thì chốt luôn cho em này. XXL này, mã số là 18 này. Mã 18 kèm số điện thoại luôn nha. Đấy. Bao nhiêu bao nha bạn nha, 150.000 thôi, quá rẻ luôn nha mọi người nha. Hàng cả Quảng Châu cao cấp mọi người nha, rất là đẹp luôn nha. Đấy, em nói thật luôn, hàng Quảng Châu cao cấp rất là đẹp luôn. Mã 18 mọi người nha. Vũ Thuận này kèm số điện thoại luôn. Kèm số điện thoại em mới bán nha, 150.000 thôi nha chị Dung Ngọc. Quá rẻ luôn, hàng Quảng Châu cao cấp mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đây, có một cái là mã 19 này. Cũng còn sót lại này, cũng còn sót lại mọi người nha. Mã 19 size M này. Mã nhìn 19 size M 18 đây mọi người ơi. Mã 19 size M nha, 150.000 thôi, rất là đẹp luôn. Size M 19 nha, em sẽ mang cho các chị xem mã 19 nha. Mã 19 chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Mã 19 này kèm một chiếc duy nhất thôi, không có cái thứ hai đâu. 45 cân đến 55 cân thôi nha. Mã 17. Ok chị Đỗ Hoa lấy mã 17. Mã 17 Đỗ Hoa nha. Tiếp tục em mặc sang mã 19 mọi người nha. Tiếp tục em mặc sang mã 19 đây này. Size M của nó chỉ có một chiếc duy nhất thôi nha. Một chiếc duy nhất, không có nhiều đâu các chị ơi. Hàng công sở của nó đẹp lắm luôn. Chỉ có một chiếc thôi, không có nhiều đâu. Đẹp lắm luôn đấy, em mặc cho các chị xem này, nó chỉ có một chiếc thôi nha. Đây mã 17 đây. À mã 18 này. 19 mọi người nha, mã 19 nha. Em kéo khóa cho các chị xem này, chỉ một chiếc thôi này, size M nha. 45 cân đến khoảng 56 cân. Đây nó cũng còn rộng lắm nhá, đến khoảng 55 cân thôi các chị nhá. Đấy, mã 19 mọi người nha. Chị Sơn La này lấy mã 18 thì kèm số điện thoại luôn chị nhá. Size đấy là size XXL chị nhá. Em đang mặc là mã 19 nhá. Em đang mặc là mã 19 này, có một chiếc size L thôi này. Mã 19 này, hoa tulip, ôi đẹp quá. Ok nha, hoa tulip đã comment trước rồi nha, đẹp lắm hoa tulip ơi. Mặc xinh lắm này, bạn nhìn thấy không? Hàng công sở của nó viền viền này, rất là xinh, nó sang lắm nhá. Đẹp lắm nhá, chất của nó đẹp là mát lắm. Ok, em sang mã 20 các chị nhá, em tiếp tục sang mã 20. Cái này cũng còn sót lại một cái mã 20 size này, là size bé thôi. Size này size S thôi, đẹp lắm nha, hoa tulip ạ, đẹp cực luôn. Chất của nó này bạn nhìn thấy không? Xinh ơi xinh, mình thấy cái mỏng không đẹp. Nói chung nhà mình bán được sale hàng thiết kế toàn hàng đẹp thôi. Mã 20 mọi người này, size S thôi này. Kẻ này thì rất là đẹp luôn này, kẻ này là chờ làm cho bé người này. Ai chốt cho mình này size S thôi, nó chỉ có một chiếc size S thôi, nó sót lại thôi. Mã 20 nha. Mã 20 mọi người ơi. Ai chốt trước thì lấy trước mọi người nha, chỉ có một chiếc thôi. Hàng thiết kế nha, em mặc cho các chị xem mã 20 này. Mã 20 của nó thì rất là đẹp luôn. Hàng của nó là hàng của Mango hay sao mọi người ạ? Đẹp lắm mọi người nha. Mã 20 em sẽ mặc cho các chị xem. Nhưng mà nó là size bé, nó là size S thôi. Size S thì tầm khoảng 45 cân đến 52 cân thôi. Đấy, 52, 53 cân là vừa rồi. Chỉ mặc đến tầm đấy thôi, bởi vì nó là không có giãn. Đây, mã này là mã lên em mặc đây này. Mã 20 nha các chị này. Đây, mã 20 này. Đấy, mặc thế này. Kẻ của nó là gọn người chưa? Rất là đẹp luôn nha, em chưa kéo hết khóa, các chị nhìn thấy chưa? Đấy, cái túi hai bên này em chưa rọc túi nhá.
túi hai bên này em chưa dọc nha, mã 20 nha, size S nha. Mã 20 chỉ có 150.000 thôi các chị nha. Em là bán hàng của em là hàng công sở em sell nha. Hàng toàn hàng 4-500 với có những cái là triệu mấy em cũng sell hết. Em sell xuống có 150 thôi các chị nha. Đây mã 20 Trang Nhi này. Trang Nhi cho chị số điện thoại luôn Trang Nhi này. Mặc đẹp chưa, có hai túi hai bên các chị nha. Hai túi hai bên em chưa dọc nha, em chưa dọc túi nha. Hai túi hai bên mã 20 này. Mã 20 là 150.000 thôi mọi người nha. Chị Trang Nhi ơi, cho số điện thoại luôn nào để chốt cho Trang Nhi nào một cái thôi này. Một cái duy nhất thôi. Đây vàng này của em còn hai cái. Còn hai cái hôm qua mà các bạn tranh nhau chốt xong rồi không biết là ai lấy xong cuối cùng thôi, để hôm nay đem ra mặc để bán lại đây. Rất là đẹp luôn đây. Mã 20. Em sẽ mặc là 21. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 21 nha. Mã 21 các chị nha. Ok rồi, ok bạn này. Bạn nào kèm số điện thoại luôn cho em đi. Bấy mua hàng nhà rồi thì kèm số điện thoại nha. Bán hàng quá rẻ rồi, chốt cho nó dễ. Mua và kèm mã số và số điện thoại luôn nha. Mọi người nha. Đấy, như thế thì nhân viên nhà em chốt cho nó dễ, chứ không như này thì không tài nào chốt đâu các chị ạ. Các chị phải cho số điện thoại luôn, kèm số điện thoại kèm mã số nha, để em mặc sang mã 21 cho các chị xem nha. Mã 21 nha. Rất là đẹp luôn mã 21 các chị ơi, rất là xinh luôn này. Mã 21 có size M và size L thôi này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy, các chị đợi em xem. Hàng tạ ơi, 21 là 150 thôi em nha. Hàng của nó hàng mango cho em nhá. Hàng đẹp đẹp lắm nhá. Đấy, ai lấy thì chốt trước cho em không hết đấy, chỉ có một chiếc thôi. Chỉ có một chiếc mà size S em bị sót lại thôi nhá. Không có nhiều đâu, không phải có hàng có nhiều đâu đây này. Cái form này cũng đẹp đấy, em lại sót lại hai cái này, một size M và một size L đây này. Size M thì tầm khoảng 45 cân đến 53 cân thôi. Size L thì từ 50 đến khoảng đây nó chỉ còn SM thôi chị ạ. Có SM thôi mọi người nhá, SM thôi nhá. Đấy SM thì ai mặc được SM này, mã 21 là 22 này. À, thấy em không? Mã 21 ok. Ở Trâm Huỳnh này, mã 21 cho Trâm Huỳnh đây này. Mã 21 cho Trâm Huỳnh nha. Ok này, còn một chiếc này, một chiếc size M thì ai lấy nốt cho mình này. Một chiếc size M nữa nha, Trâm Huỳnh đã chốt một cái rồi. Còn một cái nữa thôi nha. Cái ai lấy cho em là mã này là kèm số điện thoại luôn này. Kèm số điện thoại luôn nha, em này, bạn nào này 21 nha. Kèm số điện thoại nha, không có số điện thoại là em không chốt đâu nha. Không có số điện thoại là em không chốt đâu các chị này. Chất của nó này hơi bị đẹp luôn này, em nói này. Đường kim mũi chỉ của nó các chị nhìn thấy chưa? Này này, đường kim mũi chỉ của nó này, mặc rất là đẹp luôn, hàng của nó hàng xịn nha mọi người nhá, hàng hãng mọi người nhá. Em sale 150 thì quá rẻ luôn các chị nhá. Rồi, tiếp tục sang mã 22 em sẽ cho các chị xem. Mã 22 em cũng bị sót lại một chiếc này, sót lại một chiếc size S. Size S này, mọi người ơi, mã 22 này rất là xinh nha, một chiếc size S nha. Ai là 50 là 45 cân, 45 cân đến khoảng 55 cân là vừa size S này, bởi vì nó co giãn. Nó co giãn nha. Co giãn mọi người nha. Mã này là mã mọi người nha. Co giãn mọi người mã 22 nha. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 22. Rất là đẹp luôn. Chốt luôn cho em nhanh này hết nha, chỉ có một chiếc mã 22 thôi nha. Một chiếc mã 22 em đang mặc thôi nha mọi người nha. Em đang mặc một chiếc mã 22, chuẩn bị em mặc một chiếc mã 22 đây mọi người ơi. Đấy, mọi người chốt nhanh không hết nha. Mã 22 là mã kẻ. Mã 22 là mã kẻ nha các chị nha. Mã 22 em chuẩn bị mặc lên đây các chị xem đây này. Đây các chị ơi, mã 22 đây một chiếc thôi. Một chiếc này rồi size bé thôi. Size bé này thì tầm khoảng 45 cân đến 53 cân, 54 cân thôi nha. Một chiếc này thôi nha, không có nhiều đâu. Đấy, rất là đẹp luôn, em chỉ sót lại một chiếc này thôi. Đây các chị này, em đứng gần cho các chị xem này. Mã này là mã 22. Ok là chốt cho Hà Uyên nha. Mã 22 ở phía sau các chị này. Các chị nhìn thấy phía sau của nó chưa? Nó đính của nó rất là kỹ luôn nhá. Tem của nó đây này. Nó còn có tem Batson ở phía sau này nữa này. Mã 22 ok này. 22 em chốt cho bạn nào trước đây? 22 là chốt cho bạn là Hạ Uyên nha. Hà Uyên chốt trước rồi nha. Lê Hoàng đợi váy sau nha Lê Hoàng. Bạn nào chốt trước thì em chốt cho có một chiếc thôi nhá, không có nhiều đâu. Đây, hồng này của em là còn mờ này. Hồng này của em cổ đá này, hàng của Burberry này. Hồng này tiếp tục mã 23 nha. Nó có một màu đỏ đô và màu hồng nha. Đấy, chỉ còn sót 2 chiếc duy nhất là hết hàng rồi các chị nha. Chỉ sót 2 chiếc duy nhất là hết hàng rồi. Mã 23, ai chốt cho em là ngay và luôn là không là hết này. Mã 23 hàng của Burberry các chị nha. Màu hồng của nó nha, màu hồng và màu đỏ đô nha. Đấy, em mặc luôn cho các chị xem nha, không chốt là hết luôn đấy nha. Đấy, mã 23. Mã 23 không chốt là hết luôn này. Đây em đang mặc size M đây này. Em đang mặc size M của nó đây, chị thấy xinh chưa?
rất là hồng, rất là nhẹ nhàng luôn nha. Mã 23 nhá. Đấy, hàng của Burberry có hai túi hai bên này. Nó chỉ còn màu này. Bây giờ em chỉ còn hai màu thôi các chị nha. Là hết rồi, các chị nào chốt luôn 23 Lê Lương, ok hồng. Ok hồng Lê Lương này. Một màu này nữa, một màu đỏ đô này các chị nha. Hàng của Burberry nha, 150.000 thôi. Đây, Burberry đây, size M em đang mặc đây. Hàng Burberry, hàng hãng của nó các chị nha. Em sale 150 thì quá rẻ luôn. Cái này toàn bán 700.000 thôi, chứ không phải ít đâu nha các chị nha. Đấy, ok, còn một hồng em chốt cho bạn Lê Lương rồi. Em tiếp tục sang mặc cái màu đỏ các chị xem. Mã 24, màu đỏ đô mã 24 các chị lấy thì chốt cho em này. Em mặc cho các chị xem mã 24 này. Rất là đẹp luôn, cũng là hàng của Burberry nha. Đỏ đô nó, chỉ còn một chiếc cuối cùng thôi các chị nha. Chị nào nhanh tay thì còn, không nhanh tay thì hết thôi, không còn đâu. Cái này của em là không còn đâu. Hàng này của nhà em toàn là hàng hãng thôi các chị nha. Đấy, em sale hôm nay là sale lỗ rồi các chị ạ. Hai đỏ đô này, 23, 24. Tiếp tục 24 đỏ đô. Đỏ đô là phòng võ ông vẽ Nguyễn Thanh à. Vòng vẽ Nguyễn Thanh đã chốt trước rồi. Ok mọi người này, cái này của nó co giãn thoải mái luôn, hàng Burberry mọi người nha. Rất là xinh, là may kỹ lắm, em sẽ kéo khóa cho các chị xem. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok mọi người nhá, đẹp chưa? Mặc lên xinh chưa? Các chị nhìn thấy chưa? Đẹp quá luôn này. Cổ đá của nó, cổ đồ đá là nguyên cái dòng đá này là đã là đắt tiền rồi các chị nhá. Đấy, nguyên cái dòng đá của nó. Đấy, cái tem mắc của nó thì là hàng của Burberry các chị nhá. 24 em xem ai chốt trước, là đỏ đô em chốt trước là ai nào? Đỏ đô cho phòng vẽ Nguyễn Thanh. Ok, phòng vẽ Nguyễn Thanh nhá. Chốt cho mã 24 cho phòng vẽ Nguyễn Thanh nhá. Đỏ đô nhá, đẹp quá đi thôi. Hàng của Burberry các chị nhá. Đấy, em chốt tiếp sang cái khác. Đây mọi người ơi, tiếp tục sang mẫu khác này. Đây mọi người nhá. Ơi, Hồng Ngọc ơi, Ngọc ơi, để xem tớ xem là còn cái nào không thì tớ bảo sau nhá. Chứ bây giờ là các chị nào chốt trước thì đấy thôi. Cái này size M. Mọi người ơi, cái này cũng rất là đẹp này. Mã 25 nhá, size M nhá. Em sẽ mặc cho các chị xem chỉ một chiếc thôi, size M. 45 cân đến khoảng 54 cân nhá. 45 đến 54 cân size M này nhá. Một chiếc thôi, chị nào chốt cho em thì 25 kèm số điện thoại. 25 kèm số điện thoại nhá. Hàng thiết kế các chị nhá, hàng của Cherry thiết kế mọi người nhá. Cherry mọi người nhá, size M hàng của Cherry Watson mọi người nhá. 25 hoa phượng lan nó chốt trước kìa. Hoa phượng lan mặc vừa thì hoa phượng lan chốt nha, size M hoa phượng lan nhá. Kèm số điện thoại nhá mọi người nhá, mã 25 đây. Mã 25 em đang mặc đây rất là đẹp luôn. Trời ơi, màu cái màu này van của đẹp quá. Van đẹp quá các chị ơi. Này, rất là xinh luôn, che bụng này. Ai mà bụng to nó che hết luôn này. Ôi giời, xinh quá đi thôi. Đây mọi người ơi, đây nhá. Đấy, em mặc lên các chị xem này, đẹp chưa? Ui xinh ơi là xinh, cái màu của nó đẹp quá. Đây nó che bụng các chị nhá. Đây này, vừa điệu đà vừa che bụng, mã 25. Em xem mã 325 nào, ai là người chốt trước nào? Ai là người chốt trước? Hoa phong lan. Ok, hoa phong lan này. 25 hoa long phong lan là người chốt trước cho em rồi. 150 thôi, chỉ một chiếc duy nhất thôi, size M. Size M này thì tầm khoảng 45 cân đến 53, 54, 55 cân thôi nhá. Đấy, cái voan của nó là tay của nó rất là đẹp, trẻ trung mọi người này. Chỉ có 150 thôi. Em sell hàng hãng và sell hàng thiết kế. Mà hôm nay em chỉ sell 150 thì quá rẻ luôn các chị nhá. Đây nhá, 150. Đấy, em chốt cho bạn nào trước nào. Bạn nào là người chốt trước rồi này. Bạn nào mã 25 mà bạn chốt trước rồi này. Hoa phong lan này, 25 chốt trước rồi. 150.000 thôi chị ơi. Hoa phong lan chốt trước rồi. À, đây, quên mất đi. Đó đô đang còn một cái nữa này. Trong kho này size S đây này. Size S này cũng là đỏ đô đây mọi người này. Size S đỏ đô nha mọi người nhá. Đây nhá, đỏ đô mọi người nhá. Ai chưa chốt lúc nãy chưa có thì chốt luôn cho em nhá. 26 nha, mã 26 đỏ đô nha. Mã 26 đỏ đô mọi người nhá. Hàng của Burberry mọi người nhá. Đấy, mã 26 đỏ đô còn một chiếc S này. S này thì tầm khoảng 45 cân đến khoảng 52 cân thôi nhá. Đây mọi người nhá, mã 25 nhá. Mã 26 mờ quá à em. Mờ quá à Thu Hải. Bị mờ quá à. Ok là hoa phượng lan. Hoa phượng lan mã 26 luôn này. Ok luôn, chốt cho hoa phượng lan mã 26 luôn nha. Hết rồi nha mọi người nha. Mã 26 là hết luôn rồi, đỏ đô nha. Hết rồi, em tiếp tục sang mã 27 này. Tiếp tục sang mã 27 cho các chị xem này. Cái này cũng còn sót lại à. Còn sót lại chiếc size M. Còn rút lại chiếc size M. Còn sót lại một chiếc này size M mọi người ơi. Một chiếc này size M rất là xinh luôn, hàng công sở luôn, hàng văn phòng ngân hàng các chị nha. Đi làm rồi làm các kiểu rất là đẹp luôn. Mã 27 nha. Mã 27 các chị nha, kèm số điện thoại nha, size M nha. Cái này chất u mì cơ giãn thoải mái luôn. Size M này thì tầm khoảng 45 cân đến 56 cân nha, bởi vì nó co giãn nha. Em sẽ mặc cho các chị xem nha. Đấy, size mã 27 các chị nha.
Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng của nó là cũng là hàng của Burberry các chị nhá. Mã 27 nhá. Ai lấy thì chốt luôn cho em nhé. Chỉ còn một chiếc này size M thôi nhá. Hàng của Burberry các chị nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng Burberry thì quá đẹp luôn rồi. Không phải nghĩ luôn rồi, nó làm kỹ càng lắm chị nhá. Đấy, có vấn đề gì các chị cứ cho em. Sơn Nguyễn đã lấy à? Ok này, Sơn Nguyễn đã chốt trước đây này. Sơn Nguyễn chốt trước rồi thì cho Sơn Nguyễn luôn này. Có một chiếc màu 27 thôi, còn sót lại thôi nhá. Hàng của Burberry các chị nhá. Đấy, đẹp quá chưa? Em sẽ kéo khóa phía sau cho các chị xem này. Đẹp cơ là đẹp luôn. Đấy, cái này của nó thấy xinh chưa? Các chị này em kéo khóa đây nhá. Mã 27 đây nhá, mã 27 nhá. Mã 27 này còn sót một cái chiếc size M này thôi. Mã 27 này, em xem ai là người lấy trước nào. Ai là người lấy trước mã 27 này nhỉ? Sơn Nguyễn à, Sơn Nguyễn là người lấy trước nha mọi người nha. Cái này của mã 27 này em chốt cho Sơn Nguyễn rồi nha. Chỉ có một chiếc thôi nha, không có nhiều đâu các chị nhá. Ôi xinh quá đi thôi. Đây này mặc lên quá đẹp luôn các chị này. Hàng của Burberry các chị nhá. Em chốt cho bạn Sơn Nguyễn rồi nha. Em lấy sang mã khác. Mã 28 này các chị ơi. Hàng gấm các chị nha. Mã 28 nha. Mã 28 này hàng gấm này. Em xem là cái này là size gì, size M. Size M là còn sót một chiếc thôi. Còn sót một chiếc thôi các chị ơi. Đúng rồi, còn sót một chiếc thôi các chị nha. Đấy, hàng gấm của nó nha. Size M này thì là 45 đến 53, 54 cân thôi nha. Mã 28 nha, em sẽ mặc cho các chị xem mã 28 này, hàng gấm này. 150.000 thôi nhá, thời trân. Mà hàng của nhà mình toàn hàng đẹp thôi, hàng đẹp nhà mình sale ấy nha bạn nhá. Hàng sale ấy toàn hàng 600-700 một cái ấy bạn nhá. Đấy, toàn hàng 600-700 một cái thôi, nhưng hôm nay mình sale bạn nhá. Đấy, toàn hàng đẹp thôi, bạn cứ ở đây xem, săn nhiều váy đẹp lắm. Hôm nay chủ nhật thì không đi đâu cả, thì thôi cứ ở đây xem hàng đi. Nhiều hàng đẹp lắm bạn nhá. Đấy, mọi người chia sẻ cho em nha. Mặc rất là đẹp luôn, đây em chỉ có một chiếc này thôi. Còn một chiếc màu size M rồi thôi nha. Mã 28 mọi người nha, một chiếc size M đây này. Em sẽ mặc lên là kéo khóa lên cho các chị xem này. Đấy, đẹp lắm, cái này thì mặc đi đâu cũng rất là xinh và nhẹ nhàng nhá. Trẻ trung các chị nhá. Đấy, các chị nhìn thấy không? Mã 28 là hàng gấm nha. Mã 28 này gấm này, size M các chị nhá, size M nhá. Xinh ơi là xinh nhá. 150.000 thôi em nhá, size M nhá. Vàng có màu đen là đen không chị? Màu vàng, váy body sau vàng sau chị. Không có màu đen em nha. Không có màu đen em nha. Cái váy này gấm này mã 28 này 150.000 thôi các chị này. Theo hoa hồng ở đây các chị nhìn thấy chưa? Của nó, hàng của nó rất là đẹp luôn nhá. Chất thì chất gấm các chị nhá. Chị nhìn rõ cho em nhá. Chất gấm này, đẹp ơi là đẹp luôn các chị này. Đấy, 150.000 thôi các chị nha, mã 28 nha. Chỉ có một chiếc thôi, ai chốt cho em thì chốt luôn nha, mã 28 nha. Rất là xinh luôn nha. Mã 29 này, mã 29 các chị ơi, mã 29 này, size XL này, size này là size XL nhá. Cái này là size này, mã 29 này, XL này mọi người này, 150.000 thôi mọi người nhá. Đây XL này tầm khoảng 40 50 cân đến khoảng 62 cân nhá. XXL này 65 cân cũng vừa luôn mọi người nha. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 19 nhá. Em sẽ mặc cho các chị xem nhá. Mã 19 này rất là đẹp luôn nha, chỉ có một chiếc này thôi nhá. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi các chị nha, chốt luôn và ngay là vuông cho em nha. Mã 19 nha, size XXL mọi người nha, mã 19. Hoa gạo này, hoa gạo lấy mã nào thì chốt luôn là không bị nhầm lẫn nha, hoa gạo nha. Đấy, chốt cái nào thì chốt cái nha, đấy nha, hoa gạo nha. Đây mọi người ơi, mã 19 em đang mặc đây, size XL mọi người nha. Size này thì các chị nào đậm đậm người một chút thì mặc mới được nhá. Đây là rộng lắm, em mặc còn rộng thoải mái luôn các chị ơi, em mặc rộng này. Đấy, mã 19. Ok, là chị Trúc Thanh Trăng này. Chị Trúc Thanh Trăng ơi, cho em số điện thoại này, kèm mã số luôn nha. Kèm mã số luôn để em mới chốt cho chị được nha. Đây, size XL mọi người nha. Ở hoa gạo chốt rồi, ok hoa gạo nha. Hoa gạo có đầy đủ số điện thoại luôn kìa. Đầy đủ số điện thoại em mới chốt nha. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đính đá của nó đẹp chưa các chị, đẹp chưa? Đợi em một chút. Em sang mã 19 này. Em sang mã 19. Đi đang còn 2 chiếc cơ, không phải còn ít đâu các chị ơi. Đây, ai chốt cho em rồi chốt luôn, đi đang còn 2 chiếc cơ. Đây nha các chị nha, đi đang còn 2 chiếc các chị nha. Chốt nhanh vào luôn cho em này. Mã 20 này, chốt nhanh vào luôn cho em mã 20 này. Đây, size L này. Một size L và size gì đây?
hai size L, à một size L, size M. Ai chốt cho em mã 20. Cái này đây, hàng bất body đây, ai chốt luôn cho em này. Mã 20 nhá, mã 20 này. Mã 20 mọi người này, ai chốt luôn cho em này, mã 20 này. Kèm số điện thoại luôn này, không là hết này, chỉ còn một chiếc bi, hai chiếc bi thôi. Bi này là rất là hot luôn, hàng của bất body các chị nha. Đây em nói này, hàng bất body các chị nhìn thấy không? Hàng của bất body mọi người nha, 6-700 mà em sell xuống là còn 150 thôi, mà quá rẻ luôn. Tina Trần ơi, mã 20 nhá, chị Nan đặt nhá. Phòng vẽ Nguyễn Thanh, ok, phòng vẽ Nguyễn Thanh. Chốt cho phòng vẽ Nguyễn Thanh này, một chiếc này, còn một chiếc nữa này, chốt cho bạn nào nốt này này. Còn một chiếc nữa chốt cho bạn nốt đây, size L. Ok cho Thúy, Thúy Trần Thi luôn này. Hai chiếc là hết rồi, cuối cùng là hết bi các chị nha. Hết bi rồi nha. Đây, còn hai chiếc này em sẽ báo size, một là size S và một là size M đây. Cái hàng này đây, em sẽ đây mọi người ơi, còn sót lại luôn cho em này mã 21 tiếp tục này, tiếp tục màu hồng cổ đá của nó mã 21 đây này. 150.000 thôi, hàng của Burberry nha mọi người. Mã 21 mọi người nha, mã 21 nha. Mã 21 lúc nãy mà các bạn mà tranh nhau mà không chốt được đây, nó vẫn còn sót nhà em ở trong kho là hai chiếc đây. Bạn nào vừa là muốn lấy thì comment nhanh cho em luôn này. Hàng của Burberry này comment nhanh cho em này, mã 21 này. Mã 21 này. Nguyễn Quang Hưng này, ok Nguyễn Quang Hưng này. Chốt cho Nguyễn Quang Hưng một chiếc này. Còn một chiếc nữa thôi là không còn hàng đâu. Một chiếc duy nhất nữa thôi là em kết thúc cái hàng của Burberry này rồi. Sam Đào, ok Sam Đào luôn này. Sam Đào có số điện thoại rồi. Đây nha, em kết thúc cái hàng của Burberry này mọi người nha, cổ đá này nha. Em kết thúc luôn nha. Hai chiếc là chốt cho hai bạn chốt nhanh trước nha. Chốt cho hai người đã chốt nhanh nha. Đây nha, em kết thúc cái hàng Burberry này. Hàng Burberry này các chị nha, nhìn các chị biết rồi đây này. Hàng của Burberry các chị nha. Ok, em chốt hết rồi nha. Hai chiếc là em chốt đã hết rồi nha các chị nha. Chốt hết rồi. Đây, tiếp tục sang cái mã Van này, sang mã 22. Van mã 22. 21 em chốt hết rồi, không còn nữa. 21 là không còn. Để em xem nào, xem còn là không. Đây là size S và size M. Đây mọi người ơi, Van này còn sót hai chiếc thôi, mã 22, mã 23. À mã 22 mọi người nha. Mã 22 này em chỉ còn sót hai chiếc thôi. Em sẽ mang cho các chị xem mã 22. Hàng của nó là hàng của Batson các chị nha. Hàng công sở và van của nó rất đẹp luôn nha. Mã 22 nha. Em chốt cho em xem là ai làm mặc mã 22 này. Rất là đẹp luôn, mã 22 của nó rất là đẹp luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. Mã 22 này 150.000 nữa các chị nha. Van của nó thì đẹp lắm luôn. Đây, mã 22 có size S và size M nha mọi người nha. Size S thì tầm khoảng 45 cân, 45 cân đến khoảng 51 cân thôi. Còn size M thì tầm khoảng 48 cân đến khoảng 54-55 cân nữa các chị nha. Đấy, chốt cho em này không là hết này. Ok, Thu Hà một chiếc này, Thu Hà một chiếc này, mã 22 này, Lai Hồ một chiếc, ok là hết rồi nhá các chị nhá. Nói thật với các chị là hàng của nó này, các chị nhìn kỹ ra này. Hàng voan của nó thì kỹ này. Cái đường kim của nó này các chị nhìn thấy không? Xít xin xịt luôn, cái đường kim này xít xin xịt luôn này. Đúng là này, nó thật em mặc lên em thấy mát lắm các chị nhá. Tiếp tục em sang mã 23 nha mọi người nha. Tiếp tục sang mã 23. Còn sót hai cái kẻ này. Còn sót hai cái kẻ mango này, mã 23 này. Còn sót hai mang kẻ mango này. Kẻ mango các chị nha. Đây hàng của nó, hàng mango các chị nha. Tem mác của nó đây, rất là đầy đủ các chị nha. Không phải em lấy đâu nha. Hàng của nó đầy đủ luôn các chị nha. Tiếp tục sang mã 23 em mặc cho các chị xem. Mã 23 đây. Mã 23 đây nha. Em sẽ mặc cho các chị xem nha. Mã 23 nha. Chỉ có hai chiếc thôi. Em đang mặc, em sẽ mặc size M cho các chị xem nha. Mã 23 ai chốt luôn là nhờ cho em là nhanh và luôn là không là hết nha. Mã 23 là không nhanh là hết luôn này. Em chỉ có hai chiếc thôi nha. Một chiếc size M và một chiếc size L thôi nha các chị nha. Lai Hồ ơi, 57 cân vừa thoải mái luôn nha. Và Lai Hồ. Lai Hồ đây chị ơi. Mã 23 chỉ có hai chiếc thôi. Hàng của Mango các chị nha. Sale xuống 150 này. Đây, các chị thấy em mặc chưa? To giãn thoải mái luôn này. Đây nhá. Có hai chiếc thôi. Hai chiếc thôi. Chị nào lấy chốt luôn cho em này. Hai chiếc thôi. Mã 23. Ok này, Sam Đào lấy mã 23. Xem bạn nào là người chốt trước. Xem bạn nào là người chốt trước nha. Chi Farm là 22 rồi. 23 này này, Sam Đào này. Đừng bận tâm này, ok này, 23. 23 chị Đỗ Vân ơi. Em đã chốt cho bạn nào trước rồi nha chị Đỗ Vân. Chỉ là chị nhắn sau rồi nên là em không chốt được. Em chỉ chốt cho hai bạn là nhanh tay nhất thôi. Đây mọi người nha, chỉ có hai chiếc thôi nha. Hai chiếc thôi các chị nha. Hàng của Mango các chị này. Mango các chị nhìn thấy không? Mango Basic các chị nhìn thấy không? Đấy nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn.
khó nhìn là tất cả chúng ạ. Mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Em sẽ mặc sang mã 24 các chú xem. Mã 24 là set bộ. Set bộ mã 24 các chị nha. Set bộ mã 24 của hàng Quảng Châu cao cấp các chị nha. Hàng Quảng Châu cao cấp. Em chỉ có một set này thôi. Em chỉ có xuất một này thôi nha. Đây các chị nha, hàng Quảng Châu cao cấp, em xem là size gì đây. Size này là size lớn. Size M các chị nha. Thôi tên là khác thôi. Đây nha mọi người nha, size M nha. Mã 24 nha. 24 cho em nào. Đây là mã 24 này, ai chốt cho em là hàng Quảng Châu cao cấp này, chỉ có một set thôi này. 24. Size M các chị nha, size M nha. Mã 24 nha. Em là cao 1m58, màu 58 mà nặng khoảng 48 cân, 48 50 cân thôi nha. Làm 49 cân lên cho nó vừa. Đây nha, mã đây em chốt rồi. Bắt đầu em sang mã nào. Em sang mã 25 các chị nha. Sang mã 25 nha. Đây các chị ơi, mã 25 các chị ơi. Còn sót một cái này. Còn nó một cái size M các chị ơi. Mã 25 này. Mã 25 các chị ơi. Mã 25 đây nha. Sót một cái size M. Cái này thì tầm khoảng 45 cân đến khoảng 56 cân nha. 45 đến 56 cân là vừa cái form này các chị nha. Đấy, em chốt là các chị chốt này. Mã 25 nha, mã 25 nha. Bao nhiêu kg? Chị ơi cái này size M. Size M cái này thì tầm 45 cân đến khoảng 55 56 cân là vừa cái này nhá. Đấy, cái hàng này của nó đính nha, đính này. Thêu các chị nhá. Thêu của nó là thêu hoa của nó rất là đẹp luôn. Thêu hoa là nó rất là đẹp luôn nhá. Ừ, thế đem lại đi. Mọi người nha, mã 25 này em mặc sang mã 25 cho các chị xem nhá. Gần xong rồi. Tí thôi, còn mấy cái thôi. Mọi người ơi, mọi người ơi, mã 25 này em chỉ có một chiếc thôi. Ai chốt nhanh cho em này. Mã 25 này, my size này rất là đẹp luôn nhá. Mã 25 này mặc rất là công sở, rất là đẹp luôn. Vừa sang vừa lịch sự này. Mã 25 kèm số điện thoại cho chị nhá. Size M em mặc còn quá là rộng luôn. Cái này về cấp phải 47 cân đến khoảng là 60 cân đấy. 47 đến là 60 cân mới là vừa đấy, bởi vì nó form của nó rộng nhá. 25 mà Trâm Ngọc à. Trâm Ngọc lấy 25 gì? Trâm Ngọc chốt 25 đúng không Trâm Ngọc? Đây mọi người nhá. Mã 25 này rất là đẹp luôn này. Angela body mỏi mòn đợi body mỏi mòn khổ thân. Ok Angela báo mình với nhá. Ok Trâm Ngọc này, Trâm Ngọc mặc được thì lấy cho Trâm Ngọc mặc nhá. Chốt cho Trâm Ngọc nhá. Ôi mọi người ơi, hàng Quảng Châu cao cấp này. Mã 26 này mọi người ơi, mã 26 này. Mã 26 này cái là size L các chị nha. Đính cườm này các chị nhìn thấy chưa? Cái hàng cườm của nó là các chị đã thấy biết là đắt rồi. Các chị mà hay mặc hàng công sở, hàng hãng, hàng hiệu các chị biết rồi. Hello em nha, chào em nha. Đây mọi người ơi, mã 26 tiếp tục em mặc mã 26 cho các chị xem này. Size L nha, size L của nó rất là đẹp luôn. Hàng màu đỏ đô này, size L à, màu xanh coban nha mọi người nha. Mã 26 mọi người nha. Mã 26 nha. Mặc rất là đẹp size L. Size L này thì tầm khoảng 45 à 48 cân. 48 đến 62 cân các chị nha, size L nha. Em mặc cho các chị xem nha. Size L mã 26 các chị nha. Rất là đẹp luôn, toàn hàng hãng thôi các chị nha. Ngọc Diệp à, chốt cho chị Ngọc Diệp rồi, Ngọc Diệp trước đây này. Em mặc cho các chị xem này. Chị Ngọc Diệp chốt trước rồi đây này. Hàng của nó hàng đính cườm, đính đá rất là đẹp luôn. Chỉ có một chiếc mà duy nhất thôi, không có nhiều đâu. Đấy, hàng của nó đính cườm, đính đá rất là đẹp các chị ơi. Màu xanh cô ban nó vừa lịch sự, các chị nhìn thấy không? Mặc vừa sang vừa lịch sự này. Đấy, cao co giãn thoải mái các chị nhá. Đấy, 60 cân cũng vừa các chị nha. Size này size L các chị nha. 60-62 cân vừa nha. Đây, mã 26 em xem ai là người chốt trước mã 26 đây. Ai là người chốt trước mã 26 này thì em mới để cho các chị nha. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi, không có nhiều đâu chị ơi. Mã 26 chị Ngọc Diệp chốt trước này. Đấy các chị nhìn thấy không? Nhìn thấy cái viền ngọc của nó chưa? Cái viền cườm của nó chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Hàng nó là hàng Quảng Châu cao cấp chị nhá. Em sell xuống này quá lỗ luôn, cái này bán 700 đấy chị nhá. Mà sell xuống 150 thôi các chị nhá. 26 em có người chốt rồi các chị nhá. Ok các chị luôn. Màu vàng còn 2 chiếc. 2 chiếc size gì đây? Hàng của màu vàng này em còn 2 chiếc nha. Mã 27 các chị nha. Mã 27 này là còn size L, 2 chiếc size L nha. Mã 27 này. Mã 27 này cũng sang rất là lịch sự này, size L các chị nha. Mã 27 này này, size L này. Em sẽ mặc cho các chị xem này, size L này. Size L này thì các chị mặc thoải mái luôn. Không lo luôn, 58 cân đến 65 cân vẫn vừa thoải mái luôn.
size L nha. Mã 27 nha. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 27 này rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt luôn cho em mà không phải hết nhá. Chốt luôn cho em không là hết các chị nha. Chỉ có một chiếc, hai chiếc thôi. Hai chiếc size L thôi. Rẻ mà rẻ lắm bạn ơi, toàn hàng rẻ mà hàng đẹp thôi các chị. Toàn hàng hãng thôi các chị nhá. Em sale thế này là sale rẻ lắm rồi các chị ơi. Các chị cứ mua hàng của em xong yên tâm nhá. Yên tâm về giá rẻ mà chất lượng của nó là tuyệt đối luôn nhá. Có vấn đề gì thì em chịu trách nhiệm các chị nhá. Thoải mái luôn các chị nhá. Size L đây. Size L đây, em mặc size L các chị ơi. Size L này quá rộng luôn đối với em. Em mặc size L này quá rộng đối với em luôn. Em phải bóp nó vào một chút. Đây mọi người nhá. Rất là đẹp, vừa sang vừa lịch sự đây. Một màu của nó thôi, em chỉ có hàng 2 chiếc thôi. Hai chiếc thôi mọi người nha, size 2 và màu 27, mã 27 này. Ok này, chốt cho Luyến, Luyến Lục này, size L này. Còn một chiếc size L nữa thôi các chị nha. Một chiếc size L 27 thôi mọi người nha. Mọi người nha, Lệ Hằng lấy luôn rồi. Ok Lệ Hằng này, chốt hết rồi, hai chiếc này để hết luôn rồi các chị nha. Hàng này là hàng thiết kế các chị nha. Mặc lên thì em mặc M, em mặc L này hơi rộng đối với em nên phải bóp vào. Em phải bóp vào giữ vào thế này luôn các chị nha. Đấy, có vấn đề thì các chị cứ liên hệ với em nha. Em đảm bảo với các chị luôn nha. Bởi vì hàng nhà em toàn là hàng hãng thôi. Hàng hãng thôi thì em bán rẻ lắm các chị nha. Ok, em chốt rồi, hết rồi nha. Hai chiếc hết rồi. Hai chiếc em chốt hết rồi. 28 này mọi người ơi. Sang mã 28 này màu đỏ này mọi người ơi. Mã 28 màu đỏ nha. Còn một chiếc màu đỏ ai lấy nốt cho em này, size này size gì đây? Size S mọi người ơi, size S nha. Một chiếc size S mã 28 nha, em sẽ mang cho các chị xem này. Một chiếc size S nha. Size S này thì tầm khoảng 45 cân đến khoảng 50 cân thôi nha. 45 đến 50, 52 cân bởi vì nó cũng có giãn mà. Size 2 mã 28 nha, em sẽ mang cho các chị xem nha, size S nha. Một chiếc thôi. Nó chỉ còn một chiếc màu đỏ thôi các chị nha. Em sẽ mang cho các chị xem size này. Một chiếc thôi mã 28 nha. Một chiếc size S thôi các chị nha. Đẹp lắm các chị ơi, toàn hàng thiết kế thôi. Các chị nhanh tay vào mua hàng không là hết đấy. Mã 28 mà em đang mặc đây có một chiếc đỏ thôi. Nói thật là em sale thế này thì em biết là em sale quá lỗ rồi các chị nhá. Mặc đẹp lắm luôn, em mặc cho các chị xem này. Mã size 27 này, mã 27 này, à 28 này. Mã 28 ai chốt trước cho em thì chốt này, mã 28 này. Đẹp lắm mà sang và lịch sự nha các chị nhá. Đây, vừa sang vừa lịch sự này. Mã 28 này. Đấy, em mặc size S này này. Em 50, em 49 là 48 49 này. Em 48 49 cân thôi này. Đấy, em mặc vẫn còn hơi ấy một chút thôi các chị nhá. Đấy, rất là đẹp và lịch sự các chị này. Mã 28 này ai chốt đây? Màu đỏ này ai chốt cho em đây? Xem là ai chốt đây nào. Vừa đi vừa khóc mà cho số điện thoại luôn này. Lấy thì cho số điện thoại 150.000 thôi nha Hoa Lê. Đấy, hôm nay là mình sale hàng rất là rẻ luôn, toàn hàng thiết kế thôi nhá. Là đẹp lắm các chị nhá. Ok này, một chiếc là chốt cho Nguyễn Thị Kim Chi rồi. Ok Nguyễn Thị Kim Chi nhá. Thế này em chỉ có một chiếc thôi. Mã 29 này còn một chiếc thôi này mọi người ơi. Một chiếc duy nhất thôi nhá. Hàng của Vivian này, hàng hãng của Vivian này, size S này, hàng Vivian các chị nha, mã 29 nha. Vivian này là các chị có thể là mặc cái này thì các chị có thể là nó là suông các chị nha. Suông cái này thì mặc thoải mái luôn, em sẽ nói cho các chị xem. Suông này thì mặc tầm khoảng là 45 cân đến là 60 cân vẫn vừa nhá. 60 cân vẫn vừa các chị nhá. Mã 29, em mặc cho các chị xem luôn. Hàng của bọn Vivian đấy các chị ơi. Vivian là nó bán cái này là khoảng của nó, giá của nó là khoảng 580 à. Cái này là 580.000. Đâu? 980 chứ. Đây, mọi người ơi, 980 cái này em sale xuống 150 thôi các chị nha. Mã 29 này em mặc cho các chị xem này, đẹp lắm luôn nhá. Đây mọi người ơi, mã 29 em mặc cho các chị xem chỉ có một chiếc thôi. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Không có cái thứ hai đâu mọi người nha. Không có chiếc thứ hai đâu này mọi người này. Đây nha, ai lấy chốt cho em này, mã 29 này. Không có chiếc thứ hai đâu này, hàng của Vivian này. Mã 29 nha, hàng của Vivian mọi người nha. Xem ai là người chốt trước nào. Ai là người chốt trước là Giang Ly hôm qua lấy rồi mà Giang Ly hôm nay qua lấy là 5-6 cái rồi. Giang Ly hôm nay nhường cho bạn khác đi. Trang Nguyễn hôm nay mới có này. Trang Nguyễn hôm nay là có vậy thôi, để cho nhường cho bạn Trang Nguyễn đi. Giang Ly hôm qua lấy 5 cái rồi còn gì. Đây nhá, Trang Nguyễn mọi người nha, chốt cho Trang Nguyễn nha, một chiếc này thôi. Hàng rất đẹp, hàng của Vivian nha. Giá của nó là chỉ 800 chấm tầm mấy nhỉ, 890. Em sale xuống 150 thôi các chị nha. Hàng của Vivian nha các chị nha, thắt này rất là đẹp luôn. Xinh lắm, chỉ có một chiếc thôi.
Ok, ok nhá, ok cho bạn Trang Nguyễn nha, bạn Trang Nguyễn chốt cho bạn Trang Nguyễn nha. Đẹp quá. Mã 30 mọi người ơi, mã 30 thì rất là đẹp luôn. Mã 30 là màu đỏ tiếp này. Mã 30 nha mọi người nha, mã 30 này. Đây mã 30 em sẽ mang cho các chị xem này. Mã 30 này size M mọi người nha. Size M này thì tầm khoảng 42 cân đến khoảng 55 cân mọi người nha. Đấy, em sẽ mặc cho các chị xem mã 30. Mã 30 màu đỏ đô. Ai chốt luôn cho em thì chốt nha, mã 30 nha. Chỉ có một chiếc thôi các chị em nha. Không có nhiều đâu, nó chỉ có một chiếc thôi. Mặc đẹp lắm. Em sẽ mặc cho các chị xem luôn. Mã 30, ai lấy thì chốt luôn cho em. Đây mọi người nha, mã 30 này. Mã 30 em mặc đây này rất là xinh mọi người ơi. Mã 30 này đẹp chưa? Mã 30 mọi người nha. Có màu này và màu xanh than mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Mã 30 này, ai lấy thì chốt cho em số điện thoại này. 150.000 thôi, mã 30. Cái này thì có giãn luôn mọi người nha. Mã 30 mọi người ơi. 30 này, 30 ai chốt cho em này, nhanh luôn này. 30 em xem là ai là người chốt trước nào. Hà Uyên là người chốt trước à? À Hà Uyên là người chốt trước gì? 30 này em chốt cho Hà Uyên này. Hà Uyên là người chốt trước cái mã này nha mọi người nha. Rất là xinh luôn này, 150.000 thôi. Đẹp ơi là đẹp luôn mọi người nha. Đấy. 31, mã 31. Em xem bằng mã 31. Mã 31 là màu xanh than. 31 là màu xanh than. Màu xanh than này, em sẽ mặc lên cho các chị xem. Màu xanh than size M các chị nha. Màu xanh than size M nha. 31 này, mã 31 xanh than em sẽ mặc cho các chị xem này. Mã 31 nha. Ai lấy chốt cho em mã 31 xanh than. Chốt luôn cho em là không là hết nha, chỉ có một chiếc size M thôi. Chỉ một chiếc size M thôi các chị nha, màu xanh than nha. Nhà em không có hàng nhiều đâu, em sell toàn hàng hãng thôi. Mà hàng hãng là toàn hàng độc thôi, không có hàng đại trà đâu các chị nha. Toàn hàng lời luôn rồi. 31 này, mã này 31 xanh than này mọi người ơi, xanh than 31 này. Xanh than hàng 31 nha, 150.000 nha, size M các chị nha. 130.000 thôi size M này các chị ơi, xinh chưa? Rất là đẹp luôn nên các chị nhìn thấy em mặc chưa 31. Ok, em xem ai là người chốt trước nào. Em xem ai là người chốt trước size 31 nào. 31 là Huyền Nguyễn này. Ok Huyền Nguyễn nha. Mã 31 là Huyền Nguyễn đã chốt được rồi nha, xanh than nha. Một chiếc màu xanh than nha. Ok bạn Huyền Nguyễn này mặc đẹp chưa? Chất liệu của nó thì quá đẹp luôn, nhìn em mặc là sang chưa? Mặc sang lắm các chị nhá. Ơi là sang luôn, mặc cái này là quá sang. Mà hàng hãng này em sale là quá rẻ rồi. Đẹp nè chị, đẹp lắm mọi người nhá. Đây này. Đấy, có một chiếc thôi nên em chốt cho chị khác rồi. Đấy em lại sang lại mã khác cho các chị nhá. Em chốt sang mã khác. Sơ mi nào, váy sơ mi này các chị ơi. Váy sơ mi này hàng của Việt Nam xuất khẩu các chị nha. Váy sơ mi hàng 32, mã 32 này. Mã 32 này em sẽ mặc cho các chị xem này. Rất là đẹp luôn, mã 32. Nó chỉ có một chiếc thôi, sơ mi, váy sơ mi nha. Em sẽ mặc cho các chị xem luôn. Mã 32 này, sơ mi, váy sơ mi này. Ai lấy thì chốt cho em nha, mã 32 nha. Em sẽ mặc cho các chị xem luôn nha. Màu của nó chỉ có một chiếc thôi, mã 32. Màu đen hôm qua thì em chốt cho khách khác rồi nha. Bây giờ nó chỉ còn một chiếc màu trắng thôi nha mọi người nha. Em xả luôn, em xả kho hết luôn các chị nha. Toàn là xả lỗ thôi, toàn bán là 6-700 với cả 5-600 ấy. Mà hôm nay em sell hết các chị là sell lỗ một ngày. Để cho các chị mặc, để các chị còn nhớ đến cửa hàng nhà em luôn. Lần sau chỉ có mua nhà em thôi. Em đảm bảo luôn, chất lượng là em đảm bảo. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ với em nha, em chịu trách nhiệm nhá. Các chị cứ yên tâm mà mặc, yên tâm mà mua hàng nhà em nha. Vừa sell lỗ rồi, miễn là các chị ủng hộ em là dài dài là được thôi các chị nhá. Đây, đây sơ mi của nó rất xinh đây mọi người này. Sơ mi này, sơ mi em mặc này đẹp chưa? Đấy nhá, chỉ có một chiếc thôi. Mã 32. Mã 32 là Hà Uyên đấy à? Hà Uyên đã chốt rồi, mặc xinh lắm Hà Uyên ơi. Đây này, cái đường viền tay của nó đó này. Đường viền tay của nó đã đan rất là đẹp luôn này. Mã 32 này. Mã 32 là Hà Uyên lấy nha, chốt cho Hà Uyên nha, một chiếc duy nhất thôi. Xinh lắm luôn này, một chiếc duy nhất thôi nhá. Đấy, một chiếc duy nhất 150.000 thôi mọi người nha. Đẹp lắm luôn đây này, em nói thật luôn các chị này. Nó là một cái đính cửa, một cái đường dây ở đấy rất là đẹp luôn. Hôm qua có màu đen thì em chốt cho bạn khác rồi. Ok Hà Uyên nha, chốt cho Hà Uyên nha, mã 32 nha. Chốt cho Hà Uyên nha.
Mã 33 mọi người ơi. Mã 33 này size M. Hôm qua là các chị em chốt một cái rồi, còn một sót một cái này. Mã 33 size M này. Size M này này, tầm khoảng hàng công sở này, các chị ngân hàng, giáo viên hay là đi đâu mặc cũng được hết này. Đấy, cái mã này này, mã 33 nha. 33 này là size M, một khoảng 45 cân đến 55 cân quay đầu nha. 45 đến 55 cân quay đầu các chị nha, mã 33 nha. Mã 33 kèm số điện thoại cho em nha. Size M nha, 45 cân đến 55 cân quay đầu nha. Chị nào lấy thì kèm số điện thoại, mã 33 kèm số điện thoại em mới chốt nha. Kèm số điện thoại thì em mới chốt cho các chị nha. Đấy, mã 33 kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại cho em nha, không là không có số điện thoại là em không chốt được đâu. Mặc đẹp lắm chị ơi. Hàng này là hàng của Fashion à. À đây đây, hàng của Fashion đúng rồi. Hàng của bọn Fashion là mặc đẹp quá, Fashion này. Mặc mã 33 này đẹp ơi đẹp luôn. Em chốt cho bạn nào chốt trước, mã 33 có một chiếc size M rồi thôi. Đây các chị nha, có một chiếc size M rồi thôi nha. Một chiếc thôi, hôm qua là có một chiếc size L thì có một chị khác lấy rồi. Hôm nay là còn M đây này, còn sót trong kho nhà em là còn M đấy các chị này. Đấy, mặc đây đẹp lắm nha, em chưa kéo hết khóa các chị nha. 45 cân đến 55 cân, 53, 54 thôi các chị nha. Đấy, mặc rất đẹp luôn, em mặc còn rộng này này. Còn vẫn là còn rộng nha. Em 50 cân là vẫn còn rộng các chị nha. Đấy, em 49, 50 thôi, tầm đấy thôi. Mã 33, em xem là ai là lấy nào. Mã 33 em chốt cho ai là người chốt trước đây. Chốt trước mã 33 là Hương Mai à. Hương Mai là người chốt trước. Mã 33 là Hương Mai là người chốt trước rồi nha. Em chốt cho Hương Mai chị nha. Sao không xem được nhỉ? Em chốt cho bạn Hương Mai rồi nha, chỉ có một chiếc thôi nha. Ok chị Hương Mai nha, em chốt cho Hương Mai rồi. Set đồ bộ chị ơi. Đây nha, mã 34 này size M, set đồ bộ của nhà em thì quá đẹp luôn. Các chị nhìn hàng của Zara các chị này, tem mác đầy đủ đây nha. Các chị nhìn kỹ cái chất cho em này, nhìn kỹ cái chất này và đường kim mũi chỉ của nó chạy đây này. Đây đường kim mũi chỉ của nó chạy này, đồ bộ nhà em này, mã 34 này. Đây các chị nhìn thấy đường kim của nó chưa? Đấy, rất là đẹp luôn nha, mã 34 nha. Ai chốt cho em thì chốt luôn này, thêu hoa ở đây này. Không phải hàng dán đâu các chị nha, mà hàng thêu nha. Hàng thêu tay nha mọi người, lúc nào cũng đắt hơn hàng dán nha. Hàng dán thì nó sẽ là lởm khởm hơn nha. Đây là hàng thêu tay mọi người nha, thêu nha. Đấy, một set bộ size M. Size M này em chỉ còn một set thôi. Em chỉ còn một set bộ size M này thôi nha. Ai lấy chốt luôn cho em. Đây, mã 34. Mã 34 nha. À, mã 34. Em xem nào, mã 34 mọi người nha. Cái quần của nó đây, mọi người nhìn thấy không? Cái đường kim của nó này chị này. Đường kim mũi chỉ của nó mọi người nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn nha, đường kim mũi chỉ nha, mã 34 nha. Mã 34 các chị nha. Mã 34 này, quần của nó đây nha. 34 này, size M nha. Rất là đẹp luôn, ok, 6 anh, chốt cho 6 anh này. Chỉ có một chiếc thôi nhá, 6 anh nhá. Chốt cho 6 anh luôn đi, hàng đẹp lắm bạn ạ. Này, size M nhá, hàng của Zara nhá. Đây này, nhìn đường kim mũi chỉ của nó này. Xịt xịn xịt luôn nha, mình nói không nói điều này. Nói sai là mất lộc luôn đây này. Hàng của nó toàn hàng đẹp thôi. Nói thật em sờ lên cái chất mà em thấy nó mát, nó lạnh cả tay luôn đấy nhá. Chốt cho 6 anh rồi, ok, chốt cho 6 anh cái đồ bộ đấy nha. Hết rồi, hết hàng rồi. Cái này em còn 2 chiếc này mọi người ơi. 2 chiếc nha. 2 chiếc này em này, ai lấy rồi chốt luôn cho em này. Mã 35 này. Mã 35 là 150.000 thôi, rất là xinh luôn nha. Em sẽ mặc cho các chị xem này, mã 35 này. Có size SML này, em chưa có size SML các chị nha. Em mặc cho các chị xem này, mã 35 nha. Hàng của cô gái này, mặc tôn da lắm nhá. Rất là tôn da nhá, cái hàng mã 35 này em mặc lên này. Cái kẻ của nó tôn da lắm các chị nhá. Rất là tôn da luôn ấy. Mặc ơi là đẹp luôn, hàng này là hàng của bọn Mango. Hàng, à quên, hàng này hàng của bọn Quảng Châu cao cấp. Hàng này hàng của bọn Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Đây này, em cho các chị xem tem mác đây này. Mã 35 chuẩn bị em mặc đây này. Hàng của Anzone này. Anzone này các chị này, hai tem mác nha, em mặc cho các chị xem nha. Mặc cho các chị xem luôn. Rất là đẹp luôn nha, em mặc cho các chị xem, chỉ có hai chiếc thôi nha. Chỉ có hai chiếc thôi. Em mặc thì nó hơi bị rộng. Đây chị ơi, em mặc thì nó hơi bị rộng một chút này này. Đây nhá, co giãn thoải mái luôn. Bạn nào mà từ 45 cân đến 65 cân vẫn mặc vừa thoải mái nhá. Đấy, ai chốt cho em này, mã 35, Giang Ly. Giang Ly hôm trước, hôm qua chốt 5 cái rồi mà Giang Ly. Chốt rồi mà, hôm nay để xem bạn nào chốt đi. 35 mọi người nha, rất là xinh luôn này. Mã 35 em chỉ có 2 chiếc thôi này. Ai đấy chốt luôn cho em, mã 35 này. Sen Nguyễn này. Cộng đơn là Sơn Nguyễn cộng đơn này. Sơn Nguyễn là mã 35. Số điện thoại nữa nha. Giang Ly chốt hôm qua 5 chiếc rồi, Giang Ly lấy thêm nữa à.
Đây mọi người ơi, có hai chiếc thôi, chỉ có hai chiếc thôi mọi người nha. Hai lớp mọi người nha. Đây này, một lớp van và một lớp van này rất là xinh luôn. Em nói thật, vừa sang vừa lịch sự này. Các chị nhìn thấy không? Vừa sang vừa lịch sự nha. Mã 35 em xem ai là người chốt trước nào. Thúy Bi này, Thúy Bi là bà bạn Sơn Nguyễn này. Thôi nha, Giang Ly hôm qua chốt 5 chiếc rồi, Giang Ly hôm nay để nhường vị khác nha. Giang Ly hôm nay nhường cho bạn khác, hôm qua lấy 5 chiếc rồi. Hôm nay là nhường cho bạn khác đi nha, Giang Ly nha. Cho em đi chị. Thế Giang Ly lấy thêm à? Giang Ly lấy thêm cái này nữa nhá. Ừ được rồi, ok Giang Ly. Ok rồi, chốt cho Giang Ly này, xem bạn nào trước nữa nào. Một bạn Giang Ly và bạn Sơn Nguyễn à. Sơn Nguyễn là cái đơn nào nữa nhỉ? Đây mọi người nha, chỉ có hai chiếc thôi nha, rất là xinh luôn này. Sơn Nguyễn này, ok Sơn Nguyễn này. Chốt cho Sơn Nguyễn này mọi người nha. Giang Ly và Sơn Nguyễn nha, rất là đẹp luôn này. Mọi người thấy không? Hàng Quảng Châu cao cấp mọi người nha. Đấy, hết rồi mọi người ơi. Hết rồi nha, mã 35 hết rồi nha, em chốt hết rồi nha, mã 35 nha. Em chốt sang mã khác nha. Cái này là còn một màu đen mọi người ơi. Màu đen mọi người nha. Mã 36 nha mọi người nha. Màu đen của nó này, mã 36 này. Mã 36 này em sẽ mặc cho các chị xem này. Các chị chốt nhanh cho em này. Size này là size M các chị nha. Size M này thì cầm 45 cân đến 55 cân nha. 45 đến 55 nha. Em sẽ chốt này. Em xem là nào. Mã 36 là Nhã Sori à. Ok nha, mình sẽ mặc cho Nhã Sori xem nha. Một rất là đẹp luôn mọi người nha. Mã 35, 36 nha, rất là đẹp luôn. Ai chốt cho em này, có hai chiếc mọi người nha. Hai chiếc màu đen mọi người nha. Ai chốt thì kèm số điện thoại luôn nha, mã 36 nha. Kèm số điện thoại em mới chốt cho nha. Kèm số điện thoại, nhưng nếu mà không kèm số điện thoại là em không chốt đâu. Nhà em không biết đường mà chốt đâu các chị nha. Toàn hàng đẹp thôi. Đấy các chị nhìn hàng là biết rồi, em không bán hàng lớn nha. Em không bán hàng lớn đâu các chị nha. Có mọi vấn đề gì thì cứ liên hệ với em nha. Cứ liên hệ với em chịu trách nhiệm các chị nha. Đây em sẽ mặc cho các chị xem cái hàng mã của nó rất là đẹp luôn. Mã hàng này của nó rất là xinh luôn nha. Mã 36 mọi người nha. Đây mã 36 màu đen có 2 chiếc thôi này. Mã 26 và 36 màu đen thì có 2 chiếc thôi nha. 2 chiếc thôi các chị nha. Rất là đẹp luôn đây này. Đấy các chị ơi, đẹp chưa? Đấy em mặc lên các chị xem này. Có size S và size M các chị nha. Ai chốt cho em xem ai chốt nào. Có 2 chiếc thôi, ai là người chốt trước nào. Ai là người chốt trước mã 36 này. Hương Đô là người chốt trước này. Hương Đô này, Nha Sori này. Nha Sori, một cho bạn Nha Sori này, một bạn cho bạn Hương Đô này. Hai có hai chiếc thôi nha. Ok bạn nha, hai chiếc thôi, không có nhiều đâu, chỉ có hai chiếc thôi. Mặc sang lắm. Mọi người ơi, cái nhũ này mọi người này. Nhũ này rất là đẹp luôn này. Hàng của Zara mọi người nha. 37 mọi người nha. Hàng của Zara tiếp tục mã 37 này. Hàng Zara mọi người nha. Size này, đây mọi người nha. Em xem đây size gì đây. Cái này size M à. Size M và có một người một chiếc size M mọi người nha. Đây 37 này mọi người này. Nhũ mọi người nha, em sẽ mặc cho mọi người xem nha. Mũ nhũ nha, 37 nha. 37 này nhũ này thì thoải mái luôn. Từ 45 cân đến 60 cân vẫn vừa mọi người nha. Nhũ này thì thoải mái luôn. 37 mọi người nha. Đấy 37 em sẽ mặc cho các chị xem mã 37 luôn. Rất là đẹp luôn, toàn hàng đẹp thôi. Mã 37 là hàng của Mango các chị nha. Thúy Bi là mã 37 mình chốt được mà không được à. À Thúy Vi à. Được rồi, mình sẽ xem lại Thúy Vi nhá. Mình xem lại mà bạn chốt trước là mình sẽ chốt cho bạn nhá. Đấy còn một, có một chiếc 37 em đang mặc đây. Hàng nhũ của nó rất là đẹp luôn đây này. 37 đây này. Đẹp quá đi, nhũ ra đường của nó vừa xinh ơi là xinh ơi. Đây mọi người ơi, nhũ này 37 này. Nhũ 37 này mọi người này, ai chốt luôn cho em này, không hết này. Chỉ có một chiếc thôi, nhũ 37 này xinh chưa? Rất là xinh luôn các chị nha, nhũ 37 này. Hàng của Zara các chị nha. Đấy, 150.000 thôi, rất là đẹp luôn. Đây, mặc xè sâu xuống này một chút cũng đẹp đây này. Đấy, mã 37 mọi người nha, rất là đẹp luôn nha. Đây mọi người, thôi em xem ai là người chốt nào. Ai là người chốt mã 37 trước đây. Mã 37 đây, Sơn Nguyễn này. Sơn Nguyễn này, Kiều Nguyễn này. Đây mọi người ơi, đây tiếp tục em mặc sang mã 38 màu đen này. Mã 38 màu đen này. Mã 38 màu đen các chị nha. Còn một chiếc thôi nha. Một chiếc size S thôi. Hàng của Zara đây này. Một chiếc size S thôi nha. Mã 38 này màu đen này. Nhũ màu đen này. Mã 38 nha. Mã 38 nhũ màu đen nha. 38 này, Lê Hằng này. Em chốt thứ hai mà. Mã 38 mọi người này. 38 nha. Một chiếc nhũ màu đen nha. Một chiếc nhũ màu đen mọi người nha. Jenny Hòa ơi, mã 38 em nhá. Chị đang chuẩn bị mặc mã 38 màu đen em nhá.
Đấy, size này size S từ khoảng 45 cân, 45 cân đến 53 cân mọi người nha. 54, 55 cũng vừa bởi vì nó là nhũ, nhũ của nó co giãn thoải mái luôn. 38 mọi người nha. Em tiếp tục mặc mã 38 cho mọi người xem nha. Ai lấy thì chốt cho em. À, Nga Phan. Nga Phạm ơi, chị có chốt cho em một cái rồi mà Nga Phạm. Chị có chốt cho em một cái mà Nga Phạm ơi. Chị có nhìn thấy em đấy. Hình như em có chốt một cái đấy Nga Phạm. Đây mọi người ơi, rất là xinh luôn này. Rất là xinh nhá. Cái nhũ của nó rất là đẹp mọi người này. Đẹp chưa? Ôi ôi xinh quá đi thôi. Cái nhũ này của nó mướt và mượt luôn. Size này này đấy, em nói chị cho chị này. Đẹp không này? Đấy các chị nhá. Rất là xinh luôn này. Mã 38 nha, một chiếc thôi, em chỉ còn một chiếc thôi. Hàng của măng, hàng của gì nhỉ? Zara các chị ạ. Hàng của Zara các chị nhá. Một chiếc duy nhất thôi nhá. Đâu em xem nào. 150 thôi em nhá. Cái này nhà chị bán là 450. 450 và sale xuống là 150 em nhá. 38 mà em xem ai là người chốt trước 38 này. 38 ai là người chốt trước đây? Em xem đây, 28 này. Angela tiên chốt 38 mà Angela tiên. Đấy mọi người nha, em chốt rồi nha. Một chiếc em chốt trước rồi nha, chốt hết rồi nha. Em tiếp tục sang mã khác nha. Màu đen này mọi người ơi. Em chốt sang mã 39 này, có màu đen và màu trắng nha. Cái này này mặc trễ vai, mặc đi biển các chị nha. Mặc đi du lịch các chị nha, mặc rất xinh luôn này. Cái zoom ấy các chị nha, đây là zoom nhá. Mặc lên vai được mà trễ vai cũng được nhá. Đấy, em sẽ xem cho chị nào. Mặc là sang mã 39 nha mọi người nha. Mã 39 em sẽ chốt cho các chị này. Màu zoom này, đây là zoom các chị nha. Em tiếp tục mã 39 này. Tiếp tục mã 39 cho các chị xem nha. Mã 39 thì quá có giãn thoải mái, từ 40 cân đến là 65 cân cũng vẫn vừa nhá. Đấy, em tiếp tục chốt sang mã 39 nha các chị nha. Mã 39 của nó là zoom nha. Em có màu đen và màu trắng nhá. Hai chiếc màu trắng và một chiếc màu đen mọi người nha. Chốt luôn cho em nha, mã 39 nha. Mã 39 nha các chị nha. Chỉ có hai chiếc, ba chiếc thôi. Hai chiếc màu trắng và một chiếc màu đen em đang mặc cho các chị xem đây. Rất là đẹp luôn. Cái này của nó là hàng của zoom. Zoom nên là mặc lên vai cũng được mà trễ vai cũng được. Mặc rất là xinh luôn nha các chị nha. Em sẽ cho các chị xem. Mặc rất là đẹp luôn. Đây nha mọi người nha, mặc đi biển hay đi đâu cũng đẹp này. Cái này là zoom mọi người này. Đấy, từ 40 mấy cân vẫn vừa nha. 45 cân đến khoảng 65 cân cũng vừa thoải mái các chị nhá. Đây mặc trễ vai đấy, đẹp này, em mặc trễ vai cho các chị xem này. Đây mặc trễ vai nhá. Ai thích mặc trễ vai thì mặc trễ vai, không thích mặc trễ vai thì mình có thể mặc kiểu như là lên vai cũng được các chị nhá. Đấy, cái này là zoom các chị nhá. Đây là zoom nhá, mã 10 là của em là mã 39 nhá. Zoom các chị nhá. Đây này, mặc rất là đẹp luôn là zoom này. Cái này là zoom mọi người nha, zoom xuôi mọi người nha. Mặc đi du lịch, mặc đi biển các chị nha. Muốn mặc lên vai này cũng được mà muốn mặc trễ vai cũng được nhá. Nó mặc được mấy kiểu cơ. Em có màu trắng và mà em có màu đen nữa nhá. Còn có hai chiếc, một chiếc màu trắng, màu đen. Không kèm thắt lưng em nhá. Chỉ kèm váy thôi em ơi, 150.000 quá rẻ rồi. Hàng này của Thái mà, hàng Thái mà em. Hàng Thái thì mà mất của chất của nó rất là mát luôn các chị này. Đấy, mặc đi du lịch, mặc đi biển, đi đâu chơi cũng rất là đẹp luôn. Mặc đi biển này, mặc đi du lịch đây này. Rất là đẹp luôn, chỉ có hai chiếc trắng và một chiếc đen thôi nhá. Em chỉ có hai chiếc trắng và một chiếc đen thôi. 29 nha em nha. Mùa hè nha, mã này mã 29 nha. Mã 29 và kèm số điện thoại mọi người nha. Đấy, hai chiếc này em chỉ còn hai chiếc thôi. Hai chiếc duy nhất thôi, hàng của Thái mọi người nha. Hàng của bọn Thái nha. Hàng Thái Nam mọi người nha. Rất là đẹp luôn nha. Mặc đi du lịch hay là mặc đi buổi tối chơi rất là đẹp, mùa hè thì rất là đẹp luôn. Đấy, ai lấy thì chốt cho em luôn nha, mã 29 nha. Đợi em chút. Xét bộ màu hồng này, màu đen mùa hè. Ok nha, lấy màu đen cho em nha. Ok, em chốt màu đen cho em. Còn hai chiếc màu trắng thôi nha mọi người nha. Chỉ có hai chiếc màu trắng thôi. Đây mã này là mã 40 này mọi người này. Mã 40 áo crop top mọi người nha. Mã 40 áo crop top này, kèm với cả chân váy này. Chân váy của nó là cực kiểu là dạng quần váy mọi người nha. Mã 30 nha, có màu hồng và màu xanh mọi người nha. Mã 30 nha, em sẽ mặc cho các chị xem này. 150.000 thôi là rất là đẹp luôn. Mã 30 hàng của Thái luôn nhá. Mùa hè thì các chị mặc đi du lịch thì quá đẹp luôn. Lên ảnh thì quá đẹp luôn, lung linh luôn chứ đùa. Mặc lên ảnh, chụp ảnh thì quá đẹp. Mùa hè mà mặc zoom xuôi này, mặc đi chơi đi du lịch thì quá tuyệt vời luôn. Em sẽ mặc cho các chị xem, nó chỉ có một chiếc màu hồng thôi. Hàng của Thái Lan các chị nha. Em sẽ mặc cho các chị xem này. Hàng của Thái Lan nó chỉ có một chiếc màu hồng thôi. Đấy, em mặc cho các chị xem luôn. Xinh lắm luôn này.
xinh quá luôn, hàng của Thái Lan thì quá đẹp luôn. Mặc đồ bộ này nó hơi phức tạp một tí, hơi lâu một tí nên các chị đợi em một chút. Mã 30 nha. Mã 30 các chị nha. Em tiếp tục sang mã 30. Tiếp tục sang mã 30 các chị ơi. Tiếp tục sang mã 30 đợi em mặc thay đồ, bởi vì là đồ bộ thì mặc nó hơi lâu một chút các chị nhá. Mặc cả hai lần cơ nên là nó lâu hơn mặc váy. Lâu hơn mặc váy chứ nếu mà nhanh em mặc nhanh một phát cho các chị xem luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy các chị nha. Mã 30 này mọi người ơi. Mã 30 này, ai lấy thì chốt luôn cho em này. Mã 30 này, mặc rất là xinh này. Mặc đi chơi đi biển này. Mã 30 nha, có màu hồng và màu xanh nha. Màu hồng và màu xanh này, ai lấy chốt luôn này. Nó có hai màu thôi chị em ơi. Có hai màu thôi, màu hồng và màu xanh. Mã 30, ai lấy hồng thì chốt cho em này. Jelly hào này. Ok rồi, hào màu hồng này. Một màu xanh nữa các chị này. Màu xanh nữa này, ai lấy cho em này màu xanh luôn này, không hết này. 30 màu xanh nha. Mã 30 màu xanh này, mặc đi chơi này, đi biển này, mặc lên vai hoặc là trễ vai đều đẹp nha. Trễ vai cũng đẹp mà lên vai cũng đẹp. Chỉ có hai màu thôi nha. 150.000 thôi chị nha. Đây, của nó rất là đẹp luôn này, các chị nhìn thấy chưa? Rất là xinh luôn nhá. Đấy, màu hồng của nó này rất là đẹp luôn này. Đây. Đây nha mọi người nha. Đấy, màu hồng của nó rất là đẹp luôn. 150 thôi các chị nha. Mã 30 nha, màu hồng và màu xanh nha. Ngô Thị Tết lấy màu xanh. Ok luôn này, chỉ có hai chiếc thì chốt luôn cho hai bạn rồi nha. Hết hàng mọi người nha. Hà Uyên chốt sau là không còn nha. Ngô Thị Tuyết lấy màu xanh là hết rồi nha em nha. Đấy, hàng của Thái đây em ơi, mặc rất là đẹp luôn, hết rồi nha. Chốt sang mã khác nha. Đây, áo kiểu áo dài cách tân đây mọi người ơi. Sơn Nguyễn ơi, mình chốt cho bạn khác rồi bởi vì bạn ấy chốt trước rồi nhá. Chỉ có hai chiếc thôi, hàng Thái. Đây mọi người ơi, áo dài kiểu cách tân mọi người này. Kiểu áo dài cách tân mã 31 này. Mã 31 mọi người nha. Mình sẽ mặc cho các bạn xem. Đây là size gì đây, size M. Size M, hàng của Forever mọi người này. Hàng của Forever đây mọi nhá. Size M đấy mọi người nhá. Có size M và L mọi người nhá. Cả S 3 size nhá. Cái này thì là mặc M này để thoải mái luôn. Con này đủ size SML. Bạn nào mặc size nào thì chọn size đấy nhá. 150.000 thôi. Hàng của Forever đấy mọi người này. Đấy nhá. Đây, thấy em không? Chị bây giờ chị thấy em nhá, Thủy Mộc nhá. Đây mọi người ơi, mã 31 nhá. 31 kiểu áo dài nó cách tân nha, kiểu áo dài cách tân ấy. Em sẽ mặc cho các chị xem mã 31. Kiểu áo dài cách tân thì mặc rất là đẹp luôn. Đấy, đợi em một chút em sẽ mặc. Cởi cái bộ đồ này ra nó lâu quá. Áo dài cách tân mã 31 mọi người nha. Ai mà comment, ai mà lấy trước cho em thì lấy nha. Có size SML để chọn size nha. Đấy, nhanh tay lắm, chỉ có 3 chiếc thôi. Hàng của Forever mọi người nha. Không nhanh tay là hết đấy mọi người ạ. Toàn là hàng hãng thôi. Hôm nay em sale này là sale hàng hãng hết mọi người nha. Ừ, ok bạn nha. Ok nha, Hương Đô. Đây, mã 31 đây. Dung Suri lấy à. Đây, áo kiểu áo dài cách tân đây mọi người này. Em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Đây, đây nha, kiểu áo dài cách tân nè mọi người nha. Nó cách tân đây nè mọi người này. Đây, đấy, ai lấy nhỉ? 31 nào. 60 cân vừa không? Chị giàu Ngô Thị Lê, chị mà 60 cân thì chị có mặc size L ấy chị ơi. Suri này, chốt cho bạn Suri này một chiếc này. 31, mã 31 này, ok Suri này. Đây nha mọi người nha, rất là xinh luôn này. Đấy, nó kiểu áo dài cách tân đấy. Đấy, áo dài mà người ta cách tân lên đấy các chị. Áo dài mà người ta cách tân lên đây này. Sung Suri này. Sung Suri này, Ngô Thị Thiết mã 31 luôn này. Ok này, mã 31 mọi người chốt cho em luôn là không là hết này. Còn một chiếc nữa thôi này. Đây nha mọi người, chốt cho em luôn này, có 3 chiếc thôi nha. Đây là áo dài, kiểu áo dài cách tân đấy mọi người nhá. Đây nhá, chất của nó là chất Umi này. Chất Umi mọi người nha, rất là đẹp mà mát nha. Em mặc rồi nha, mát lắm nha. Ok chị nha, hết rồi nha. Đồ ok, chốt hết cho các chị luôn nha. Còn màu đen các chị ơi, màu đen size M đây này. Màu đen size M này. Màu đen size M mã 32 nha. Mã 32 đây này. Đây nha, em sẽ mặc cho các chị xem màu size M. Mã 32, 56 cân mặc size gì? 56 cân thì chỉ mặc size M thôi. Đây nha, size M thôi bởi vì nó co giãn thoải mái mà. Đây nhá, áo dài cách tân màu đen này em mặc cho các chị xem là rất đẹp luôn. Mã 32 nha. Có một chiếc màu đen này thôi nha. Ai lấy thì chốt cho em luôn nha. Mã 32. Mã 32 nha. Chỉ có một chiếc thôi các chị nha. Đấy, hôm nay là em sale hết cả hàng luôn. Các chị nhanh tay là không hết nha. Nhanh tay là không là hết đấy. Toàn là mã đẹp thôi các chị nha. Không nhanh tay là không còn hàng đâu. Toàn là hàng hiệu, hàng hãng thôi. Các chị ở đây mua quen rồi, toàn là sành mua lắm. Không phải là khách nhà em, toàn là khách sành mua thôi. 150.000 chị ơi, em sale rẻ rồi chị nhá. Đây màu đen đây. Màu đen kiểu cách tân đây mọi người nhá. Xinh chưa? Mã 32 mọi người này. Mã 32 nha, chỉ có một chiếc màu đen này thôi. Size M,
Size M mà em mặc thì quá rộng luôn. Đây này. Này nó tất phải tầm khoảng 40 45 cân đến 60 cân đấy chị ạ. Nó rộng lắm. Rộng thoải mái luôn, nó co giãn như này luôn. Đấy, 32 nhá. Comment là mãi mà không trả lời. Thúy Mộc ơi, em hỏi cái gì ấy Thúy Mộc? À, Phạm Thùy Hân này, 32 này, ok chốt cho Phạm Thùy Hân này. 32 chốt cho Phạm Thùy Hân nhá. Ok các chị nhá. Các chị ơi, em còn sót màu đen của cái dáng này này. 32 Phạm Thùy Hân, em chốt cho Phạm Thùy Hân nhá. Còn sót lại cái này, dáng này size L nhá. 33 này, mã 33 size L này. Mã 33 này mọi người này. Đây nhá, mã 33. Em chỉ bán cho những ai mà chia sẻ này, chia sẻ livestream của em, kết bạn này, vừa kết bạn mà vừa like Facebook nha, kết bạn nữa mọi người nha. Mọi người phải kết bạn với Facebook nhà em nha. Đấy, chứ không rồi em mua hàng đẹp quá. Giống như là chị, mấy chị ở hôm trước có mấy chị em mua hàng xong rồi quên cả Facebook luôn. Không nhớ mà mặc đẹp ơi là đẹp nhưng mà không nhớ Facebook, khổ thân. Mãi mới tìm được. Mọi người nhớ kết bạn Facebook nha. Đây size L này. Size L này là mã 33 này. 33 này tầm khoảng 48 cân đến là 60 cân nha. 62 cân cũng vừa luôn nha, size L này này. Vừa thoải mái luôn mọi người nha. Em mặc cho các chị xem. Mã 33 nha. Em cũng chỉ còn sót một chiếc thôi. Đấy, còn sót một chiếc thôi các chị nha. Rất là đẹp luôn. Bao nhiêu tiền chị ơi? À, Sam Tiếp ơi, cái này nhà chị đang sale chỉ có 150 em nhá. Toàn hàng hãng thôi em nhá. Bán toàn hàng hãng thôi, rẻ lắm em ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái hàng này của bọn gì đây, Zara. Đây bọn em mặc cơ hội bạn chị này, 33 nhá. Ai lấy chốt chốt cho em này. Ai lấy chốt chốt cho em luôn này. Mặc này rất là đẹp luôn này. Một chiếc thôi, em xem còn chiếc nào nữa không. Đây, em xem ai là lấy nào. Áo đẹp lắm luôn. Cảm ơn Trâm Ngọc nhá. Ờ, 33 này ai lấy nào. Nga Phạm lấy một chiếc này. Nga Phạm lấy một chiếc. Em xem đây là màu gì đây. À, màu đỏ, nó có đa màu. Đây, ai chốt cho em nào. 33 nào, ai chốt màu cho em. Có 2, 1, 2 hồng và 1 đen và 1 đỏ. 2 hồng, 1 đen, 1 đỏ, 33. Ai chốt cho em, giờ chốt màu luôn đi cho em để em kiểm tra. Cho nhân viên nhà em kiểm tra luôn một thể là không lại bị nhầm màu này. Đây, có 3 màu mọi người ơi. Đây nha, 3 màu. Đen size L, đen size L, đỏ size L luôn. Hồng 1 chiếc M và 1 chiếc L. Đây mọi người nha. Hồng 1 chiếc L và 1 chiếc M. Đen size L, đen size L, màu đỏ size L. Màu đỏ là Nguyễn này. Ok này, Nguyễn Mai Phương Tâm màu đỏ này. Nguyễn Mai Phương Tâm là chốt màu đỏ này. Lan Anh là màu đỏ. Trần Lan Anh ơi, em chốt sau à? Trần Lan Anh chốt sau, sau à? Huyền Nguyễn này. Huyền Nguyễn lấy màu gì này, chốt luôn này. Huyền Nguyễn màu gì nào? Huyền Nguyễn màu gì để em chốt luôn là không hết này. Huyền Nguyễn này chốt luôn cho em này. Huyền Nguyễn chốt trước đây này. Mai, Huyền Mai chốt màu đỏ rồi này. À, Huyền Nguyễn màu đen, ok, Huyền Nguyễn màu đen. Còn hai chiếc màu hồng đây. Hồng 33 Trần Thúy Trần. Ok này, Trần Thúy Hồng Trần này. Một chiếc cho Trần Thúy Thảo nữa này. Còn một chiếc nữa thôi. Một chiếc size L nữa thôi. Một chiếc size L nữa ai chốt luôn màu hồng nha. Đấy, còn một chiếc nữa thôi. Một chiếc size L thôi mọi người nha. Một chiếc size L màu hồng nha. Đấy, hết rồi mọi người nha. Không còn đâu mọi người nha. Hàng của nó thì quá đẹp luôn. Màu đen Phạm Thùy Hân ơi, hết rồi Phạm Thùy Hân ơi. Phạm Thùy Hân chốt sau là hết rồi Phạm Thùy Hân nha. Hết rồi. Em chốt sang mã khác. Đây mọi người ơi, mã sang này, sang mã 34 này, mã 34 size L này, còn một chiếc một sót đầm công sở rất là đẹp luôn. Mã 34 size L, 34 size L, ai chốt cho em này, size L 48 cân đến 50, đến 62 cân, size L này to, ai chốt cho em mã 34 đây, mã 34 này, ok này, Thúy Trần, mã 34 mọi người ơi, mã 34 này, mã 34 ai chốt cho em để em mặc cho các chị xem nha, mã 34 nha, chỉ có một chiếc size L thôi. Đấy, công sở các chị nha. Các chị giáo viên công sở ngân hàng các kiểu mặc được nhá. Mặc thoải mái luôn nhá. Đấy, mặc thoải mái luôn. Mã 34 em mặc cho các chị xem này. Mã 34 này. Mã 34 thì quá đẹp luôn. Đây, mã 34 đây. Đây các chị ơi, mã 34 đây. Đây nha, một chiếc size L nhá. Size L này này, một chiếc size L mặc rộng. Em mặc còn rất là rộng luôn. 50 cân đến 63 cân. Đây,
Một chiếc nha, một chiếc 34 này. Chỉ có một chiếc thôi, ai lấy chốt cho em luôn, không hết này. 34 mọi người nha. Ai lấy chốt cho em luôn này, không là hết này. 34 chỉ có một chiếc thôi. Một chiếc duy nhất 34 này thôi nha. Mã 34 này này, mặc rất đẹp, size L mọi người nha. 50 cân đến khoảng 62 cân là vừa mọi người nha. Đấy, em mặc rất đẹp đây mọi người này. Em đứng gần cho mọi người xem cái đường kim mũi chỉ của nó đây này. Chị các chị thấy không? Cái đường kim của nó là xịt xịn xịt luôn đây nhá. Hàng của nó hàng thiết kế mọi người nhá. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Size L mọi người nhá. Size L nhá. Chị em cho màu kem đi ăn cưới mét 57 150 em nhá, 150 em nhá. Đúng rồi, đồng giá đây nhá. Đúng rồi mọi người ơi, Lê Thùy à. Chị ơi em xem váy đi ăn cưới, em cao 1m57 nặng 49 cân. Ok em nhá. Em ơi, em ăn cưới thì em mặc váy hay dây hay là mặc váy có tay em? Đây mọi người ơi, một chiếc size L nha. Một chiếc size L mọi người này. Ai chốt cho em thì chốt đây này. Hàng của công sở mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Form nó nép, nó chất mát lắm. Em mặc lên quá đẹp luôn. Mã 34 nhá. Đẹp lắm các chị nhá, mã 34 nhá. Vì con kinh doanh. Ok nhá, ok vì con kinh doanh mã 34 này. Vì con kinh doanh hôm qua chốt một cái rồi. Hôm qua chốt một cái rồi mà em. Chốt một cái để đổi ấy. Bây giờ em chốt thêm một cái nữa nhá. Chốt thêm một cái nữa đúng không? Đấy là chốt hai cái gì đúng không? Đây mọi người nha, chốt hai cái thì em con kinh doanh nha em nha. Ok nha. Mọi người ơi, mã này còn một chiếc màu đỏ này. Một chiếc màu đỏ size L này. Còn sót nha, ai lấy chốt cho em luôn này. Mã 35 này. Còn một chiếc thôi này, ai lấy nhanh tay hết này. Cái này là của nó là toàn hàng đẹp, hàng thiết kế thôi mọi người nhá. Đây là hàng thiết kế mọi người nhá. Mã 35 mọi người nhá. Đấy, 35 này, chốt luôn là không phải hết đây này. Đấy, chốt luôn cho em này. Mã 35 mọi người ơi. Ok, hoa lê. Hoa lê lấy cái mã này 35, chốt cho hoa lê luôn. Hết rồi nha hoa lê nhá. Chốt một cái cuối cùng là hết mọi người nhá. Đấy, hôm nay là em, các chị phải nhanh tay lên cho em. Hôm nay em xả sạch kho rồi. Đấy, nhà chị nhà em hàng đẹp, các chị lấy hết rồi, không còn nhiều đâu. Đấy, còn một chiếc này này. Đấy, các chị ơi, cái nào là nhanh tay lên là không hết đấy. Xả có 150.000 thì quá rẻ luôn. Không có chỗ nào mà rẻ hơn như thế đấy. Hàng Zara mọi người nhá. Size M mọi người nhá. Đây này, hàng Zara này, mã 36 này. Mã 36 chỉ còn một chiếc thôi này. Mã 36 còn một chiếc thôi nha. Một chiếc màu xanh này là xanh ngọc bích nha. Xanh biếc mọi người nha, màu xanh biếc nha, mã 36 nha. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi mọi người nha. Đấy, mã 36 nha. Không lấy là hết hàng mọi người, em mặc cho các chị xem mã 36 này. Chị ơi, Thủy Mộc, chị đây em ơi. Đây em mặc cho các chị xem mã 36. Mã 36 thì quá đẹp luôn nha, chỉ có 150.000 thôi. 150.000 thì quá rẻ các chị nha. 150.000 quá rẻ, cái màu xanh biếc này đẹp quá luôn ấy. Nó chỉ sót một cái thôi. Cái màu của nó là độc, hơi bị độc mà lạ luôn nhá. Đấy, cái màu của nó độc lắm các chị nhá. Ờ, em cứ xem đi. Đây mọi người nha, mã 36 em mặc đây này. Mã 36 đây này. Mã 36 em mặc đây rất là đẹp luôn này. Đây nha, mã 36 các chị nha. Một màu xanh biếc của nó đây này. Đây nhá mọi người nhá. Đấy, cái này em mặc còn hơi bị rộng. Cái này các chị tầm khoảng 50 cân đến 62 cân vẫn vừa nhá. Mã 36 nhá, một chiếc màu duy nhất thôi nhá. Màu nhũ của nó này các chị này. Màu nhũ này 150.000 này. Yến Nguyễn này chị thấy em nhá. Đây nhá, rất là đẹp luôn này. Từ 50 cân đến 62 cân vẫn vừa nhá. Đấy, các chị nhá. Đây, đẹp chưa các chị này. Rất là xinh các chị nhá. Đấy, mã 36 là Nguyễn Thị Liên. Ok chị Nguyễn Thị Liên nha. Chị Nguyễn Thị Liên hôm em chốt cho hôm trước, chị Nguyễn Thị Liên có chốt mấy cái rồi đấy. Hôm qua có chốt đấy, em chỉ còn một chiếc này thôi. Cái mã này nó độc lắm, hàng của nó là quá độc luôn này. Màu của nó độc lắm, độc và lạ luôn nha các chị nhá. Rất là xinh nhá, 180 à 150 nhá chị nhá. Ok em chốt cho chị Nguyễn Thị Liên rồi. 40 vừa không cao mất 50. Có tay chị nhé. Ok Bảo Long nhá. Ok Bảo Long nhá. Đây, còn sót một chiếc màu vàng của cái dáng này đây mọi người ơi. Váy vàng. Đây, váy vàng 150 em nhá. 150 em nhá. Đây. Đây em ơi, Hồng Đăng ơi đây này. 150 thôi em ơi, mặc rất xinh luôn nhá. Đấy, thắt đai đây. Đây em nhá. Thắt đai là kiểu như này này. 150 em nhá. Đấy, ai lấy thì chốt cho chị luôn. Chốt cho chị xem này. Ai lấy cho máy vàng thì chốt cho chị luôn mã 37 nhá. Mã 37 này. Chốt luôn nhá. Không, không vào thoải mái luôn. Người đậm thì à, em xem cái đấy chị nào.
Thôi đấy, em đang cầm đấy. Ừ, đấy là cái đấy đấy. Mọi người nha, rất là đẹp luôn. Ai chốt cho em là mã 37 luôn. Sót một cái thôi nha. Đấy, sót một cái là duy nhất thôi. Đây. Hôm nay em chốt em xả sạch kho rồi các chị ạ. Chị thấy các chị thấy em đầu bù tóc rối luôn đây này. Em xả sạch kho rồi. Mấy hôm nữa thì em mới về được cái hàng lô, một cái lô hàng của nhà em toàn hàng Quảng Châu cao cấp thôi. Đấy, mấy hôm nữa là về tiếp theo ấy thì là em sẽ là sâu thêm cho các chị nhá, toàn hàng đẹp thôi. Đấy, thì bây giờ là lát nữa em chốt, em gọi điện thoại cho các chị nha, em bảo nhân viên nhà em chốt em số điện thoại cho các chị xong. Các chị gửi địa chỉ nhá. Nóng mà em ạ. Các chị gửi địa chỉ cho em nha. Xong em gửi hàng đi, xong khoảng 2-3 hôm nữa là về một lô hàng Quảng Châu cao cấp đẹp lắm nhá. Mình lấy cái vàng. Thì Nguyễn Nguyệt Tuyết lấy màu vàng thì cho chị ấy luôn nha. Số điện thoại em nha. Mã luôn nha. Mã 39 em nha. Mã 39 luôn em nha. Kèm số điện thoại luôn em nha. Mã 39 kèm số điện thoại này. Mọi người nha, mã 39 kèm số điện thoại này. Đấy, hôm nay em bán em sạch kho. Các chị không chốt sớm, chốt nhanh là nhà em hết hàng. Khách quen nhà em thì mọi người khách quen khách buôn thì vào tấp nập luôn. Đấy, nên là bán này bán quá rẻ luôn ấy. Nên các chị là mua hàng nhà em là cứ nhanh tay lên, chốt nhanh tay là có hàng. Toàn hàng đẹp thôi các chị ạ. Toàn hàng đẹp mà hàng công sở ấy, toàn hàng xinh thôi. Mango rồi cái hàng cao cấp nó rất là đẹp luôn. Ship thành phố bao nhiêu bạn? Ship thành phố Sài Gòn, thành phố Bắc Ninh à? Thành phố Bắc Ninh thì chỉ có 20.000 thôi. 20-30.000 thôi bạn. Chốt vàng trước rồi nhé. Ok em nhá, vàng nó có mấy chiếc mà em. Yến Nguyễn chị lấy cho em cái đầm công sở size L đỏ đen đi chị. Em có gì thì inbox cho chị. Chị mới được một cái thôi. Mấy hôm nữa like chị lấy thêm rồi gửi được không? Chị Hoa Lê ơi, chị cứ lấy cái một cái đi. Về mặc đẹp thì chị ủng hộ nhà em tiếp nha. Em tự tin với cả hàng nhà em lắm. Tự tin với hàng nhà em bởi vì là em sale là quá lỗ rồi. Hàng nhà em cũng toàn là khoảng 600-700 một cái mà. Toàn 600-700 với cả 800-900 có những cái triệu mấy đấy. Mà em sâu xuống đó chị ạ. Nên là em tự tin lắm. Chị cứ mặc đi. Mặc về một chiếc đi đẹp là lần sau kiểu gì là chị cũng nhớ đến cửa hàng em. Nhưng mà chị nhớ kết bạn nhá. Nhớ kết bạn lần sau còn vào mua hàng nhá. Em về toàn những lô hàng đẹp thôi. Toàn hàng đẹp, hàng cao cấp thôi chị nhá. Shop ở đâu đấy chị? Úc Nguyễn ơi. Nhà chị ở bên 21 Phan Văn Trường, khu Cầu Giấy em. Cầu Giấy Hà Nội em nhá. Mình 46 cân thì mặc size S các bạn nha. Nguyễn Thị Tuyết nha, mặc size S thôi. Thúy Mộc ơi, bây giờ chị mới nhìn thấy em này, Thúy Mộc này. Sài Gòn đó, Sài Gòn mà đi chậm thì khoảng 20.000-30.000 thôi. Với cả quan trọng gì tiền ship chỉ có mấy chục mà. Tiền hàng mình mua được cái hàng quá rẻ rồi. Tại vì hàng toàn hàng sale 6-700 với 4-500 mà sale xuống 150 thì mua được cái như thế là rẻ rồi. Nên là quan trọng gì đâu, quan trọng gì đâu em, không tao đâu kim chi ạ. Không vấn đề gì đâu. Diễm Hương là đầm hay giấy trắng đi chị này. Tiêu Hoa 39 này, ok, Tiêu Hoa 39 là màu vàng này. Vàng còn không chị? Lệ Quyên ơi, hình vàng còn một chiếc em nhá. Lệ Quyên nhá, Thủy Mộc chị ơi, váy kẻ sọc đen sau lưng chị còn không? Còn một chiếc em, à hình như hết rồi. Hết rồi em ơi, cái kẻ nhà chị hết rồi em nhá. Mấy hôm nữa mà về còn hàng thì chị... Trâm có một cái gửi chung đơn với Trâm nhá. Trâm ơi, Trâm ơi, cái đơn kia Yến gửi cho Trâm rồi. Cái đơn hàng kia là gửi cho Trâm 2 chiếc rồi nha. Bây giờ còn một chiếc này là gửi sau nha Trâm nha. Eo ơi chị, Hoa Lê ơi, cứ lấy một cái mặc tạm thời đi. Vì nhà đẹp mà. Thì là đẹp thì qua mua ủng hộ tiếp mà, không vấn đề gì đâu. Đẹp lắm đấy, toàn hàng đẹp thôi nên là mình tự tin lắm. Hương Đặng là chị ơi like váy đi. Bây giờ là chị cũng mệt lắm. Mà váy nhà chị là bây giờ nhà chị, khách nhà chị lấy sạch kho. Cả khách buôn, khách buôn thì đến lấy hết rồi. Khách buôn đến lấy một loạt luôn ấy. Khách buôn người ta lấy không gần hết. Lê Khanh body công sở không chị? Có body công sở mấy hôm nữa nha Lê Khanh. Kết bạn Facebook nhá. Kết bạn Facebook xong rồi mấy hôm like rồi vào nhá. Đường Ban Tâm ship chị cái kẻ sọc đen nhé em. Chị đừng Ban Tâm ơi. Chị kết bạn Facebook rồi xong chị inbox cho em nhá. Chị inbox cho em xong em xem là cái nào rồi em ship cho nhá. Em qua lấy váy được chứ? Nga Phạm ơi, em qua lấy đi Phạm ơi. Tại vì có mấy bạn đang ở đây này. Mấy bạn ở đây đang còn là lấy hàng đây này. Không biết là có phải là em không. Mọi người cứ em ở Hà Nội, ai ở Hà Nội thì cứ qua lấy nhá. Ai ở Hà Nội thì qua lấy cho em nhá. Chẳng thấy chị trả lời. Thúy Mộc ơi, bây giờ chị mới nhìn thấy em mà. Mới nhìn thấy em cách đây 20 phút trước. Cho em xem mẫu đi chị.
À Ngân ơi, em muốn xem mẫu gì? Em lấy size S vàng. Ok này, size S vàng cho Nguyễn Thị Tuyết này. Khi nào hàng về lại? Chắc khoảng 2-3 hôm nữa em nhé. Vôn phi 2-3 hôm nữa thôi. Đấy là mọi người muốn mua hàng nhà em thì chốt nhanh nhé. Bởi vì nhà em nhiều khách buôn lắm. Mà bán là toàn hàng hãng mà sale xuống là lỗ lắm. Mấy kẻ sọc chân canh lưng chị hết rồi ạ. Ừ hết rồi em ạ. Hết mất rồi. Có 2 chiếc thì các bạn chốt mất rồi. Ngôn phi bây giờ chị mới nhìn thấy em mà. Body 2 giây đi chị. Ok chị nói nhiều thế không mệt à? Em nghe mà thấy mệt. Chị cũng mệt mà. Mệt lắm. Mệt nên là không sâu nổi. Không sâu được hàng nổi đâu. Mệt cực luôn. Váy công sở còn không chị like tiếp nên chị. Váy công sở giờ chị còn nhưng mà bây giờ chị mệt mà không thể like được nữa. Đấy mà để cho bạn nhân viên làm thì bạn nhân viên bạn không làm được. Bạn không biết like. Bạn chỉ đứng chốt đơn thôi. Chị ơi màu vàng còn không cho em thêm một cái. Lệ Quyên lấy thêm một cái là 2 cái à? Có màu size S không? Có màu nào size? Đơn của em hôm nay chị cho em hôm nay luôn nhá. Em inbox cho địa chỉ nha em nhá. Hòa nhá, Jenny Hòa nhá. Jenny Hòa inbox cho chị địa chỉ nhá. Cho nó chốt cho luôn, đỡ phải gọi điện nó lâu. Mất công mà đợi là lâu lắm. Cho em xem cái phông sập bò đằng sau Hương Đỗ. Đợi chị một chút. Lấy hàng cho em một chiếc váy kẻ trắng cho em nhá. Thúy Mộc nhá, cho chị địa chỉ Thúy Mộc nhá. Đấy, mọi người nhá. Giang Ly gọi hết cho em nha. Chị chốt gửi hết cho em. Giang Ly nha, chị gửi hết cho em luôn. Chọn mẫu vàng không? Mọi người nha. Em trả lời mệt quá đi. Em muốn ngậm nước đã. Cái đấy là chị có khách chốt rồi. À thế à? Chị cũng nói sớm em tính rồi. Có một người có khách cho chị chốt rồi đấy. Thế em lấy à? Em lấy một cái. Anh em lấy mấy cái anh xem nào. Thôi lấy đi xong rồi chị bảo cho khách nhá. Tại vì các bạn chốt rồi đấy. Thôi để chị lấy, lấy đi. Đây này, túi đây này. Các bạn ở trên này các bạn chốt rồi đấy mà. Chốt đơn cho các bạn hết rồi nên là để đấy là để đấy là đấy cái đơn, mấy cái đơn này chị chốt hết cho khách ở trên này hết à. Mọi người nhá, mọi người nhớ kết bạn cho mình nhá. Kết bạn mọi người nhá. Kết bạn cho em nhá. Đây em làm việc từ nãy giờ đầu bù tóc rối luôn các chị này. Không kịp hàng để cho các chị luôn đấy. Đấy. Cái hàng của nó là hàng cao cấp đấy em ạ. Rất là đẹp luôn, hàng đến cầm có 2 chiếc đấy. Đấy thì là lấy xem lát ra chị chốt là vì cái này chị chốt hết cho khách mà. Khách người ta chốt hết rồi mà. Đấy trắng đi. Mọi người nha. Thì mấy hôm nữa để mọi người lấy hàng nhà chốt hàng rồi thì mọi người inbox cho em địa chỉ luôn nhá. Inbox địa chỉ luôn cho em nhá. Để em gửi hàng cho xong rồi em gửi hàng nó hôm sau rồi em về hàng một lô hàng mới thì vào đây xem tiếp nhá. Vào đây chốt hàng tiếp nhá. Đấy hàng nhà em toàn hàng cao cấp với hàng đẹp thôi các chị yên tâm nhá, em bao luôn. Có vấn đề gì các chị cứ liên hệ với em nha, em chịu trách nhiệm hết nhá. Không vấn đề gì hết luôn nhá. Đấy các chị cứ ủng hộ mà kết bạn với em nhá. Nhớ là kết bạn với em nhá. Chứ không kết bạn thì không kết bạn là xong rồi hàng đẹp mặc xong đẹp rồi muốn mua tiếp cũng không biết đường mà mua, không biết là nhà ai bán ấy. Em mà gặp trường hợp đấy rồi. Hôm trước có một chị không biết là chị nào, hai chị ba chị rồi, giáo viên mầm non với cả một chị là làm ở bệnh viện với một chị là ở ngân hàng cái gì ấy ở tỉnh ấy, mua xong rồi về đến cơ quan ai cũng khen xong rồi đến khi mà hỏi lại nhà em là Facebook là gì mãi sau mới tìm được Facebook nhà em ấy để vào chốt thêm ấy. Nên là các chị cứ kết bạn với em nhá. Để không là bị mất Facebook là hơi bị tiếc là vì em bán toàn hàng công sở, hàng đẹp mà. Xong rồi hàng hãng, hàng cao cấp ấy. Đấy các chị nhớ nhá. Đấy thì thôi, em mệt rồi nên là giờ này em xin phép em đi, em nghỉ nhá. Xong hôm sau em lại về một lô hàng mới thì em like tiếp. Em like tiếp rồi xong rồi các chị lại vào ủng hộ nhá. Các chị nhớ kết bạn nhá. Xong rồi ai hôm nay ai chốt cho em thì cho em là địa chỉ và số điện thoại luôn nhá. Để em chốt em gửi hàng luôn nhá. Chị ơi, mọi người nhá. Thúy ơi, chị ở shop ở 21 Phan Văn Trường, khu sân Thủy Cầu Giấy em nhá. Vâng, ok chị Thúy Mộc nhá. Thôi nha, em kết thúc đi nhá. Hôm sau về lô hàng mới thì em show cho các chị xem nhá. Với cả hôm nay ai chốt đơn thì cho em số điện thoại nhá, cả địa chỉ nhá, inbox cho em nhá. Để em còn gửi hàng cho các chị nhá. Em chào các chị nhá. Em cũng mệt lắm. Em chào các chị nhá.